Đô thị mạnh nhất hoàn khố, Diệp Thần Phong. Chương 2341, thất tán. Đến, Diệp Thần Phong trước đó tự mình đem gân mạch phong ấn lại rồi. Tuy nói hắn có thể dễ dàng mở ra chính mình gân mạch phong ấn, đem trong gân mạch linh khí dòng sông vận chuyển lại, chỉ khi nào vận chuyển linh khí dòng sông, khi hắn bên trong đan điền nồng nặc tử khí cùng khí tức sát phạt, e sợ hội lần nữa tại trong thân thể hắn nổ tung, tại loại này đại trong gió lốc tiến vào ma hóa trạng thái, này đối với hắn mà nói có thể không là một chuyện tốt. Cho nên, bên trong thân thể không cách nào vận chuyển bất kỳ một tơ linh khí Diệp Thần Phong, thân thể của hắn ở trong cơn bão táp được bao phủ, không ngừng hướng về mảnh này trắng xóa không gian bên phải mà đi, đang nhanh chóng rời xa Ngô Lăng Hương cùng Bạch Tiểu Nhu đám người. Toàn bộ trắng xóa bên trong không gian bão táp là càng ngày càng kịch liệt, Diệp Thần Phong, Ngô Lăng Hương, Bạch Tiểu Nhu, Giang Thải Huyên cùng Triệu Tấn Bằng, giữa bọn họ từng người khoảng cách cũng chia tán càng ngày càng mở ra, không bao lâu, giữa bọn họ liền lẫn nhau không nhìn thấy đối phương. Ở cái này trắng xóa bên trong không gian cự đại phong bạo có thật nhiều cái, thân ở mỗi cái cự đại trong gió lốc Diệp Thần Phong, hắn chỉ cảm giác thân thể của mình được một loại nào đó sức hút tại nắm kéo, lông mày của hắn chăm chú nhíu lại, hắn không nghĩ tới vẫn không có tiến vào viễn cổ giới liền gặp như vậy khúc chiết. Không ngừng được to lớn bão táp xoay tròn, đầu là càng ngày càng bị choáng rồi, Diệp Thần Phong trong đôi mắt tầm mắt cũng có chút mơ hồ. Cuối cùng tại thân thể hắn hậu phương, xuất hiện một cái màu trắng lỗ hổng, thân thể hắn trực tiếp được kéo tiến vào lỗ hổng bên trong. Tại Diệp Thần Phong được kéo tiến lỗ hổng sau, Ngô Lăng Hương, Giang Thải Huyên, Bạch Tiểu Nhu cùng Triệu Tấn Bằng bốn người này, thân thể bọn họ hậu phương cũng xuất hiện một lỗ hổng, cuối cùng bọn hắn cũng từng người được hấp. Tiến vào, xuất hiện tại bọn hắn sau lưng một lỗ hổng bên trong. Tại Diệp Thần Phong đám người toàn bộ được hấp, tiến bất đồng lỗ hổng bên trong lúc, viễn cổ giới, nơi nào đó trên bầu trời, một chiếc hai tầng màu trắng linh thuyền, ở trên bầu trời nhanh chóng chạy. Này viễn cổ giới bên trong linh khí, quả nhiên muốn so thiên huyền giới nồng nặc thượng rất nhiều lần, hơn nữa trong không khí trả lưu lại một ít viễn cổ thời đại khí tức. Ở này chiếc nhanh chóng chạy màu trắng linh trên thuyền, hai tên lão giả, một tên thanh niên cùng một cô thiếu nữ đứng ở tầng thứ hai trên bong thuyền. Cái này hai tên lão giả thực lực đều tại thần vương cảnh sơ kỳ tầng thứ. Một tên trong đó trên mặt có chút âm trầm lão giả, tên của hắn gọi là Chu Chí Trạch. Một người khác sắc mặt nhìn qua hiền lành không ít lão giả, tên của hắn gọi là Trình Viễn Mộc. Chu Chí Trạch cùng Trình Viễn Mộc đến từ chính hai cái bất đồng gia tộc, bọn hắn tính là trong gia tộc lão tổ, nhưng gia tộc của bọn họ tại viễn cổ giới nhưng không xếp hạng tới bất kỳ danh hào, thậm chí hai người bọn họ gia tộc trả cộng đồng phụ thuộc vào một cái càng lớn gia tộc. Tại viễn cổ giới không nghĩ tới hai cái thần vương cảnh sơ kỳ cường giả, bọn hắn cũng chỉ là một cái không xếp hạng tới danh hào bên trong gia tộc lão tổ, đổi lại là trên trời huyền giới lời nói, tuyệt đối là có thể nhảy vào nhất lưu thế lực thượng du phạm vi. Đứng ở Chu Chí Trạch bên cạnh thanh niên, hắn thân mang một bộ hoa lệ trường sam màu trắng. Ánh mắt thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn khác một cô thiếu nữ, từ ánh mắt của hắn bên trong lộ ra một loại nào đó tham. Lam vẻ, hắn chính là Chu Chí Trạch vãn bối Chu Thiên Lỗi, xem như là Chu gia bên trong thiên tài rồi, một thân thực lực trên đất thần cảnh 5 tầng hậu kỳ. Này Chu Thiên Lỗi thực lực thật là không tệ, nếu như đổi lại là trên trời huyền giới, những kia giống như hắn tuổi thiên tài tuyệt thế, thực lực cũng chỉ có linh thần cảnh tới đất thần cảnh một tầng khoảng chừng. Mà hắn lại nắm giữ địa thần cảnh 5 tầng hậu kỳ thực lực. Xem ra thiên huyền giới xác thực không cách nào cùng viễn cổ giới tương đề tịnh luận. Mà đứng tại Trình Viễn Mộc bên cạnh thiếu nữ, người trên người mặc màu xanh lam sợi tơ quần áo, mái tóc dài màu đen khoác ở đầu vai, dáng dấp cực kỳ đơn thuần mà lại động lòng người, người chính là Trình Viễn Mộc vãn bối Trình Diệc Giao. Thực lực trên đất thần cảnh 5 tầng sơ kỳ, Chu Chí Trạch cùng Trình Viễn Mộc chỗ ở Chu gia cùng Trình gia. Cộng đồng phụ thuộc vào một cái tên là Chu gia gia tộc. Có người nói Chu gia lão tổ chính là nửa bước thần tôn cường giả, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào thần tôn cảnh. Nửa bước thần tôn tại viễn cổ giới cũng coi như là cường giả rồi. Đừng xem chỉ là một con chân khóa nhập thần tôn cảnh, nhưng nửa bước thần tôn thực lực yếu rất xa bỏ qua thần vương cảnh cường giả đỉnh cao. Huống hồ tại Chu gia cùng Trình gia thực lực mạnh nhất chính là Chu Chí Trạch cùng Trình Viễn Mộc rồi. Bọn hắn phụ thuộc vào một cái càng cường đại hơn gia tộc, cái này cũng là không gì đáng trách sự tình.
Chu gia cùng Trình gia tuy nói đều là phụ thuộc vào được kêu là Chu gia gia tộc. Nhưng Chu gia cùng Trình gia trong lúc đó nhưng là lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt, lần này là bởi vì Chu gia lại có một tên lão tổ bước vào nửa bước thần tôn, Chu gia yếu tại sau 10 ngày cử hành một hồi yến hội long trọng, thân là Chu gia phụ thuộc gia tộc Chu gia cùng Trình gia, bọn hắn tự nhiên cũng là chịu đến mời, bọn hắn nhất định muốn vì Chu gia chuẩn bị một phần đem ra được quà tặng. Chính xảo bất xảo, tại mấy ngày trước Chu gia cùng Trình gia người cộng đồng phát hiện một chỗ nguyên bản được trận pháp che giấu sơn cốc, ở đằng kia nơi bên trong sơn cốc có không ít thiên tài địa bảo. Chu gia cùng Trình gia đều không có lựa chọn đem chuyện nào đăng báo cho Chu gia, Chu Chí Trạch cùng Trình Viễn Mộc chuẩn bị đi trước tra xét một phen chỗ kia sơn cốc, thuận tiện ở đằng kia nơi bên trong sơn cốc nhìn xem có hay không cái gì cho rằng quà tặng. Các loại tra xét xong, sẽ có chút cần thiên tài địa bảo mang sau khi đi. Bọn hắn mới dự định đăng báo cho Chu gia rồi. Tại lợi ích trước mặt, Chu gia cùng Trình gia tạm thời thu hồi đối lẫn nhau bất mãn. Tại Chu Chí Trạch, Trình Viễn Mộc, Chu Thiên Lỗi cùng Trình Diệc Giao toàn bộ lặng yên không lên tiếng, dưới chân bọn họ linh thuyền đang nhanh chóng đi tới thời điểm. Từ phía trước trên bầu trời cách đó không xa bên trong, đột nhiên có một điểm đen đang nhanh chóng hạ thấp. Làm linh thuyền chạy tới thời điểm, cái điểm đen kia vừa vặn đã rơi vào tầng thứ hai bong tàu bên trên. Kết quả là Chu Chí Trạch đám người ánh mắt toàn bộ tập trung vào cái điểm đen này bên trên. Chỉ thấy từ trên bầu trời rớt xuống điểm đen chính là một bóng người. Cái này rơi xuống tại linh thuyền trên bong thuyền bóng người không phải là Diệp Thần Phong ma. Hắn giờ khắc này quần áo trên người có phần rách nát, trong đầu còn có chút mơ mơ màng màng đây. Hắn dùng sức lung lay đầu. Khi hắn cảm giác được trong thiên địa so với Trung Châu càng thêm linh khí nồng nặc sau, hắn liền xác định chính mình đi tới viễn cổ giới, ánh mắt hướng về bốn phía quét mắt một vòng, căn bản không có Bạch Tiểu Nhu thân ảnh của bọn họ, hắn cũng biết Bạch Tiểu Nhu bọn hắn hẳn là bị truyền tống đến viễn cổ giới còn lại phương vị đi rồi. Làm Diệp Thần Phong ánh mắt nhìn về phía linh trên thuyền Chu Chí Trạch cùng Trình Viễn Mộc đám người lúc. Chu Chí Trạch cùng Trình Viễn Mộc đám người. Bọn hắn cũng đưa ánh mắt tập trung vào Diệp Thần Phong trên người, đối với cái này từ trên bầu trời đột nhiên rớt xuống người, trong lòng bọn họ tràn đầy cảnh giác, làm cảm giác của bọn hắn đảo qua Diệp Thần Phong, phát hiện Diệp Thần Phong trên người một điểm khí thế cũng không có, phải là một người bình thường sau, bọn hắn cảnh giác tiêu tán một ít. Hồi tưởng Diệp Thần Phong là từ trên bầu trời rơi xuống, Chu Chí Trạch cùng Trình Viễn Mộc trong lòng như có điều suy nghĩ, chỉ chốc lát sau. Chu Chí Trạch lạnh giọng quát lên, ngươi là từ đó châu đi vào chúng ta viễn cổ giới. Ngươi là trong lúc vô tình bị cuốn vào đi về viễn cổ giới thông đạo trong gió lốc. Chương 2342, sao động, tạm thời gia nhập, từ trước đây đến bây giờ. Một chút thời gian cũng sẽ có Trung Châu người tu luyện, trong lúc vô tình xông vào viễn cổ giới tới. Bất quá, viễn cổ giới người tu luyện đối Trung Châu tu luyện cực kỳ khinh thường. Ở trong mắt bọn họ Trung Châu người tu luyện sức chiến đấu phổ biến hạ thấp, đồng dạng là một tên phổ thông thần vương cảnh cường giả, viễn cổ giới một tên phổ thông thần vương cảnh sơ kỳ cường giả, chiến đủ sức để so với ba tên tả hữu Trung Châu phổ thông thần vương cảnh sơ kỳ cường giả liên thủ rồi. Đối mặt Chu Chí Trạch quát lạnh thanh âm, Diệp Thần Phong chỉ hơi hơi nhíu nhíu mày, tuy nói hắn hiện tại không muốn mở ra gân mạch vận chuyển linh khí dòng sông, nhưng hắn bên trong đan điền còn có thanh viêm tồn tại đây. Thanh viêm nhiệt độ đồng dạng là có thể đốt cháy chết thần vương cảnh sơ kỳ cường giả, Diệp Thần Phong đồng dạng là cảm giác ra Chu Chí Trạch cùng Trình Viễn Mộc chỉ có thần vương cảnh sơ kỳ thực lực, đoán chừng lấy thanh viêm năng lực đối mặt hai người này hẳn là không thành vấn đề. Nhưng bây giờ Diệp Thần Phong cùng Ngô Lăng Hương đám người thất lạc, hắn nhất định muốn trước tiên thích ứng một cái viễn cổ giới, hắn đối viễn cổ giới hiểu rõ vẫn là quá ít rồi, những người trước mắt này không thể nghi ngờ là có thể tăng nhanh hắn thích ứng. Như ý liền có thể tìm thời cơ thích ứng, hỏi một chút những người này, bọn hắn có biết hay không nơi nào có bách tâm cỏ. Cho nên, Diệp Thần Phong tại ngẫm nghĩ một lát sau, hắn cuối cùng vẫn là không có đem thanh viêm thả ra ngoài, hắn gật đầu một cái nói, ta đích xác là đến từ chính Trung Châu. Chu Chí Trạch bóng người trực tiếp xuất hiện ở Diệp Thần Phong trước mặt, bàn tay của hắn nắm chặt rồi Diệp Thần Phong vai, hắn cảm thụ Diệp Thần Phong tình huống trong cơ thể. Bởi Diệp Thần Phong gân mạch phong ấn phương thức cực kỳ đặc thù, coi như là thần vương cảnh cường giả cũng cảm ứng không ra. Này Chu Chí Trạch cảm giác không ra Diệp Thần Phong gân mạch có bất kỳ đặc thù, hắn chỉ có thể cảm ứng được Diệp Thần Phong trong gân mạch không có một tia linh khí,
hắn sau đó lại đã đoán được Diệp Thần Phong cốt linh chỉ có 30, hắn nhất thời đối Diệp Thần Phong mất đi bất kỳ hứng thú gì. Hắn phán đoán Diệp Thần Phong có thể là tiến vào viễn cổ giới thời điểm, thân thể ra một loại nào đó vấn đề, cho tới trong gân mạch linh khí toàn bộ tiêu tán, có thể coi là không tiêu tan, hắn cũng sẽ không cho là Diệp Thần Phong thực lực mạnh mẽ chạy đi đâu. Tại phán đoán ra Diệp Thần Phong cốt linh sau đó Chu Chí Trạch không có lại cảm ứng Diệp Thần Phong đan điền cùng nhục thân cường độ rồi. Mà bị Chu Chí Trạch nắm chặt vai Diệp Thần Phong, trong lòng của hắn đã dâng lên sát ý. Khi hắn muốn thả ra thanh viêm thời điểm, Chu Chí Trạch buông lỏng ra Diệp Thần Phong, hắn nói ra, chỉ là một cái trong gân mạch không có một tia linh khí tiểu tử mà thôi. Hơn nữa cốt linh cũng chỉ có 30, lần này chúng ta muốn đi chỗ kia sơn cốc, nhất định muốn bảo mật, ta xem trực tiếp đem tiểu tử này giết đi. Tại Chu Chí Trạch dứt tiếng sau, Chu Thiên Lỗi bên trong thân thể địa thần cảnh 5 tầng hậu kỳ thật khí thế tăng lên, khóe miệng hắn liên tục cười lạnh. Khí thế tại áp bức hướng về Diệp Thần Phong, hay là ở trong mắt hắn Diệp Thần Phong chỉ là nhỏ yếu con kiến. Nhưng tại hắn muốn động thủ thời điểm, Trình Diệc giao chắn Diệp Thần Phong trước mặt, người đôi mắt đẹp chán ghét nhìn xem Chu Thiên Lỗi, khẽ kêu nói, sơn cốc sự tình tuyệt đối sẽ không có còn lại người biết, hắn chỉ là tới từ ở Trung Châu, hơn nữa liền ngay cả một tia khí thế cũng không có, hắn nhất định là trong lúc vô tình bị cuốn đến chúng ta viễn cổ giới tới. Hắn cũng chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi, Trình gia chúng ta sẽ thu lưu hắn. Khiến hắn tại Trình gia vượt qua sau này tuế nguyệt. Trình Viễn Mộc hiển nhiên rất là thương yêu chính mình một vãn bối, hắn cũng lập tức nói ra, đúng vậy, chỉ là một cái Trung Châu tới phổ thông tiểu tử mà thôi, hắn sẽ ảnh hưởng đến chúng ta cái gì. Về sau hắn chính là chúng ta Trình gia người. Đang nhìn đến Trình Viễn Mộc cũng mở miệng, Chu Thiên Lỗi trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng. Hắn không cách nào nữa đối Diệp Thần Phong động thủ. Chu Chí Trạch nụ cười âm trầm nói, Trình Viễn Mộc, người muốn đảm bảo tiểu tử này ta không ý kiến, chỉ là một cái từ đó châu thổi sang viễn cổ giới tới rác rưởi mà thôi, chỉ là các ngươi e sợ lại không lâu nữa, các ngươi Trình gia cũng phải tự thân khó bảo toàn. Các ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ cân nhắc gia tộc mình vận mệnh đi. Tiểu tử này gia nhập các ngươi Trình gia, nói không chắc cuối cùng kết cục hội càng thêm thê thảm. Chu Chí Trạch lời nói để Trình Viễn Mộc cùng Trình Diệc Giao sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Mọi người đều biết, Chu gia cùng Trình gia phụ thuộc vào Chu gia. Tại trước đây không lâu, Chu gia một tên thiên phú không tệ con cháu, nhìn chúng Trình gia Trình Diệc Giao, muốn cưới Trình Diệc Giao làm vợ. Nhưng Trình Diệc Giao vẫn muốn cùng người trong lòng kết hợp. Người căn bản không đồng ý gả cho Chu gia tên đệ tử kia. Vừa vặn Trình gia lão tổ Trình Viễn Mộc tính tình của hắn cũng cực kỳ quật cường, hắn đối Trình Diệc Giao cái này vãn bối có thể nói là nuông chiều, hắn là nâng đỡ Trình Diệc Giao. Tuy nói Trình gia là Chu gia phụ thuộc gia tộc, nhưng Chu gia cũng không thể đường hoàng bức hôn chứ. Cuối cùng chuyện này chỉ có thể sống chết mặc bay. Nhưng kia tên coi trọng Trình Diệc Giao Chu gia con cháu, hắn là hoàn toàn hận lên Trình gia. Lần này Chu gia lại một tên bước vào nửa bước thần tôn cường giả. Chính là tên này Chu gia con cháu dòng chính lão tổ. E sợ chuyện này sẽ không chết già rồi, của mình dòng chính lão tổ bước vào nửa bước thần tôn rồi, tên này Chu gia con cháu chắc chắn sẽ không liền như vậy cho rằng chuyện lúc trước không có phát sinh. Trình gia lần này cũng muốn đưa ra một phần cũng đủ lớn lễ, nói như vậy bất định vị kia vừa vặn bước vào nửa bước thần tôn cường giả, hắn sẽ đối Trình gia mở ra một con đường. Trình Viễn Mộc hừ lạnh nói, ta chuyện của Trình gia tình còn chưa tới phiên ngươi đến quơ tay múa chân. Ngược lại, hắn vừa nhìn về phía không có tử bong tàu đứng lên Diệp Thần Phong, nói tiểu tử, người nguyện ý gia nhập ta Trình gia sao? Về sau cùng Trình gia chúng ta đồng sinh cộng tử. Vốn là muốn yếu thả ra thanh viêm, đem Chu Chí Trạch giết chết Diệp Thần Phong, hắn tại nghe được cái gì sơn cốc sau đó hắn liền lại tạm thời buông tha cho cái ý niệm này. Xem ra Chu Chí Trạch trong miệng bên trong thung lũng kia tuyệt đối có thứ tốt. Hắn liếc mắt nhìn Trình Diệc Giao cùng Trình Viễn Mộc, hắn ngược lại là cảm giác hai người kia thật không tệ, nếu dự định đi chỗ đó sơn cốc nhìn một chút, như vậy liền tạm thời gia nhập bọn hắn đi. Diệp Thần Phong đối với Trình Viễn Mộc gật đầu nói, ta nguyện ý gia nhập Trình gia. Thấy Diệp Thần Phong đồng ý, Trình Viễn Mộc gật đầu cười, tiểu tử, ngươi không sai, các loại trở về Trình gia. Ta hảo hảo về mặt tu luyện chỉ đạo ngươi một cái. Trình Diệc Giao đem Diệp Thần Phong từ trên bong thuyền đỡ lên, nàng nói, ngươi yên tâm đi,
ở lại Trình gia chúng ta, dù sao cũng hơn ngươi tại viễn cổ giới chính mình du đãng tốt. Lấy tình huống của ngươi, một mình ngươi tại viễn cổ giới, ngươi sống không được bao dài thời gian. Xem ra tại Trình Diệc Giao trong mắt, Diệp Thần Phong hoàn toàn là một người bình thường rồi. Tại Trình Diệc Giao đem Diệp Thần Phong đỡ dậy không bao lâu sau đó Chu Chí Trạch căn bản không coi Diệp Thần Phong là chuyện quan trọng tình, hắn nói ra chúng ta đã đến. Tại Chu Chí Trạch dứt tiếng sau, Diệp Thần Phong bên trong đan điền thanh viêm đột nhiên trở nên nóng nảy chuyển động. Giống như là thanh viêm cảm thấy một loại nào đó hấp dẫn đồ vật của nó. Thanh viêm tại Diệp Thần Phong bên trong đan điền khiêu động càng ngày càng kịch liệt, lấy tình huống như vậy đến xem, nói không chắc Chu Chí Trạch bọn hắn chỗ nói chỗ kia trong sơn cốc, đối với thanh viêm tới nói lại sẽ là một cái cơ duyên không nhỏ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 2343, tiến vào. Linh thuyền dừng lại ở một chỗ rộng lớn mà lại rậm rạp phía trên dãy núi. Chu Chí Trạch cùng Chu Thiên Lỗi trực tiếp nhảy xuống linh thuyền, hai người bọn họ hướng về phía dưới sơn mạch đạp không mà đi. Trình Viễn Mộc lôi kéo Diệp Thần Phong cũng nhảy xuống linh thuyền, khi hắn mang theo Diệp Thần Phong hướng phía dưới mà đi đồng thời, hắn đem chiếc này to lớn linh thuyền trực tiếp thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Đương nhiên Trình Diệc Giao là đi sát Trình Viễn Mộc phía sau. Càng đến gần dưới đáy rậm rạp sơn mạch, Diệp Thần Phong bên trong đan điền thanh viêm lại càng phát ra dục dịch, hắn cũng không biết Bạch Tiểu Nhu bọn hắn được truyền đưa tới nơi nào. Về phần Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên nguyên bản chính là viễn cổ giới người, các nàng được truyền tống đến bất kỳ địa phương nào đều có thể thành thạo điêu luyện. Bất quá, Bạch Tiểu Nhu cùng Triệu Tấn Bằng hai người này, một cái tại thiên thần cảnh thực lực, một cái khác tại thần vương cảnh thực lực. Bọn hắn gặp phải lúc bình thường cũng hẳn là có thể hóa giải, Diệp Thần Phong yếu các loại thực lực của mình khôi phục, hắn mới có thể đi tìm Bạch Tiểu Nhu rồi. Trình Viễn Mộc tại mang theo Diệp Thần Phong đến sơn mạch mặt đất sau đó hắn lập tức lại đi bên phải phương hướng nhanh chóng đi tới. Chỗ kia nguyên bản được trận pháp che giấu sơn cốc, vừa vặn là được Chu gia cùng Trình gia người đồng thời phát hiện, bây giờ tại sơn cốc nơi đó có Chu gia cùng Trình gia thiên thần cảnh cường giả canh gác. Bọn hắn lúc trước phát hiện chỗ này sơn cốc, trực tiếp lợi dụng đặc thù phương thức đưa tin về đến gia tộc bên trong. Tại đây nơi rậm rạp bên trong dãy núi, đồng dạng là có rất nhiều yêu thú, nhưng dọc theo đường đi Trình Viễn Mộc gặp phải yêu thú đều là tại thần vương cảnh bên dưới, cho nên hắn giải quyết là cực kỳ ung dung. Trình Diệc Giao cũng trước sau thật chặt đi theo của mình lão tổ Trình Viễn Mộc, bọn hắn cũng không hề coi Diệp Thần Phong là làm là một cái trói buộc. Xem ra hai người bọn họ thật sự tính là thiện lương được rồi, đang tu luyện giới loại này nhược nhục cường thực thế giới, bực này thiện lương người là phi thường ít thấy. Ước chừng tại cấp tốc chạy đi nửa giờ sau. Xuyên qua một chỗ cực kỳ rậm rạp bụi cỏ, nơi này bụi cỏ, mỗi một bụi cỏ đều có trọn vẹn cao hơn 2 mét, hơn nữa nơi này cỏ toàn bộ đều là màu đen kịt, mặt trên mọc ra từng cây sắc bén gai. Trình Viễn Mộc dùng linh khí bảo vệ Diệp Thần Phong. Kỳ thực cho dù không cần Trình Viễn Mộc bảo vệ. Lấy Diệp Thần Phong thần tôn cảnh trung kỳ nhục thân cường độ, những này đâm đánh ở trên người, căn bản vô pháp cho hắn bất kỳ cảm giác gì, nhưng Trình Viễn Mộc cùng Trình Diệc Giao hiển nhiên là không biết Diệp Thần Phong nhục thân cường độ. Bọn hắn cũng không có đi tra xét. Bởi vì vừa vặn Chu Chí Trạch đã dò xét một cái, đồng thời nói ra Diệp Thần Phong cốt linh chỉ có 30, hơn nữa trong gân mạch liền một tơ linh khí cũng không có. Bọn hắn cũng một cách tự nhiên cho rằng một cái 30 tuổi người, cho dù trong gân mạch có linh khí, cho dù có tu vi, tại viễn cổ giới bên trong nhiều nhất chỉ có thể xem như là run rế mà tồn tại. Tại xuyên qua chỗ này rậm rạp bụi cỏ sau đó ánh vào Diệp Thần Phong trong tầm mắt chính là một chỗ lớn vô cùng lối vào thung lũng. Chu Chí Trạch cùng Chu Thiên Lỗi đã tại cửa vào trước rồi. Ngoại trừ Chu Chí Trạch cùng Chu Thiên Lỗi ở ngoài. Tại cửa vào trước còn đứng hai tên thiên thần cảnh đàn ông trung niên, bọn hắn chính là phát hiện nơi này Chu gia cùng Trình gia người rồi. Trình Viễn Mộc cùng Trình Diệc Giao tại đi tới cửa sơn cốc sau đó bọn hắn lập tức hướng về tên kia Trình gia thiên thần cảnh đàn ông trung niên hỏi thăm tình huống cụ thể, này Trình gia cùng của Chu gia đàn ông trung niên trước đó là tiến vào mấy lần sơn cốc. Trình cái cửa vào sơn cốc lớn vô cùng, từ trong đó lộ ra một loại âm khí âm u cảm giác. Trình gia thiên thần kia cảnh đàn ông trung niên, hắn đem những gì mình biết chậm rãi nói ra. Trình Viễn Mộc cùng Trình Diệc Giao hiểu được, bên trong sơn cốc này pháp tắc phi thường kỳ lạ,
ở bên trong là đã hạn chế linh khí cùng thức hải, nói cách khác người tu luyện tiến vào sơn cốc bên trong sau, một thân tu vi liền không cách nào thi triển ra, ở trong đó chỉ có thể vận dụng sức mạnh của thân thể. Trước đó Trình gia thiên thần cảnh đàn ông trung niên tiến vào bên trong thăm dò, hắn cũng không hề ở bên trong gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào, có thể nói tại bên trong sơn cốc khắp nơi đều có các loại thiên tài địa bảo, chỉ là thung lũng này cực kỳ sâu thẳm, thậm chí cho người một loại không có phần cuối cảm giác. Trình gia cùng của Chu gia thiên thần cảnh đàn ông trung niên, bọn hắn cũng không dám xâm nhập quá sâu trong đó. Càng là hướng về sâu trong thung lũng đi, thì càng là có một loại hoảng sợ cảm giác bất an. Tại đại khái tìm hiểu một chút bên trong sơn cốc tình huống sau, Trình Viễn Mộc liếc mắt nhìn Chu Chí Trạch, tuy nói hắn xem Chu Chí Trạch phi thường không vừa mắt. Nhưng chỗ này sơn cốc là Trình gia cùng Chu gia đồng thời phát hiện, hắn nói, hiện tại chúng ta có thể tiến vào. Bởi vì Trình gia cùng của Chu gia thiên thần cảnh đàn ông trung niên, bọn hắn đã tiến vào thăm dò quá rồi, bọn hắn đối sơn cốc muốn hơi chút quen thuộc một điểm, cho nên lần này hay là muốn có hai người bọn họ dẫn đường. Chu Chí Trạch liếc mắt nhìn Diệp Thần Phong, thanh âm hắn lạnh lẽo nói ra, tiểu tử này cũng không thể ở lại bên ngoài. Vạn nhất thừa dịp chúng ta tiến vào thời điểm, hắn rời khỏi nơi này, cái này nơi sơn cốc bí mật liền muốn tiết lộ ra ngoài rồi, cho nên tiểu tử này cũng nhất định phải tiến vào bên trong. Chu Thiên Lỗi mới vừa rồi không có đem Diệp Thần Phong giết, trong lòng của hắn chả nhớ mãi không quên, hắn trong con ngươi lộ ra sát ý. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong nói, bằng không hiện tại liền để ta giải quyết phế vật này cũng có thể. Diệp Thần Phong nguyên bản là muốn đi vào chỗ này sơn cốc, hắn tự nhiên là gật đầu đồng ý, ta sẽ đi vào chung. Trình Viễn Mộc cùng Trình Diệp Giao trước đó dự định đem Diệp Thần Phong ở lại bên ngoài, ai biết tại bên trong sơn cốc có hay không nguy hiểm. Ở trong mắt bọn họ Diệp Thần Phong thực lực yếu cùng người bình thường hầu như không có khác biệt. Nhưng bây giờ thấy Diệp Thần Phong chính mình cũng đồng ý, hơn nữa Chu Chí Trạch cùng Chu Thiên Lỗi xem ra là tuyệt đối sẽ không đồng ý Diệp Thần Phong đơn độc ở lại bên ngoài, cuối cùng bọn hắn cũng chỉ có thể đủ đồng ý. Tướng mạo đơn thuần cảm động Trình Diệp Giao, người thấp giọng tại Diệp Thần Phong bên cạnh nói, sau đó theo sát tỷ tỷ ta, không nên đến nơi đi loạn. Nhìn thấy Diệp Thần Phong một mặt im lặng dáng dấp, người tiếp tục nói, làm sao? Chẳng lẽ không đúng không? Số tuổi của ngươi chỉ có 30 tuổi, để cho ngươi kêu ta một tiếng tỷ tỷ cũng là bình thường. Trình Diệp Giao hẳn là một cái so sánh hoạt bát đáng yêu tinh linh loại hình nữ nhân, trước đó nàng là có tâm sự mới không có nói quá nhiều lời nói, giờ khắc này, tâm tình của nàng hơi chút khôi phục một ít, người đẹp đẽ đối Diệp Thần Phong nháy mắt một cái. Diệp Thần Phong chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận rồi. Đang xác định Diệp Thần Phong cũng yếu tiến vào sơn cốc sau đó Chu Chí Trạch cùng Chu Thiên Lỗi tại Chu gia tên kia thiên thần cảnh đàn ông trung niên dẫn dắt đi, bọn hắn dẫn trước tiến vào sơn cốc. Tại ba người bọn họ tiến vào sơn cốc sau đó Trình Viễn Mộc cùng Trình Diệp Giao vừa liếc nhìn Diệp Thần Phong, trong đó Trình Viễn Mộc nói ra, tiểu tử, chính ngươi phải cẩn thận, bên trong nhưng là đã hạn chế linh khí, liền ngay cả lão phu ta tại thời khắc mấu chốt, nếu như gặp phải nguy hiểm to lớn. Khả năng đều không thể cứu viện ngươi. Trình Viễn Mộc tại dặn dò Diệp Thần Phong vài câu sau đó hắn và Trình gia tên kia thiên thần cảnh đàn ông trung niên bước chân vào sơn cốc. Diệp Thần Phong cùng Trình Diệp Giao là thật chặt đi vào theo. Diệp Thần Phong bên trong đan điền thanh viêm càng ngày càng sống động, thậm chí nếu không phải Diệp Thần Phong không cho phép, nó yếu trực tiếp từ bên trong đan điền lao ra ngoài. Chương 2344, không đủ tư cách. Tại bước vào chỗ này sơn cốc sau, linh khí nồng nặc nhất thời phả vào mặt. Trình Viễn Mộc cùng Chu Chí Trạch bọn người thân thể bên trong linh khí cùng thức hải hoàn toàn bị hạn chế trụ rồi. Chỗ này bên trong sơn cốc tia sáng có phần tối tăm, trên mặt đất là từng cây niên đại không thấp linh thảo. Cả cái sơn cốc diện tích phi thường to lớn, hướng mặt trước nhìn tới căn bản không nhìn thấy sơn cốc phần cuối. Đi theo Trình Diệp Giao bên cạnh Diệp Thần Phong. Ánh mắt của hắn tại bên trong sơn cốc quét mắt, nếu như có thể ở nơi này tìm tới Bách Tâm Thảo, như vậy liền thật sự không thể tốt hơn rồi. Lần này Trình Viễn Mộc cùng Chu Chí Trạch tới nơi này, bọn hắn chủ yếu nhất vẫn là muốn thu được một phần đưa được xuất thủ quà tặng, đặc biệt là Trình Viễn Mộc, tên kia vừa ý Trình Diệp Giao Chu gia con cháu, hắn dòng chính lão tổ bước vào nửa bước thần tôn, tên kia Chu gia con cháu thân phận tại Chu gia bên trong nhất định là nước lên thì thuyền lên rồi.
hay là đưa ra một phần đầy đủ hài lòng quà tặng, nói không chắc có thể để cho chuyện này tận lực chuyện lớn hóa nhỏ. Tuy nói trên mặt đất linh thảo niên đại cũng không thấp, nhưng đây là căn bản không lấy ra được đem làm lễ vật chúc mừng. Tại Chu gia cùng Trình gia thiên thần cảnh đàn ông trung niên dưới sự hướng dẫn, bọn họ là một mực hướng về sơn cốc nơi sâu xa đi đến. Càng đi vào bên trong, trên mặt đất linh thảo năm cũng càng cao, thế nhưng Trình Viễn Mộc cùng Chu Chí Trạch cũng càng ngày càng cẩn thận rồi, bọn hắn luôn có một loại phi thường dự cảm không tốt. Bọn hắn bây giờ sâu vào đã không nhìn thấy cửa vào sơn cốc rồi, tại bọn hắn chả phải tiếp tục hướng về trong đó đi tới thời điểm. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tại bên trong sơn cốc đột nhiên quanh quẩn lên từng đạo tương tự đánh tiếng sấm, loại thanh âm này tại bên trong sơn cốc kéo dài không tiêu tan. Trình Viễn Mộc cùng Chu Chí Trạch thần kinh lập tức căng thẳng lên, hai người bọn họ ánh mắt không hẹn mà cùng tập trung vào. Gia tộc mình thiên thần cảnh đàn ông trung niên trên người, cái kia hai tên thiên thần cảnh đàn ông trung niên lập tức dồn dập mở miệng. Lão tổ, trước đó cũng không hề tình huống như thế phát sinh, ta tiến vào tra xét qua 3 lần. Không có một lần nơi này là sản sinh qua động tĩnh. Lão tổ, không sai, cái này thật sự là quá quái lạ rồi, ta cũng không biết lần này làm sao sẽ sản sinh biến hóa như thế. Tại đây hai tên thiên thần cảnh đàn ông trung niên dứt tiếng sau. Trình Viễn Mộc cùng Chu Chí Trạch đều biết nơi đây không thích hợp ở lâu, bọn hắn dự định rời khỏi nơi này rồi nói sau, nhưng khi bọn họ muốn yếu lúc rời đi, bên trong sơn cốc mặt đất mãnh liệt rung động chuyển động, từng đạo ánh sáng màu đen bao phủ lại bọn hắn. Tại bọn hắn được nơi này ánh sáng màu đen bao phủ trong nháy mắt, thân ảnh của bọn họ lập tức biến mất ngay tại chỗ. Đồng dạng Diệp Thần Phong cũng biến mất ngay tại chỗ. Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Làm tầm mắt của hắn lần thứ hai khôi phục thời điểm, hắn xuất hiện tại một cái thẳng tắp trong thông đạo. Nơi này cũng còn là tại bên trong sơn cốc, chỉ là vừa mới vừa ánh sáng màu đen đưa hắn truyền tống đến sơn cốc nơi nào đó bí mật chế tạo hang động hoặc là kiến trúc bên trong. Tại Diệp Thần Phong mặt sau Chu Chí Trạch cùng Chu Thiên Lỗi dĩ nhiên cũng bị truyền đưa đến nơi này, mà Trình Viễn Mộc cùng Trình Diệp Giao đám người hẳn là bị truyền tống đến những nơi khác. Tại Diệp Thần Phong trong lòng suy tư thời khắc, Chu Chí Trạch cùng Chu Thiên Lỗi đã phục hồi tinh thần lại rồi, bọn hắn quan sát chỗ này thẳng tắp thông đạo, nhìn thấy đứng tại trước mặt bọn họ Diệp Thần Phong, bọn hắn càng phát giác nơi này cổ quái, nhưng bây giờ sơn cốc cửa ra vào cũng không tìm được. Muốn rời khỏi nơi này là không thể nào. Chu Chí Trạch cùng Chu Thiên Lỗi ánh mắt tập trung vào Diệp Thần Phong trên người, ở nơi này không cách nào sử dụng linh khí, chỉ có thể dựa vào sức mạnh thân thể. Bọn hắn nhất định muốn một cái dò đường người. Vạn nhất gặp đến nguy hiểm đến tính mạng, bọn hắn cũng có thể có chuẩn bị, trong lòng bọn họ dò đường người ứng cử viên tự nhiên là Diệp Thần Phong rồi. Từ trong suy tư đi ra ngoài Diệp Thần Phong, hắn xoay người nhìn thấy Chu Chí Trạch cùng Chu Thiên Lỗi, trước đó không có đối với hai người kia động thủ. Hoàn toàn là không muốn gây thêm rắc rối rồi, bây giờ ở nơi này chỉ có thể sử dụng nhục thân cường độ. Như vậy hắn không thả ra Thanh Viêm. Hắn có thể mang hai người này ung dung giết chết. Chu Chí Trạch cùng Chu Thiên Lỗi liếc nhau một cái sau, Chu Thiên Lỗi một bộ chỉ cao khí ngang ngữ khí tiểu tử, thành thành thật thật cho chúng ta đi ở phía trước, ta đúng là có thể trước tiên lưu ngươi một mạng, nhưng ngươi loại này đến từ chính Trung Châu gia hỏa, muốn tại viễn cổ giới sống tiếp, ngươi liền cho ta ngoan ngoãn ra vẻ đáng thương, huống hồ ngươi nguyên bản chính là một cái cháu trai, nơi này là lấy thực lực phi tôn, lấy thực lực của ngươi. Ngươi chính là một tên rác rưởi mà thôi. Chu Chí Trạch ở một bên không có mở miệng, hắn từ đầu tới cuối đều không có coi Diệp Thần Phong là chuyện quan trọng tình, chuyện nơi đây giao cho Chu Thiên Lỗi xử lý là tốt rồi. Diệp Thần Phong trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, bây giờ nơi này chỉ có 3 người bọn họ, nếu Chu Chí Trạch cùng Chu Thiên Lỗi gấp như vậy chịu chết, như vậy Diệp Thần Phong há có không thành toàn đạo lý của bọn họ. Thấy Diệp Thần Phong vẫn cứ đứng không nhúc nhích, Chu Thiên Lỗi hướng về Diệp Thần Phong đến gần 2 bước, làm sao? Ngươi là không có ý định ngoan ngoãn nghe lời. Diệp Thần Phong khóe miệng xẹt qua nụ cười lạnh như băng, nói ta không ngoan ngoãn nghe lời thì lại làm sao? Chỉ bằng ngươi, đủ tư cách sai khiến ta sao? Chu Thiên Lỗi nghe được Diệp Thần Phong còn dám mạnh miệng rồi, hắn lửa giận trong lòng nhất thời trưng vọt lên, giữ lại một cái không muốn giúp bọn họ dò đường người cũng vô ích. Tuy nói không cách nào sử dụng linh khí,
nhưng Chu Thiên Lỗi tốt xấu cũng là địa thần cảnh 5 tầng hậu kỳ thực lực, cơ thể hắn cường độ cũng là địa thần cảnh 5 tầng hậu kỳ, vậy người tu luyện thực lực và nhục thân cường độ hoàn toàn là bằng nhau. Chu Thiên Lỗi thân ảnh hướng về Diệp Thần Phong vọt tới, nắm tay phải hung hăng hướng về Diệp Thần Phong ngực nện tới. Một quyền này bên trong không có linh khí, nhưng power cũng là không tầm thường, nếu như là người bình thường e sợ trực tiếp sẽ bị một quyền này đánh đâm thủng ngực. Một bên Chu Chí Trạch sắc mặt bình tĩnh như trước, hắn cũng cho rằng không muốn nghe lời nói Diệp Thần Phong, không có bất kỳ giữ lại giá trị, Chu Thiên Lỗi giải quyết Diệp Thần Phong là chắc chắc có thừa. Diệp Thần Phong thấy Chu Thiên Lỗi vung tới nắm tay phải, hắn chỉ là mạn bất kinh tâm đem hữu quyền của mình tiến lên nghênh tiếp, một quyền này hắn căn bản không có khiến ra bản thân hết thảy sức mạnh thân thể, nhiều nhất là giống như là thiên thần cảnh 7 tầng cường giả đỉnh cao, thuần túy thi triển sức mạnh thân thể một quyền mà thôi. Sức mạnh thân thể là rất khó cảm giác được. Cho nên, thấy Diệp Thần Phong cũng vung ra một quyền Chu Thiên Lỗi, hắn căn bản cảm giác không ra Diệp Thần Phong một quyền này bên trong sức mạnh, trong cổ họng hắn khinh thường nói còn dám hoàn thủ. Ngươi lấy vì quả đấm của mình chống đỡ được sao? Ngươi cánh tay này cho ta hóa thành mưa máu đi. Một tiếng. Hai quyền đụng nhau. Đích thật là có một cánh tay biến thành huyết phụ. Chẳng qua là Chu Thiên Lỗi cánh tay trực tiếp ở trong không khí biến thành huyết phụ. A hát. Một đạo sắc bén tiếng kêu thảm thiết vang vọng tại trong không khí, mãnh liệt đau nhức để Chu Thiên Lỗi căn bản không còn kịp suy tư nữa rồi. Mà Diệp Thần Phong lại không có đình chỉ ý tứ, hắn một cước trực tiếp đá vào Chu Thiên Lỗi ngực. Khẩu bên trên. Lại là ầm, một tiếng. Chu Thiên Lỗi bay ngược ra ngoài, hắn toàn bộ ngực. Khẩu cũng toàn bộ biến thành huyết phụ. Trái tim gì đó toàn bộ bị chấn bể thành giọt máu rồi. Tại Chu Thiên Lỗi mất mạng sau đó Diệp Thần Phong lắc lắc đầu, nói ta đã nói rồi, người còn chưa đủ tư cách đến sai khiến ta, tại sao chính là không nghe lời đây? Chương 2345, Bản Vương yếu nuốt ngươi. Tại Chu Thiên Lỗi thi thể sau khi ngã xuống đất, Chu Chí Trạch mới đột nhiên từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, hắn sắc mặt bình tĩnh trong nháy mắt trở nên rất khó coi. Trước hắn rõ ràng cảm giác được Diệp Thần Phong trong gân mạch không có một chút nào linh khí, hơn nữa Diệp Thần Phong chỉ có 30 tuổi mà thôi, cho nên hắn mới không có tiếp tục tra xét Diệp Thần Phong nhục thân cường độ các loại rồi. Thuần túy sức mạnh thân thể là rất khó cảm giác được, nhưng căn cứ vừa vặn Diệp Thần Phong lực công kích, Chu Chí Trạch đại khái có thể suy đoán ra Diệp Thần Phong nhục thân cường độ tối thiểu tại thiên thần cảnh 7 tầng tả hữu, bằng không căn bản không khả năng đem Chu Thiên Lỗi nghiền ép đến loại trình độ này. Chu Chí Trạch tâm trong tràn đầy các loại nghi hoặc, nhưng bây giờ hắn không muốn suy nghĩ nhiều, Chu Thiên Lỗi chính là của hắn dòng chính hậu bối, hơn nữa là hắn trong hậu bối thiên tài nhất một cái, bây giờ hắn lại tận mắt nhìn Chu Thiên Lỗi chết ở trước mặt mình, bộ ngực hắn lửa giận trong nháy mắt tạc nòng rồi. Hắn tốt xấu cũng là thần vương cảnh sơ kỳ cường giả, nhục thân cường độ cũng đã tới thần vương cảnh sơ kỳ, căn cứ vừa vặn Diệp Thần Phong lực công kích. Hắn có thể kết luận Diệp Thần Phong nhục thân cường độ còn rất xa thấp hơn hắn. Chu Chí Trạch bàn tay gầy guộc chăm chú nắm thành quyền đầu, hắn bên trong thân thể nhục thân lực lượng không ngừng được kích ra, con ngươi chăm chú như ngừng lại Diệp Thần Phong trên người, chợt quát lên tiểu tử, ngươi lại dám đối hậu bối của ta hạ sát thủ. Ngươi quả thực là tội đáng muôn chết. Diệp Thần Phong xì mũi coi thường cười lạnh nói, thực sự là đủ buồn cười, chẳng lẽ chỉ có các ngươi mới có thể giết ta? Ta không thể giết các ngươi sao? Chả thật nghĩ đến đám các ngươi viễn cổ giới người hơn người một bậc. Chu Chí Trạch hiển nhiên là không muốn cùng Diệp Thần Phong nhiều lời, thân ảnh của hắn đã là hướng về Diệp Thần Phong bạo hướng mà đi, cả người nhục thân lực lượng bạo phát đã đến cực hạn, thần vương cảnh sơ kỳ cường giả sức mạnh thân thể tuyệt đối cũng là cường hãn rồi. Diệp Thần Phong đối mặt bạo hướng mà đến Chu Chí Trạch, trên mặt hắn như trước có vẻ bình tĩnh cực kỳ, bất quá. Hắn bắt đầu toàn lực điều động trong cơ thể nhục thân lực, vừa vặn giết chết Chu Thiên Lỗi chỉ là hắn tùy ý công kích mà thôi. Không ngừng áp sát Chu Chí Trạch, hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong không có tránh né ý tứ, hơn nữa Diệp Thần Phong biểu lộ hơi bị quá mức bình tĩnh chứ. Trong lòng hắn có một loại dự cảm xấu, nhưng hắn lập tức lại đem loại dự cảm này ném ra sau đầu rồi, Diệp Thần Phong 30 tuổi có thể phát huy ra thiên thần cảnh 7 tầng khoảng chừng nhục thân cường độ đã là không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ nói Diệp Thần Phong nhục thân cường độ còn có thể tại thiên thần cảnh 7 tầng bên trên sao?
Chu Chí Trạch tuyệt đối không tin loại chuyện này, hắn nắm chặt quả đấm biến thành bàn tay, hướng về Diệp Thần Phong đầu đập tới. Từ bàn tay hắn bên trong bùng nổ ra thuần túy nhục thân lực lượng, tuyệt đối là không thể khinh thường được rồi. Nhưng đối với Diệp Thần Phong tới nói, này còn kém xa lắm rồi, cơ thể hắn nhưng là đủ để so với thần tôn cảnh trung kỳ cường giả rồi. Diệp Thần Phong nhục thân lực lượng cũng vận chuyển tới cực điểm, Chu Chí Trạch tốc độ dưới cái nhìn của hắn cũng quá chậm, thân thể của hắn vi vi một bên, hắn liền tránh được Chu Chí Trạch một chưởng này. Đồng thời, Diệp Thần Phong một quyền trực tiếp hướng về Chu Chí Trạch trên bụng công kích mà đi. Diệp Thần Phong nhục thân tốc độ cũng hoàn toàn ngự trị ở Chu Chí Trạch bên trên, cho nên Chu Chí Trạch căn bản là đến không kịp né tránh rồi. Một tiếng. Từ Chu Chí Trạch trên bụng bạo phát ra một đại đoàn huyết vụ, Diệp Thần Phong một quyền này trực tiếp tại trên bụng của hắn khai xuất một cái lỗ máu, thậm chí là trong bụng hắn ruột cùng dạ dày loại hình cũng trong nháy mắt được vỡ vụn. Chu Chí Trạch chỉ cảm thấy trên bụng đột nhiên đau xót, sát theo đó, hắn liền té lăn trên đất không cách nào đứng lên, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trắng bệch một mảnh, hắn nhìn xem trên bụng mình được mở ra lỗ máu. Cảm giác trong bụng được nát bấy ngũ tạng lục phủ, hắn lờ mờ trong con ngươi tràn đầy không dám tin tưởng. Mũi cùng trong miệng khí tức gấp gáp cực kỳ, Chu Chí Trạch nhìn xem vẻ mặt duy trì lãnh đạm Diệp Thần Phong, trong miệng hắn nói ra, ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Thần Phong đem trên nắm tay vết máu vung rơi đến trên mặt đất, khóe miệng hắn hiện lên một vệt bình tĩnh độ cong, ta là ai? Ngươi không rõ ràng lắm sao? Ta không phải là một cái đến từ chính Trung Châu rác rưởi sao? Dứt tiếng, Diệp Thần Phong một cước trực tiếp giẫm tại Chu Chí Trạch trên ngực, đem Chu Chí Trạch trái tim cũng cho trực tiếp giẫm nát. Trái tim nổ tung, Chu Chí Trạch trực tiếp bị mất mạng. Diệp Thần Phong không có lại nhìn nhiều Chu Chí Trạch cùng Chu Thiên Lỗi thi thể, ánh mắt của hắn một lần nữa về tới trước mặt thẳng tắp trong thông đạo. Hắn bên trong đan điền thanh viêm khiêu động càng ngày càng kịch liệt. Thậm chí trong đầu hắn vang lên một thanh âm, phụ thân, nhanh hướng mặt trước đi, ta cảm giác được rồi đồng loại khí tức, nếu như ta có thể thôn phệ đối phương, như vậy sức mạnh của ta hội đi lên tăng trưởng. Thanh viêm là ở Diệp Thần Phong bên trong thân thể sinh ra. Cho nên sinh ra linh trí thanh viêm, hắn một mực coi Diệp Thần Phong là làm cha đối xử, bây giờ thanh viêm nhiệt độ cũng đến thần vương cảnh sơ kỳ rồi, linh trí của hắn cùng người trưởng thành không có quá lớn khác biệt. Nghe được thanh viêm dục sau đó Diệp Thần Phong tiếp tục hướng về thẳng tắp trước thông đạo tiến vào, chẳng trách thanh viêm trước đó vẫn cứ nhao nhao muốn thử, nguyên tới nơi này hẳn là có cường độ không thấp thiên địa chi hỏa, nếu như là cường độ rất thấp thiên địa chi hỏa. Như vậy e sợ thanh viêm thôn phệ cũng sẽ không đối với nó có tác dụng quá lớn. Này thẳng tắp thông đạo dài vô cùng. Một đường đi về phía trước ước chừng sau một tiếng, tại Diệp Thần Phong xuất hiện trước mặt vỗ một cái cửa đá khổng lồ. Bàn tay đẩy một cái. Này nhìn như cửa đá khổng lồ, liền trực tiếp được dễ như ăn cháo đẩy ra, Diệp Thần Phong tinh thần cao độ tập trung lại, hắn thận trọng khóa nhập cửa đá bên trong. Tại thạch môn bên trong là một cái rộng rãi đại điện. Tại cung điện này trên mặt đất che kín từng cái lỗ tròn, mỗi một cái lỗ tròn ước chừng có người thành niên to bằng nắm tay. Nơi này rậm rạp chằng chịt lỗ tròn có tới mấy vạn cái nhiều. Ngoài ra, Diệp Thần Phong cũng không hề ở nơi này cảm giác được còn lại chỗ đặc biệt rồi. Tại Diệp Thần Phong quan sát tỉ mỉ cung điện này thời điểm. Oanh, một tiếng. Tại đại điện ngay phía trước chính giữa, bỗng nhiên xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu xanh lam, ngọn lửa màu xanh lam nhanh chóng tạo thành một tấm bảo tọa. Sau đó, tại ngọn lửa màu xanh lam này trên bảo tọa, xuất hiện một cái ngọn lửa màu xanh lam người. Từ ngọn lửa màu xanh lam này người trên người tán phát ra nhiệt độ khi thì lạnh lẽo đến cực điểm, khi thì lửa nóng đến cực điểm. Có thể nói là băng hỏa hai tầng. Bất kể là loại kia lạnh lẽo nhiệt độ. Chả là loại kia lửa nóng nhiệt độ, Diệp Thần Phong cũng có thể phán đoán ra, loại ngọn lửa màu xanh lam này nhiệt độ đồng dạng là đến thần vương cảnh sơ kỳ rồi. Ngọn lửa màu xanh lam nhân mục quang như ngừng lại Diệp Thần Phong trên người của hắn ngọn lửa màu xanh lam trưng vọt lên, trong cổ họng nó phát ra một đạo thanh âm hưng phấn, được, rất tốt. Ngọn lửa màu xanh lam người từ hỏa diễm trên bảo tọa đứng lên, hắn tiếp tục tự nói, có lẽ có lên cấp nhị sắc hỏa diễm cơ hội rồi. Bản vương yếu nuốt ngươi,
Ngọn lửa màu xanh lam người mơ hồ không rõ khuôn mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn lên, khàn cả giọng âm thanh vang vọng tại toàn bộ trong đại điện. Chương 2346, băng hỏa lam diễm. Màu xanh lam biển lửa. Diệp Thần Phong bên trong đan điền thanh viêm là cũng nhịn không được nữa. Nó cũng từ Diệp Thần Phong đan điền vọt ra, lúc này Diệp Thần Phong không có đối với thanh viêm làm bất kỳ ngăn cản. Tại mê chi bên trong không gian thời điểm, thanh viêm liền thăng cấp thành ba màu hỏa diễm rồi, bây giờ thanh viêm là do màu xanh lục, màu đỏ cùng màu tím tạo thành. Trong tình huống bình thường, tương đồng nhiệt độ thiên địa chi hỏa, hắn tạo thành màu sắc càng nhiều, thực lực cũng càng thêm cường hãn. Nói thí dụ như đồng dạng là thần vương cảnh sơ kỳ nhiệt độ, nói như vậy ba màu hỏa diễm có thể nghiền ép chỉ có một loại màu sắc hỏa diễm. Ngọn lửa bảy màu là thiên địa chi hỏa bên trong cường hãn nhất chủng loại. Thiên địa chi hỏa muốn tăng nhanh một loại màu sắc, này đồng dạng là cực kỳ khó khăn, cho nên màu sắc càng nhiều thiên địa chi hỏa, thì càng là đáng quý. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cùng lão Hắc Giang Vận Thiên tại cảm giác được ngọn lửa màu xanh lam người sau đó hai người bọn họ thanh âm không hẹn mà cùng tại Diệp Thần Phong trong đầu vang lên, băng hỏa lam diễm. Diệp Thần Phong hơi nhướng mày, các người biết ngày như vậy địa chi hỏa. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh hồi đáp, đúng vậy, tại viễn cổ thời đại sơ kỳ, có một tên chí tôn luyện dược sư có chính là băng hỏa lam diễm, có người nói ngọn lửa này đồng thời có hai loại nhiệt độ. Một loại là cực hạn lạnh lẽo nhiệt độ, một loại là cực hạn lửa nóng nhiệt độ, này tại chế thuốc bên trong là có trợ giúp rất lớn. Bởi vì có hai loại ngược lại nhiệt độ sau đó nếu như nhiệt độ quá cao, như vậy trong đó lạnh lẽo nhiệt độ có thể lập tức hạ nhiệt độ, nếu như nhiệt độ quá thấp, như vậy trong đó lửa nóng nhiệt độ có thể lập tức ấm lên, này tăng mạnh đan dược luyện chế mà thành tỷ lệ rồi. Đương nhiên bởi vì loại này băng hỏa lam diễm đặc thù, tuy nói nó chỉ có một loại màu sắc, nhưng nó tuyệt đối là một loại màu sắc bên trong hàng đầu tồn tại, ta xem bên trong sơn cốc mấy lần trước không có sản sinh biến hóa, lần này ngươi vào mới sản sinh biến hóa, e sợ này băng hỏa lam diễm cũng cảm giác được thanh viêm tồn tại. Thanh viêm muốn thôn phệ nó, mà hắn cũng tương tự muốn thôn phệ thanh viêm. Nơi này băng hỏa lam diễm, hẳn không phải là viễn cổ thời đại sơ kỳ. Tên kia chí tôn luyện dược sư có băng hỏa lam diễm rồi. Từ Diệp Thần Phong bên trong đan điền lao ra thanh viêm, nó đồng dạng là biến thành một cái hỏa diễm nhân. Ánh mắt của nó chăm chú như ngừng lại ngọn lửa màu xanh lam người trên người, nó quát lên, muốn nuốt ta. Ngươi đủ tư cách sao? Bởi vì thăng cấp thành ba màu hỏa diễm rồi, cho nên thanh viêm đối mặt một màu hỏa diễm thời điểm, nó từ lúc sinh ra đã mang theo một loại tự kiêu. Ngọn lửa màu xanh lam người nó trước đó chỉ cảm thấy... Có thần vương cảnh sơ kỳ thiên địa chi hỏa tiến vào sơn cốc, nó mới sẽ để chỗ này sơn cốc sản sinh biến hóa, bây giờ nó là chỗ này sơn cốc chúa tể người. Chỉ là ngọn lửa màu xanh lam người không nghĩ tới, tiến vào sơn cốc không phải là thần vương cảnh sơ kỳ thiên địa chi hỏa. Hơn nữa còn là ba màu hỏa diễm, này hoàn toàn ra ngoài dự liệu của nó rồi. Bất quá, ngọn lửa màu xanh lam người không có một chút nào sợ hãi. Trái lại trên người nó ngọn lửa màu xanh lam tăng vọt càng thêm lợi hại rồi, nó vẫn muốn thăng cấp thành nhị sắc hỏa diễm, thậm chí là ba màu hỏa diễm, chỉ là trước kia chỗ này sơn cốc một mực nằm ở phong tỏa trạng thái, ngọn lửa màu xanh lam người căn bản vô pháp rời đi nơi này. Cho dù bây giờ chỗ này sơn cốc mở ra phong tỏa, cho tới bây giờ ngọn lửa màu xanh lam người cũng không cách nào rời đi nơi này, tuy nói nó điều khiển chỗ này bên trong sơn cốc tất cả. Nhưng tương tự nó cũng bị lực lượng nào đó cho hạn chế trụ rồi. Trừ phi nhiệt độ của nó có thể đột phá thần tôn, như vậy nó là có thể dùng sức mạnh của mình rời đi nơi này. Ngọn lửa màu xanh lam người cười lạnh nói, ba màu hỏa diễm. Thật là không có nghĩ đến A Hát, nguyên bản còn tưởng rằng là phổ thông thiên địa chi hỏa đây. Đổi lại là tại những nơi khác, bản vương vẫn đúng là yếu e sợ ngươi mấy phần. Nhưng tại chỗ này bên trong cung điện, bản vương vừa lại không cần sợ ngươi, ngươi liền ngoan ngoãn cho bản vương thôn phệ, ta hay là còn có thể để chủ nhân của ngươi an toàn rời đi nơi này, bằng không chủ nhân của ngươi liền cũng ở lại chỗ này cho ngươi chôn cùng đi. Thanh viêm liếc mắt nhìn Diệp Thần Phong, hắn nói, phụ thân, ngươi trước đến đại điện bên ngoài, đây là thuộc về ta chiến đấu, ta muốn dựa vào chính mình cắn nuốt nó. Lão Hắc Giang Vận Thiên thanh âm cũng đang Diệp Thần Phong trong đầu vang lên, tiểu tử. Nghe thanh viêm A, đây là thuộc ở thiên địa chi hỏa chiến đấu, hình thành linh trí thiên địa chi hỏa đều có được của mình kiêu ngạo.
Ngươi muốn tự tin Thanh Viêm có thể thôn vệ đối phương. Nghe được lão Hắc Giang Vận Thiên cũng nói như vậy, Diệp Thần Phong tạm thời lùi tới đại điện bên ngoài. Nhưng ánh mắt của hắn như cũ là thật chặt nhìn chăm chú vào trong đại điện nhất cử nhất động. Ngọn lửa màu xanh lam người cũng liệu đến Thanh Viêm sẽ không ngoan ngoãn khiến nó cắn nuốt, xem đến đây chính là của ngươi lựa chọn, bản vương cắn nuốt ngươi, rất có thể sẽ lên cấp 3 màu hỏa diễm, cho ngươi trở thành bản vương trong cơ thể một phần, đây cũng là vinh hạnh của ngươi, kế tiếp ta liền cho ngươi mở mang bản vương sức mạnh đi. Ngọn lửa màu xanh lam người ngọn lửa trên người nhanh chóng run run, nó cả người bắt đầu trở nên càng ngày càng mơ hồ. Cùng lúc đó, trên mặt đất cái kia từng cái rậm rạp chằng chịt lỗ tròn, từ trong đó lao ra khỏi từng cây ngọn lửa màu xanh lam cây cột. Nơi này có tới mấy vạn lỗ tròn, hơn nữa từ lỗ tròn bên trong lao ra ngọn lửa màu xanh lam cây cột là cuồn cuộn không đoạn, loại ngọn lửa màu xanh lam này cây cột cùng băng hỏa lam diễm thuộc về đồng nguyên. Lao ra ngọn lửa màu xanh lam cây cột rất nhanh ở trong đại điện biến thành đại dương màu xanh lam biển lửa. Đồng thời từng cái lỗ tròn bên trong còn có ngọn lửa màu xanh lam đang không ngừng lao ra. Ngọn lửa màu xanh lam người cũng dung nhập vào này đại dương màu xanh lam trong biển lửa, không ngừng có ngọn lửa màu xanh lam bổ sung đi vào, băng hỏa lam diễm nhiệt độ đang nhanh chóng kéo lên. Dựa vào từ lít nhít lỗ tròn bên trong không ngừng toát ra ngọn lửa màu xanh lam, băng hỏa lam diễm cười gằn vang vọng tại trong không khí thế nào. Đây chính là bản vương sức lực. Ở nơi này ta có không gián đoạn sức mạnh bản nguyên ủng hộ ta, mà ngươi chẳng có cái gì cả, ngươi nhất định phải được bản vương thôn phệ. Bị bao vây tại đại dương màu xanh lam trong biển lửa Thanh Viêm, nó cũng không duy trì nữa hình người rồi, nó đồng dạng là biến thành một đám lớn màu xanh lục, màu đỏ cùng màu tím cùng tồn tại hỏa diễm. Nhưng tại này màu xanh lam trong biển lửa, Thanh Viêm hóa thành hỏa diễm có vẻ hơi nhỏ bé. Đứng ở đại điện bên ngoài Diệp Thần Phong, hắn thấy cảnh này sau. Lông mày của hắn nhíu càng gia tăng hơn rồi, vốn cho là Thanh Viêm hôm nay là ba màu hỏa diễm, cho dù đối mặt so sánh đặc thù băng hỏa lam diễm, đây cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Bây giờ băng hỏa lam diễm có cuồn cuộn không đoạn bản nguyên chống đỡ, đây đối với Thanh Viêm tới nói tuyệt đối là quá bất lợi rồi. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói, tiểu gia hỏa, người trước không nên gấp gáp, Thanh Viêm dù sao cũng là ba màu hỏa diễm, nó sẽ không dễ dàng như vậy bị thôn phệ. Đợi được Thanh Viêm thật sự không cách nào chiến thắng băng hỏa lam diễm, chúng ta lại nghĩ cách động thủ cũng không muộn. Mà bên trong đại điện, hóa thành một mảng lớn hỏa diễm Thanh Viêm, nó âm thanh khinh bỉ nói ra, đây chính là ngươi cái gọi là sức lực. Dựa vào sức mạnh bản nguyên chống đỡ, một màu hỏa diễm chính là một màu hỏa diễm, chỉ có thể dựa vào những này ngoại lực, ngươi mới có niềm tin. Đáng tiếc tự coi như ngươi mượn cuồn cuộn không đoạn lực lượng bản nguyên. Cuối cùng bị thôn phệ vẫn cứ sẽ chỉ là ngươi. Chương 2347, Hỏa Diễm Thần Thông. Không biết tự lượng sức mình, bản vương ngược lại muốn xem ngươi có bản lãnh gì. Băng hỏa lam diễm quát ầm âm thanh vang vọng tại bên trong đại điện, cái kia đại dương màu xanh lam biển lửa trong nháy mắt hướng về Thanh Viêm tụ lại mà tới. Chỉ là một cái nháy mắt ở giữa, tràn ngập trong đại điện ngọn lửa màu xanh lam đem Thanh Viêm hoàn toàn bao quát ở trong đó. Đứng ở đại điện bên ngoài Diệp Thần Phong, bây giờ dựa vào cặp mắt căn bản không nhìn thấy Thanh Viêm rồi. Từ đại dương màu xanh lam trong biển lửa, lúc mà không ngừng tỏa ra cực hạn lạnh lẽo nhiệt độ, khi thì lại không ngừng tỏa ra cực hạn lửa nóng nhiệt độ, cung điện này hẳn là dùng cực kỳ đặc thù tài liệu chế tạo thành, bởi vì tại như thế cực hạn nhiệt độ dưới, trong đại điện gạch đá hầu như đều không có bất kỳ hư hao. Được đại dương màu xanh lam biển lửa bao ở trong đó Thanh Viêm. Nó hỏa diễm thể tích tại cực tốc giảm bớt, nó không ngừng được bốn phương tám hướng ngọn lửa màu xanh lam đè bức, thúc đẩy nó không thể không đem của mình thể tích thu nhỏ lại. Theo lý tới nói, thân là ba màu hỏa diễm Thanh Viêm, nó đối mặt băng hỏa lam diễm, tuyệt đối là có nghiền ép thực lực, nhưng nơi này lại là băng hỏa lam diễm chiến trường chính, có cuồn cuộn không đoạn lực lượng bản nguyên chống đỡ, băng hỏa lam diễm nhiệt độ cùng Thanh Viêm lực lượng ngang nhau, thậm chí có thể mang Thanh Viêm chế trụ. Nếu như đổi lại tại những nơi còn lại chiến đấu, băng hỏa lam diễm không có lực lượng bản nguyên chống đỡ, thân là ba màu hỏa diễm Thanh Viêm, nó yếu thôn phệ băng hỏa lam diễm hẳn không phải là chuyện quá khó khăn, có thể nói xuất hiện tại chiến đấu địa điểm đối Thanh Viêm là cực kỳ bất lợi. Thanh Viêm như cùng là chó cùng rứt dậu, bốn phương tám hướng toàn bộ là băng hỏa lam diễm hỏa diễm, nó phảng phất như được băng hỏa lam diễm cho giam cầm ở. Màu xanh lục,
màu đỏ cùng màu tím tại Thanh Viêm trên người không ngừng lưu chuyển, nó hóa thành mảng lớn hỏa diễm thể tích, tuy nói là giảm bớt rồi, nhưng nó cũng sẽ không cứ như vậy ngoan ngoãn buông tha. Nó không ngừng đụng nhau bốn phía nhốt lại nó ngọn lửa màu xanh lam, nỗ lực muốn xông ra băng hỏa lam diễm vây quanh. Đem toàn bộ đại điện hầu như đều tràn ngập đầy băng hỏa lam diễm. Nó tại cảm giác được Thanh Viêm xông tới sau đó nó âm thanh hí hành hạ nói, buông tha đi. Tại này bên trong đại điện, chỉ có bản vương có thể cắn nuốt ngươi, mà ngươi muốn thôn phệ bản vương, đây tuyệt đối là không thể nào, ngươi bây giờ hẳn phải biết chính mình lời nói mới rồi có bao nhiêu buồn cười chứ. Ngươi cuối cùng chỉ có thể trở thành bản vương một phần. Băng hỏa lam diễm tiếng nói vừa vặn hạ xuống, từ trên mặt đất từng cái rậm rạp chẳng chịt lỗ tròn bên trong, tuôn ra ngọn lửa màu xanh lam càng nhiều hơn cùng mãnh liệt rồi, những này lực lượng bản nguyên đang không ngừng tăng cường băng hỏa lam diễm. Toàn bộ đại dương biển lửa màu sắc trở nên càng thêm xanh thẳm rồi, hừng hực ngọn lửa màu xanh lam ở trong đại điện bay lượn bốc hơi. Được ngọn lửa màu xanh lam bao phủ Thanh Viêm, nó căn bản vô pháp lao ra ngọn lửa màu xanh lam vây quanh, mà lại theo ngọn lửa màu xanh lam không ngừng áp bức. Có thể để cho Thanh Viêm di động không gian càng ngày càng nhỏ. Tại Thanh Viêm hậu phương ngọn lửa màu xanh lam, trong giây lát tạo thành một tấm lớn vô cùng miệng, như cùng là mở ra cái miệng lớn như chậu máu quái thú, nói chuyện ba mãnh nhưng đem Thanh Viêm nuốt vào trong đó. Tại đem Thanh Viêm nuốt vào sau, trong đại điện đại dương màu xanh lam biển lửa đang nhanh chóng thu nạp, chỉ là trong vòng mấy cái hít thở. Đại dương biển lửa toàn bộ biến mất không thấy. Này mảng lớn màu xanh lam biển lửa lần thứ hai tạo thành một cái ngọn lửa màu xanh lam người, mà trên mặt đất từng cái rậm rạp chẳng chịt lỗ tròn bên trong, nhưng vẫn là có ngọn lửa màu xanh lam tràn ra, cuối cùng chảy về phía ngọn lửa màu xanh lam người. Ngọn lửa màu xanh lam vỗ vỗ cái bụng, nó tự nói, ngươi liền ngoan ngoãn để bản vương tiêu hóa đi. Chủ nhân của ngươi, ta trước tiên đưa hắn lên đường. Ngọn lửa màu xanh lam người ánh mắt nhìn về phía đại điện bên ngoài Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong con mắt vi vi ngưng lại, Thanh Viêm là từ trong thân thể hắn sinh ra, cho nên hắn và Thanh Viêm trong lúc đó có một loại vi diệu liên hệ, tuy nói băng hỏa lam diễm tạm thời đem Thanh Viêm cắn nuốt. Nhưng băng hỏa lam diễm vẫn không có đem Thanh Viêm dung hợp. Tại Diệp Thần Phong nghĩ phải như thế nào trợ giúp Thanh Viêm. Tại ngọn lửa màu xanh lam người muốn trước đem Diệp Thần Phong giết chết thời điểm. Xì xì. Một tiếng, tại ngọn lửa màu xanh lam người trên bụng được khai xuất một cái vòng xoáy. Ngọn lửa màu xanh lam chân người dưới bước chân dừng lại, nó tự nói, xem ra ngươi còn chưa đủ nghe lời, ta đã nói rồi. Tại này bên trong đại điện, chỉ có bản vương thôn phệ phần của ngươi. Ngọn lửa màu xanh lam người ngọn lửa trên người nhảy bay lên. Trên mặt đất rậm rạp chẳng chịt lỗ tròn bên trong, lần thứ hai tấn mãnh lao ra khỏi ngọn lửa màu xanh lam. Những này lực lượng bản nguyên nhanh chóng hướng về ngọn lửa màu xanh lam người tập trung. Ngọn lửa màu xanh lam này người muốn phải dựa vào lực lượng bản nguyên, đem trên bụng được mở ra vòng xoáy cho một lần nữa lấp kín. Nhưng lần này mặc kệ nó hấp thu nhiều ít lực lượng bản nguyên, nó trên bụng vòng xoáy chẳng những không có nhỏ đi, trái lại trở nên càng lúc càng lớn, Thanh Viêm thanh âm từ trong nước xoáy truyền ra, ta tuyệt đối không cho phép ngươi xúc phạm tới ta phụ thân. Thanh Viêm trong thanh âm hàm chứa lửa giận, Diệp Thần Phong thuộc về nó nghịch lân. Oanh! Một tiếng, một đóa ba màu hỏa diễm hoa sen từ ngọn lửa màu xanh lam người trong bụng vọt ra. Này đóa do màu xanh lục, màu đỏ cùng màu tím hình thành hỏa diễm hoa sen, vững vàng trôi nổi ở giữa không trung bên trong. Tại giữa không trung nhanh chóng xoay tròn, ngọn lửa này hoa sen chính là Thanh Viêm hình thành. Tại đây ba màu hỏa diễm hoa sen xoay tròn sau đó từ trong đó truyền ra nhất cổ lớn vô cùng sức hút, nhưng cỗ lực hút này là nhằm vào băng hỏa lam diễm. Chỉ thấy từ lỗ tròn bên trong tuôn ra lực lượng bản nguyên, cuồn cuộn không đoạn bị hấp. Tiến vào ba màu hỏa diễm hoa sen bên trong, đồng thời tại cỗ lực hút này ảnh hưởng dưới, ngọn lửa màu xanh lam người lần thứ hai khôi phục thành mảng lớn màu xanh lam biển lửa. Băng hỏa lam diễm mãnh liệt hỏa diễm hướng về ba màu hỏa diễm hoa sen nuốt hết. Nhưng hôm nay tại ba màu hỏa diễm hoa sen bốn phía, phảng phất tạo thành một tầng cách trở, tầng này không nhìn thấy cách trở thúc đẩy băng hỏa lam diễm căn bản vô pháp triệt để tới gần ba màu hỏa diễm hoa sen. Không riêng gì lực lượng bản nguyên, băng hỏa lam diễm hỏa diễm cũng đang không ngừng bị hấp thu tiến ba màu hỏa diễm hoa sen bên trong. Đối mặt biến thành ba màu hỏa diễm hoa sen Thanh Viêm,
băng hỏa lam diễm căn bản không có chút nào sức chống cự rồi. Đứng ở đại điện bên ngoài Diệp Thần Phong, chính lúc hắn nghi hoặc thời gian, lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi bây giờ có thể yên tâm, trận này đọ sức kết cục đã đi ra rồi, thiên địa chi hỏa cũng có thuộc về mình hỏa diễm thần thông, nhưng hỏa diễm thần thông chỉ có trở thành một. Sắc trở lên hỏa diễm mới có thể được kích phát, hơn nữa kích thích là phi thường khó khăn. Vừa vặn thanh viêm được băng hỏa lam diễm thôn phệ, hơn nữa băng hỏa lam diễm trả tuyên bố muốn giết ngươi, đây cũng là để thanh viêm triệt để phẫn nộ rồi, cuối cùng tại loại này phẫn nộ trạng thái dưới, thanh viêm kích phát rồi thuộc về nó hỏa diễm của chính mình thần thông. Hỏa diễm thần thông vừa ra, không có lửa diễm thần thông băng hỏa lam diễm liền căn bản không phải thanh viêm đối thủ rồi. Khi nghe đến lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh lời nói sau, Diệp Thần Phong lúc này là triệt để thả lỏng ra. Hắn nhìn xem trong đại điện đang không ngừng thôn phệ băng hỏa lam diễm thanh viêm, hắn trên người nhiệt độ tại đột nhiên kéo lên, xem ra thanh viêm tại cắn nuốt băng hỏa lam diễm sau, lại sẽ tăng lên không nhỏ rồi. Chương 2348, Quỷ Tôn lửa giận. Kèm theo, trôi nổi ở giữa không trung ba màu hỏa diễm hoa sen liên tục xoay tròn. Mắt thấy trong đại điện ngọn lửa màu xanh lam là càng ngày càng ít, băng hỏa lam diễm sợ hãi thanh âm vang lên. Dừng tay, cho ta lập tức dừng tay, ngươi không thể đủ thôn phệ bản vương, ta có thể lập tức tha các ngươi rời đi nơi này, chỉ cần ngươi bây giờ liền dừng tay. Thanh viêm đối mặt băng hỏa lam diễm cầu xin tha thứ, nó căn bản là không nhúc nhích, ba màu hỏa diễm hoa sen nhưng vẫn là đang xoay tròn. Băng hỏa lam diễm nhanh chóng được thanh viêm thôn phệ, mắt thấy băng hỏa lam diễm cũng bị thanh viêm hoàn toàn cắn nuốt, băng hỏa lam diễm quát khàn cả giọng, ngươi biết chủ nhân của ta người nào không? Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi, ngươi. Băng hỏa lam diễm thanh âm im bặt đi, nó là hoàn toàn bị thanh viêm cắn nuốt mất rồi. Tại băng hỏa lam diễm được sau khi cắn nuốt, trên mặt đất lỗ tròn bên trong, không lại bốc lên lực lượng bản nguyên rồi. Trôi nổi tại giữa không trung ba màu hỏa diễm hoa sen thanh viêm, trên người nó nhiệt độ kịch liệt kéo lên. Oanh! Một tiếng! Từng tầng cực hạn sóng nhiệt hướng về bốn phía khuếch tán. Trong đại điện không khí phảng phất đều phải bị đã hòa tan. Thanh viêm nhiệt độ đột nhiên từ thần vương cảnh sơ kỳ, khóa nhập thần vương cảnh trung kỳ. Tại bước vào thần vương trung kỳ nhiệt độ sau đó thanh viêm trên người nhiệt độ liền không nữa kéo lên, trái lại là ba màu hỏa diễm hoa sen thượng nhiều hơn một loại màu sắc, vốn là màu xanh lục, màu đỏ cùng màu tím này ba loại màu sắc, hôm nay là màu xanh lục, màu đỏ, màu tím cùng màu xanh lam này bốn loại màu sắc. Hoàn toàn biến thành tứ sắc hỏa diễm hoa sen rồi. Xì xì. Một tiếng. Tứ sắc hỏa diễm hoa sen tán loạn rồi, biến trở về hỏa diễm hình thái. Màu xanh lục, màu đỏ, màu tím cùng màu xanh lam bốn loại màu sắc hỗn hợp hỏa diễm, thanh viêm xem ra là thăng cấp thành tứ sắc hỏa diễm rồi. Nguyên bản cắn nuốt thần vương cảnh sơ kỳ băng hỏa lam diễm, lại tăng thêm cắn nuốt nhiều như vậy băng hỏa lam diễm lực lượng bản nguyên. Thanh viêm tăng lên nhiệt độ tuyệt đối không chỉ như vậy. Thanh viêm hẳn là khóa nhập tứ sắc hỏa diễm, lúc này mới tiêu hao hết phần lớn năng lượng, cuối cùng chỉ tăng lên một cái tiểu tầng thứ nhiệt độ, nhưng đây tuyệt đối là một chuyện tốt, phải biết muốn để hỏa diễm màu sắc thêm ra một loại, đây là cực độ khó khăn. Thậm chí là dùng đầy đủ năng lượng đi đào tạo, cuối cùng cũng không nhất định có thể thêm ra một loại màu sắc. Mà thanh viêm lại tăng thêm một loại màu sắc. Đây tuyệt đối là có thể gặp mà không thể cầu, phải biết màu sắc số lượng càng nhiều. Càng đi lên thì càng khó tăng cường màu sắc rồi. Tứ sắc hỏa diễm thanh viêm một lần nữa về tới Diệp Thần Phong thủ trưởng bên trong. Diệp Thần Phong bàn tay nắm chặt, hắn đem thanh viêm thu hồi trong đan điền, hắn vừa vặn cũng nghe được băng hỏa lam diễm khàn cả giọng tiếng gào rồi. Xem ra cái kia băng hỏa lam diễm cũng là có chủ. E sợ băng hỏa lam diễm chủ nhân thực lực còn không thấp, nơi đây tuyệt đối không thích hợp ở lâu, nhưng muốn rời khỏi nơi này. Nhất định muốn tìm tới lối thoát, trong đầu bỗng nhiên linh quang lóe lên, bây giờ thanh viêm dung hợp băng hỏa lam diễm, cái kia băng hỏa lam diễm nguyên bản đối với nơi này phải là như lòng bàn tay, hiện tại thanh viêm dung hợp băng hỏa lam diễm, cái này phải hay không nói rõ thanh viêm trưởng khống nơi này. Diệp Thần Phong thử thông qua bên trong đan điền thanh viêm. Chậm rãi đi cảm ứng nơi này, cuối cùng hắn quả nhiên là thanh chỗ này sơn cốc hết thảy đều cảm ứng được, hắn thuận tiện trả mượn thanh viêm cảm ứng một thoáng, ở nơi này có hay không bách tâm cỏ tồn tại.
nhưng cuối cùng nơi này căn bản không có Bách Tâm Thảo. Đồng dạng Diệp Thần Phong chả cảm thấy Trình Viễn Mộc cùng Trình Diệc Giao đám người. Bọn hắn bây giờ ngược lại cũng vẫn là bình an vô sự, hắn lông mày chăm chú vừa nhíu, hắn cảm giác được chỉnh vùng thung lũng bên trong hết thảy linh thảo chính đang nhanh chóng khô héo, chẳng lẽ là băng hỏa lam diễm được thanh viêm thôn phệ nguyên nhân? Trước đó còn chưa phát hiện, bây giờ Diệp Thần Phong mới nhìn ra nơi này các loại linh thảo, toàn bộ là băng thuộc tính cùng hỏa thuộc tính, mà băng hỏa lam diễm là băng hỏa đồng tồn, xem tới nơi này hết thảy thiên tài địa bảo xác thực cùng băng hỏa lam diễm có liên hệ nào đó. Thông qua dung hợp băng hỏa lam diễm thanh viêm, Diệp Thần Phong biết rõ rồi, ở trong đại điện có khống chế chỉnh vùng thung lũng cơ quan. Hắn lập tức mở ra hai cái cơ quan. Lập tức có một đạo ánh sáng màu trắng bao phủ lại Diệp Thần Phong. Đương nhiên Diệp Thần Phong mở ra trong cơ quan, còn có nằm ở một nơi khác Trình Viễn Mộc cùng Trình Diệc Giao đám người chỗ ở cơ quan. Tại Diệp Thần Phong được ánh sáng màu trắng bao phủ lại thời điểm, Trình Viễn Mộc, Trình Diệc Giao cùng Trình Gia Thiên Thần Cảnh đàn ông trung niên, bọn hắn cũng toàn bộ được một đạo ánh sáng màu trắng cho bao phủ lại rồi. Về phần Chu Gia tên kia Thiên Thần Cảnh đàn ông trung niên, Diệp Thần Phong phát hiện hắn cũng không nhỏ tâm chạm đến cái gì, bây giờ tại sơn cốc nơi nào đó, toàn thân phát tím, rất rõ ràng là chúng độc bỏ mình. Một giây sau, Diệp Thần Phong được trọng mới truyền tống về cửa vào sơn cốc rồi. Mà Trình Viễn Mộc, Trình Diệc Giao cùng Trình Gia Thiên Thần Cảnh đàn ông trung niên, ba người bọn hắn cũng lập tức xuất hiện tại cửa vào. Trình Viễn Mộc cùng Trình Diệc Giao nhìn thấy Diệp Thần Phong không có chuyện gì. Hai người bọn họ khóe miệng lộ ra thật lòng nụ cười. Trình Viễn Mộc cũng phát hiện bên trong sơn cốc linh thảo toàn bộ khô héo, hắn nhíu mày nói, có biến số, xem tới nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta nhất định muốn lập tức rời đi nơi này, thật sự là có phần quỷ dị a hát. Trình Viễn Mộc cùng Trình Diệc Giao bọn hắn còn không biết Chu Chí Trạch cùng Chu Thiên Lỗi đã bị chết ở tại Diệp Thần Phong trên tay, ở trong mắt bọn họ Diệp Thần Phong nhưng vẫn là trước đó cái kia không có một tia linh khí người yếu. Cho nên, Trình Viễn Mộc cùng Trình Diệc Giao kết luận, Chu Chí Trạch bọn hắn cũng còn là bị vây ở sơn cốc một nơi nào đó. Trình gia cùng Chu gia nguyên bản là không đúng lắm, lần này là cộng đồng phát hiện chỗ này sơn cốc, hai nhà bọn họ mới tạm thời hợp tác. Bây giờ Chu Chí Trạch bọn hắn chậm chạp chưa hề đi ra, Trình Viễn Mộc tự nhiên cũng không lại ở chỗ này đã chờ đợi. Tại đi ra khỏi sơn cốc sau, Trình Viễn Mộc chữ vật giới chỉ lóe lên, trước đó con tàu này linh thuyền nhất thời trôi nổi ở trên bầu trời, Trình Viễn Mộc mang theo Diệp Thần Phong đạp không đi lên linh thuyền, Trình Diệc Giao cùng cái kia Trình Gia Thiên Thần Cảnh đàn ông trung niên, hai người bọn họ cũng là theo sát phía sau. Tại bước lên linh thuyền sau, Trình Viễn Mộc lập tức khống chế linh thuyền hướng về Trình gia phương hướng phi hành mà đi rồi, dù sao Trình Viễn Mộc có một loại không tốt gặp linh cảm, còn có chỗ này bên trong sơn cốc biến hóa thực sự có phần quỷ dị. Tại Trình Viễn Mộc đám người ngồi linh thuyền rời đi ước chừng sau 3 tiếng. Một đạo như quỷ mị bóng đen biến mất không một tiếng động xuất hiện tại bên trong sơn cốc, từ nơi này như quỷ mị bóng đen bên trên, tản ra cuồn cuộn vô cùng cường đại thật khí thế. Bóng đen này trong lỗ mũi khí tức có phần gấp gáp, loại này gấp gáp là lửa giận bạo phát gấp gáp, trong cổ họng hắn thanh âm dường như trong địa ngục ma quỷ, là ai? Là ai nuốt ta quỷ tôn thiên địa chi hỏa? Kèm theo trong cổ họng quát tháo âm thanh. Từng tầng thật khí thế từ bóng đen bên trên tản ra, bóng đen này thực lực hẳn là nằm ở thần tôn cảnh sơ kỳ. Tại khí thế xung kích dưới. Bên trong sơn cốc chung quanh vách đá toàn bộ nhanh chóng nổ tung, cuối cùng hoàn toàn biến thành bột phấn. Khí thế cùng linh khí chả đang không ngừng mạn duyên nhi xuất. Chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, cả cái sơn cốc toàn bộ biến thành một vùng phế tích, xem ra thần tôn cảnh cường giả quả nhiên không phải thần vương cảnh có thể so sánh được. Chương 2349, có manh mối. Đứng ở phế tích bên trong quỷ tôn, hắn tại đến sơn cốc trong nháy mắt. Hắn liền đem cả cái sơn cốc cảm ứng một lần, băng hỏa lam diễm khí tức hoàn toàn biến mất rồi, mà bên trong sơn cốc cũng không có người sống hơi thở. Băng hỏa lam diễm đã sớm nhận thức hắn là chủ, cho nên băng hỏa lam diễm tuyệt đối là không thể nào bị người cho mang đi, nhất định là được còn lại thiên địa chi hỏa cắn nuốt mất rồi, hoặc là trực tiếp được người nào làm hỏng. Quỷ tôn trên người vòng quanh một tầng lại một tầng màu đen linh khí, cánh tay của hắn vi vi run lên một cái.
lượn lờ tại quanh thân hắn màu đen linh khí nhất thời bị chấn động mở ra, hắn trên người mặc một bộ trường bào màu đen, trên đầu mang mũ trùm, đem mặt mũi hắn hoàn toàn cho che lại. Một cơn gió lạnh thổi qua, đem quỷ tôn trên đầu mũ trùm cho thổi xuống tới. Chỉ thấy quỷ tôn cả khuôn mặt âm, khí xâm xâm, trên mặt che kín từng khối lồi. Khởi màu đen mụn nhọt, hắn hai con mắt là màu xanh lá, cho người một loại cực kỳ cảm giác không thoải mái. Quỷ này tôn tu luyện một loại cực kỳ tà, tính công pháp, tướng mạo của hắn cũng là theo tu luyện loại công pháp này, cuối cùng từ từ biến thành bộ dáng này, hắn sớm tại mấy trăm năm trước liền bước vào nửa bước thần tôn rồi, bắt đầu từ lúc đó, hắn tại viễn cổ giới cũng xông ra một chút tiếng tăm, bởi tướng mạo của hắn, cho nên hắn bị người xưng là quỷ tôn. Băng hỏa lam diễm cũng là quỷ tôn năm đó ở bước vào nửa bước thần tôn sau thu phục, hắn thu phục băng hỏa lam diễm thời điểm. Băng hỏa lam diễm nhiệt độ mới địa thần cảnh, hắn tự tay đem băng hỏa lam diễm chậm rãi bồi dưỡng lên. Nhưng ở 3 năm trước, quỷ tôn cảm giác được chính mình có đột phá dấu hiệu rồi, rất có thể hội bước vào thần tôn cảnh sơ kỳ, hắn cũng tìm được một cái cực kỳ thích hợp bản thân bế quan địa phương, nhưng chỗ đó phi thường không thích hợp thiên địa chi hỏa. Cho nên, quỷ tôn ở nơi này đơn độc cho băng hỏa lam diễm khai thác chế tạo ra một cái sơn cốc, chả đem thung lũng này cho phong bế lại. Bên trong sơn cốc này băng thuộc tính cùng hỏa thuộc tính linh thảo. Cũng toàn bộ là hắn vì băng hỏa lam diễm chuẩn bị. Băng hỏa lam diễm tuy nói được quỷ tôn cho đã thu phục được, nhưng dù sao nó cũng không phải tại quỷ tôn trong thân thể sinh ra, không giống Diệp Thần Phong thanh viêm. Cái kia là cực kỳ nghe Diệp Thần Phong lời nói. Băng hỏa lam diễm trải qua thời gian 3 năm, nó rốt cục dựa vào chính mình đem chỗ này sơn cốc ẩn nấp trận pháp cho khứ trừ. Bởi vì quỷ tôn bố trí chỗ này sơn cốc cực kỳ xảo diệu, cho dù ẩn nấp trận pháp không có, người bình thường đi vào sơn cốc cũng không khả năng đến băng hỏa lam diễm chỗ ở đại điện. Diệp Thần Phong sở dĩ có thể đến đại điện, hoàn toàn là băng hỏa lam diễm cố ý hành động, nó tại cảm giác được thanh viêm sau đó nó cũng muốn đem thanh viêm nuốt, quay đầu lại chính nó được thanh viêm nuốt, này hoàn toàn là nó gieo gió gặt bão. Quỷ tôn tại viễn cổ giới danh tiếng luôn luôn cực kém. Làm người lòng dạ độc ác, thậm chí là đã đến máu lạnh vô tình trình độ, chết ở trên tay hắn người tu luyện rất nhiều, bây giờ hắn băng hỏa lam diễm không có, hắn làm sao có thể đem khẩu khí này nuốt xuống. Còn nữa quỷ này tôn trả là một gã thất phẩm luyện dược sư, băng hỏa lam diễm đối với hắn mà nói phi thường trọng yếu. Cũng chính bởi vì luyện dược sư thân phận này, quỷ tôn tuy nói cùng hung cực ác, nhưng hắn bởi vì thân phận của luyện dược sư kết giao một ít cường giả. Quỷ tôn con mắt màu xanh lục nhìn phía trên bầu trời, hắn lạnh lẽo tự nói, chẳng cần biết ngươi là ai. Ta quỷ tôn nhất định muốn cho ngươi biết đắc tội của ta hậu quả. Dứt tiếng, phế tích bên trên chỉ để lại một đạo quỷ tôn tàn ảnh. Chỉ chốc lát sau, này đạo tàn ảnh cũng biến mất không thấy. Quỷ tôn bản thân đã sớm không biết đi đâu, mà Trình Viễn Mộc khống chế linh trên thuyền. Chỉnh chiếc linh thuyền vững vàng mà lại nhanh chóng đi tới. Quỷ tôn cho dù trải qua chiếc này linh thuyền nơi này, hắn cũng sẽ không biết là Diệp Thần Phong thanh viêm cắn nuốt băng hỏa lam diễm. Trừ phi quỷ tôn tận mắt thấy bây giờ tứ sắc hỏa diễm thanh viêm. Lấy hiện tại linh thuyền tốc độ, trở về Trình gia ước chừng yêu cầu 5 đến 6 ngày. Khống chế linh thuyền Trình Viễn Mộc, từ khi bước lên linh thuyền sau đó lông mày của hắn sẽ không có giãn ra qua, hắn tổng có một ít tâm thần không yên, hay là thần vương cảnh cường giả trực giác. Hắn luôn cảm giác chỗ này sơn cốc không bình thường. Cho tới bây giờ Chu Chí Trạch bọn hắn cũng không có đuổi theo, cũng còn là không có từ chỗ kia bên trong sơn cốc đi ra, Trình Viễn Mộc bọn hắn e sợ suy nghĩ nát óc cũng sẽ không nghĩ tới. Nếu không có Diệp Thần Phong ra tay, bọn hắn muốn rời khỏi chỗ kia sơn cốc. Cũng là cực kỳ khó khăn, thậm chí hầu như là không thể nào. Lần này Trình Viễn Mộc tự mình đến chỗ này sơn cốc. Hắn là hy vọng tìm tới một phần đem ra được quà tặng, dù sao trước đó cái kia Chu gia con cháu nhìn chúng Trình Diệp Giao, khi hắn nâng đỡ dưới, mới trực tiếp từ chối rơi mất. Trình gia lấy tư cách phụ thuộc vào Chu gia thế lực, Chu gia cũng không tiện làm quá phận quá đáng, huống hồ vừa ý Trình Diệp Giao Chu gia con cháu, tuy nói có nhất định thiên phú, nhưng không phải Chu gia bên trong thiên tài nhất, Chu gia cũng không có bởi vì chuyện nhỏ này. Còn đối với Trình gia động thủ, cái này cũng là trước đó Trình Viễn Mộc đã sớm dự liệu được rồi. Có thể nhường cho Trình Viễn Mộc không có nghĩ tới, cái kia Chu gia con cháu dòng chính lão tổ, lại đang gần nhất đột phá đến nửa bước thần tôn.
Tại Chu gia bên trong nguyên bản chỉ có một tên nửa bước thần tôn, bây giờ thêm vào tên này Chu gia con cháu dòng chính lão tổ, ngược lại là có hai tên nửa bước thần tôn rồi, có thể nói Chu gia thế lực là đại đại tăng trưởng. Nửa bước thần tôn tại viễn cổ giới cũng coi là có thể trèo lên trên bàn tiệc cường giả. Bây giờ Chu gia con cháu có nửa bước thần tôn dòng chính lão tổ chỗ dựa, lúc trước chuyện này nhất định sẽ được một lần nữa lục lọi đi ra, bước vào nửa bước thần tôn, Chu gia cử hành yến hội thời điểm, tên kia bước vào nửa bước thần tôn Chu gia lão tổ, hắn nhất định là yêu cầu lập uy, thậm chí là giết gà dọa khỉ. Đắc tội rồi hắn dòng chính hậu bối Trình gia, không thể nghi ngờ là tốt nhất lập uy đối tượng. Cho nên, Trình Viễn Mộc bức thiết muốn thu được một phần cũng đủ lớn quà tặng, có thể để cho tên kia nửa bước thần tôn đầy đủ hài lòng quà tặng, như vậy sự tình hay là sẽ có một điểm chuyển cơ. Nhưng tại bên trong sơn cốc không thu hoạch được gì, Trình Viễn Mộc trong lòng là rất lo lắng. Thời gian từng ngày trôi qua, rất nhanh 3 ngày trôi qua. Trong 3 ngày qua, linh thuyền một đường đi tới, không có phát sinh bất kỳ bất ngờ. Đương nhiên trải qua 3 ngày nay ở chung, Diệp Thần Phong cùng Trình Diệp Giao bọn họ là càng thêm quen thuộc. Trong lòng một mực nhớ kỹ Bách Tâm Thảo, ngày hôm qua cùng Trình Diệp Giao tại nói chuyện phiếm thời điểm, Diệp Thần Phong ra vẻ thuận miệng hỏi một câu. Trình Diệp Giao đối Diệp Thần Phong này không có linh khí người, không biết tại sao tổng có một loại không rõ tín nhiệm và hảo cảm. Vừa vặn Trình Diệp Giao là nghe nói qua Bách Tâm Thảo, thậm chí là từng thấy Bách Tâm Cỏ. Căn cứ Trình Diệp Giao từng nói, tại Chu gia dược viên bên trong, thật giống liền trồng vài cây bách tâm cỏ, này bách tâm cỏ tuy nói cực kỳ hiếm thấy, thế nhưng dùng đến địa phương cũng không phải rất nhiều. Chu gia năm đó nhưng là trong lúc vô tình đã lấy được 6 cây bách tâm cỏ, cuối cùng liền rời trồng đến vườn thuốc của chính mình bên trong. Trình Diệp Giao rất lâu trước đó từng tới Chu gia dược viên, cho nên nàng vừa vặn là từng thấy. Chính là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Diệp Thần Phong nguyên vốn cũng là thuận miệng hỏi một chút Trình Diệp Giao, không nghĩ tới còn thật sự bị hắn đã hỏi tới bách tâm cỏ manh mối, xem ra hắn nhất định muốn đi theo Trình Viễn Mộc đám người, hắn chả nhất định muốn đi một chuyến Chu gia, bách tâm cỏ là hắn nhất định muốn lấy được. Chương 2350, khinh người quá đáng. Đã đến ngày thứ 5, Trình Viễn Mộc khống chế linh thuyền đã rơi vào một tòa hùng vĩ người tu luyện thành trì trước. Tòa này người tu luyện thành trì tên là Linh Phong Thành. Linh trong Phong Thành gia tộc lớn nhất chính là Chu gia rồi, cả tòa Linh Phong Thành chiếm diện tích vô cùng quảng, trong đó Trình gia cũng là tại Linh Phong Thành bên trong. Trình Viễn Mộc mang theo Diệp Thần Phong đi xuống linh thuyền, Trình Diệp Giao cùng tên kia Trình gia thiên thần cảnh đàn ông trung niên theo sát phía sau. Tại tất cả mọi người đi xuống linh thuyền sau đó Trình Viễn Mộc lại đem linh thuyền thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Còn không có đợi Trình Viễn Mộc đám người tới gần cửa thành, một tên ăn mặc trường bào màu đen lão giả, hắn thần sắc thông thông xuất hiện tại Trình Viễn Mộc trước mặt, xem ra hắn một mực ở cửa thành chờ đợi Trình Viễn Mộc đám người. Người lão giả này chính là Trình gia lão quản gia, thực lực tại thiên thần cảnh tầng 6 sơ kỳ, hắn đối Trình Viễn Mộc là trung thành nhất sáng, hắn có thể có đủ hôm nay phần này thực lực, toàn bộ là Trình Viễn Mộc trợ giúp. Trình Viễn Mộc đang nhìn đến lão quản gia dĩ nhiên thẳng đến các loại ở cửa thành bên này, lông mày của hắn nhanh khóa lại, hắn biết chắc là Trình gia chuyện gì xảy ra. Lão quản gia vội vàng nói, lão tổ, việc lớn không tốt rồi, liền ở 2 ngày trước, Chu gia tiểu tử kia ỷ vào của mình dòng chính lão tổ bước vào nửa bước thần tôn, hắn lần nữa đi tới Trình gia chúng ta, hắn chả buông lời, tại tiệc rượu cử hành ngày ấy, hắn yếu diệt giao tiểu thư trước mặt mọi người hướng về hắn tỏ tình. Bằng không hắn nói Trình gia đem sẽ không ở Linh Phong Thành tồn tại. Nghe được lão quản gia lời nói sau, Trình Viễn Mộc nét mặt già nua trong nháy mắt khó coi cực kỳ, Chu gia tiểu tử kia cũng quá tùy ý vọng vi chứ. Yếu Trình Diệp Giao trước mặt mọi người đối với hắn tỏ tình. Trình Viễn Mộc biết Trình Diệp Giao tính tình cực kỳ cố chấp, này so với giết người còn muốn cho người khó mà tiếp nhận, lại có thêm để một người phụ nữ trước mặt mọi người hướng về một người đàn ông tỏ tình. Này e sợ sẽ trở thành Linh Phong Thành một cái trò cười. Đứng sau lưng Trình Viễn Mộc Trình Diệp Giao, người khi nghe đến lão quản gia lời nói sau, sắc mặt của nàng trắng bệch một mảnh, người biết Trình gia căn bản vô pháp cùng Chu gia tương để tịnh luận, dù sao Trình gia chỉ là Chu gia phụ thuộc gia tộc mà thôi, tại Trình gia thực lực mạnh nhất cũng chỉ là thần vương cảnh sơ kỳ Trình Viễn Mộc. Trình Diệp Giao trong miệng cắn chặt hàm răng, người không muốn liên lụy Trình gia.
Mà đứng tại người bên cạnh Diệp Thần Phong, tại trong mấy ngày này, hắn thông qua một gã khác Trình Gia thiên thần cảnh đàn ông trung niên, hắn đối Trình Diệc Giao sự tình cũng có chút hiểu rõ rồi. Xem ra mặc kệ đi tới chỗ nào, kẻ cặn bã đều là tồn tại. Trình Viễn Mộc cùng Trình Diệc Giao tính tình đều rất thuần khiết lương, xem ra quang dựa vào bọn họ muốn vượt qua lần này cửa ải khó phi thường khó khăn, mà bây giờ Diệp Thần Phong trong cơ thể tử khí cùng khí tức sát phạt vẫn không có trừ đi, cho dù khứ trừ. Lấy hắn thần vương cảnh sơ kỳ thực lực, muốn đối phó hai tên viễn cổ giới nửa bước thần tôn, e sợ này cũng không dễ dàng đó a. Trước đó Diệp Thần Phong rơi xuống tại linh trên thuyền thời điểm, Trình Viễn Mộc cùng Trình Diệc Giao có thể đối với hắn duỗi ra viện trợ tay, tuy nói liền coi như bọn họ không có duỗi ra viện trợ tay, Diệp Thần Phong có Thanh Viêm tại cũng tuyệt đối sẽ không có vấn đề, nhưng vậy cũng là một phần ân tình rồi, dù sao bọn hắn không biết Diệp Thần Phong tình huống, chỉ cho là hắn là không có một người linh khí người mà thôi. Theo Diệp Thần Phong hiện tại cũng chỉ có thể đủ đi một bước xem một bước rồi, chẳng qua hắn mở ra phong ấn gân mạch. Lần nữa tiến vào ma hóa trạng thái, nếu như là lấy ma hóa trạng thái đối phó nửa bước thần tôn lời nói, như vậy cuối cùng thắng tỷ lệ đem tăng lên trên diện rộng rất nhiều lần. Trình Viễn Mộc bàn tay gầy guộc chăm chú nắm thành quyền đầu, hắn lên cơn giận dữ quát lên, khinh người quá đáng, quả thực là khinh người quá đáng rồi. Bây giờ Trình gia những người còn lại là cái dạng gì thái độ? Lão quản gia khi nghe đến Trình Viễn Mộc câu hỏi sau đó hắn ấp úng không trả lời. Này làm cho Trình Viễn Mộc là càng thêm nổi giận, thậm chí hắn hầu như đoán được một ít chuyện, hắn tay áo bảo mạnh mẽ vung một cái, cả giận nói, thật đúng là trời lật rồi, lão phu ta hiện tại trở về Trình gia. Trình Viễn Mộc trực tiếp tiến vào linh trong phong thành, Diệp Thần Phong, Trình Diệc Giao cùng lão quản gia bọn hắn cũng theo sát tiến vào trong thành. Trình Diệc Giao mang theo Diệp Thần Phong theo thật sát rồi, thở phì phò Trình Viễn Mộc phía sau. Lão quản gia trên mặt tràn đầy lo lắng, trong lòng là thở dài liên tục, ánh mắt thỉnh thoảng hội liếc mắt nhìn Trình Diệc Giao. Tại một đường bay nhanh bên dưới, Trình Viễn Mộc đám người làm nhanh liền trở về Trình phủ. Trình gia tuy nói là phụ thuộc vào Chu gia gia tộc, nhưng ở Linh Phong Thành bên trong vẫn còn có chút địa vị, cho nên Trình gia phủ đệ đương nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Cả tòa Trình phủ diện tích cũng coi như là tương đối lớn, tại Trình cửa phủ canh gác người tu luyện đang nhìn đến Trình Viễn Mộc sau, bọn hắn dồn dập cho Trình Viễn Mộc hành lễ, sau đó bọn hắn đem Trình Viễn Mộc trở về tin tức, lập tức dùng đưa tin phương thức thông báo Trình gia những người còn lại rồi. Tại Trình gia những người còn lại đạt được đưa tin sau, Trình Viễn Mộc, Diệp Thần Phong cùng Trình Diệc Giao bọn hắn đi vào Trình phủ không bao lâu, tại trước mặt bọn họ liền xuất hiện từng đạo bóng người. Cái này từng đạo bóng người toàn bộ là Trình gia người, có Trình Diệc Giao gia gia, có Trình Diệc Giao đại bá, nhị bá, còn có Trình Diệc Giao cha mẹ của, đương nhiên Trình gia trẻ tuổi người cũng tới. Trình gia bây giờ gia chủ chính là Trình Diệc Giao đại bá Trình Sáng Trưng, thực lực của hắn tại thiên thần cảnh 7 tầng sơ kỳ. Trình Sáng Trưng cho Trình Viễn Mộc hành lễ sau đó hắn nói, lão tổ, kỳ thực ta cảm thấy Chu gia Chu Hồng Cảnh rất tốt, bây giờ Chu Hồng Cảnh dòng chính lão tổ lại bước vào nửa bước thần tôn rồi, lẽ nào người như vậy vẫn không xứng với Diệc Giao sao? Trình Sáng Trưng trong miệng Chu Hồng Cảnh chính là lúc trước vừa ý Trình Diệc Giao Chu gia con cháu. Xem ra Trình gia rất nhiều người là bị Chu Hồng Cảnh theo như lời nói dọa sợ, bọn hắn Trình gia cũng không dám cùng nửa bước thần tôn làm đúng đấy. Trình Viễn Mộc nghe được Trình Sáng Trưng lời nói sau, hắn tức giận là dựng râu trừng mắt, hắn giận dữ hét, người đây là nói cái gì phí lời. Ý của ngươi là yếu Diệc Giao tại trên yến hội trước mặt mọi người cho cái kia Chu gia tiểu. Tạp, nát tan tỏ tình, ngươi là Diệc Giao đại bá, lấy tư cách trưởng bối ngươi nên phải có trưởng bối khí độ, nhìn nhìn ngươi bây giờ giống kiểu gì. Ngươi vẫn là Trình gia gia chủ sao? Lấy tư cách Trình Diệc Giao nhị bá Trình Sáng Dực. Hắn đứng ở Trình Sáng Trưng bên cạnh, hắn cũng mở miệng nói, lão tổ, chuyện này đã quan hệ đến Trình gia chúng ta sống còn rồi, Diệc Giao gả cho Chu Hồng Cảnh tuyệt đối là một chuyện tốt, trước mặt mọi người đối Chu Hồng Cảnh tỏ tình thì lại làm sao? Chúng ta không thể nắm Trình gia sinh tử đùa giỡn a hát. Đứng sau lưng Trình Viễn Mộc Trình Diệc Giao, người khi nghe đến đại bá cùng nhị bá lời nói sau, thân thể của nàng có phần căng thẳng, của nàng nhiệt độ cũng càng ngày càng lạnh như băng. Diệp Thần Phong nhìn trước mắt tình cảnh này, hắn ở trong lòng lắc lắc đầu, chính là lòng người ấm lạnh,
tại viễn cổ giới loại này nhược nhục cường thực địa phương, quả nhiên như Trình Diệc Giao cùng Trình Viễn Mộc như vậy tâm địa thuần lương người tại số ít. Trình Viễn Mộc bên trong thân thể thần vương cảnh sơ kỳ thật khí thế chạy vọt lên, hắn trong con ngươi nghiêm túc ánh sáng tỏa ra, hắn quát Chu gia cũng đã đủ khinh người quá đáng được rồi, trở về trong nhà mình, các ngươi còn muốn đối Diệc Giao như thế hùng hổ dọa người sao? Các ngươi trả thanh lão đầu tử ta cho rằng lão tổ sao? Trong mắt các ngươi có còn hay không ta người lão tổ này? Diệc Giao là người Trình gia, người là thân nhân của các ngươi liền là đối xử với chính mình như thế thân nhân. Chương 2351, ta cũng nguyện ý. Trình Viễn Mộc quát tháo âm thanh vang vọng ở trong không khí. Hết thảy người Trình gia trong lúc nhất thời đều trầm mặc không nói, cuối cùng Trình Viễn Mộc ánh mắt như ngừng lại Trình Thông Lạnh trên người. Này Trình Thông Lạnh chính là phụ thân của Trình Diệc Giao. Trình Thông Lạnh thực lực tại thiên thần cảnh tầng 6 sơ kỳ, hắn tại cảm thấy được Trình Viễn Mộc nhìn kỹ sau, ánh mắt của hắn bên trong xuất hiện né tránh vẻ mặt, mà Trình Viễn Mộc hiển nhiên không có muốn buông tha ý hắn. Hắn chất vấn, Thông Lạnh, Diệc Giao là con gái của ngươi, lẽ nào ngươi không nên nói câu nói sao? Lẽ nào ngươi cũng cho là chúng ta hẳn là yếu hy sinh Diệc Giao sao? Trình Thông Lạnh khi nghe đến Trình Viễn Mộc chất vấn âm thanh sau, trên mặt hắn không do dự vẻ, hẳn là trong lòng của hắn đã sớm làm ra quyết định, hắn hít sâu một hơi sau đó ánh mắt của hắn nghênh hướng Trình Viễn Mộc, lão tổ, chuyện này làm sao gọi hy sinh đâu này. Diệc Giao chỉ cần đối Chu Hồng Cảnh trước mặt mọi người tỏ tình mà thôi, chuyện này đối với Diệc Giao đến nói không có bất kỳ không ổn nào. Sau Diệc Giao vẫn có thể gả cho Chu Hồng Cảnh, mà Chu Hồng Cảnh dòng chính lão tổ lại khóa nhập nửa bước thần tôn, chuyện này với chúng ta Trình gia tới nói là một chuyện tốt, lúc trước chúng ta thì không nên từ chối Chu Hồng Cảnh. Cho nên, ta cũng cảm thấy Diệc Giao gả cho Chu Hồng Cảnh không có gì không đúng, mà ngược lại nếu như chúng ta không đáp ứng Chu Hồng Cảnh yêu cầu, Trình gia chúng ta nhất định sẽ tao ngộ lôi đình trả thù, đến lúc đó Trình gia chúng ta có thể sẽ tao ngộ cả nhà tàn sát, vì Trình gia chúng ta... Diệc Giao chỉ là hơi chút vì chúng ta trả giá một chút thôi, chúng ta cũng không phải yếu để cho nàng đi chết. Trình Thông Lạnh lời nói này có thể nói là lãnh huyết tới cực điểm, hắn lấy tư cách Trình Diệc Giao cha ruột, hắn có thể đem lời nói đến nước này, trái tim hắn cùng tảng đá còn có khác biệt sao? Trình Thông Lạnh cũng không chỉ Trình Diệc Giao một đứa con gái như vậy, hắn còn có hai đứa con trai, Trình Diệc Giao thiên phú tuy nói Trình gia đứng đầu nhất. Thế nhưng Trình gia tương lai cùng Trình Diệc Giao so với, đương nhiên là Trình gia tương lai càng trọng yếu hơn rồi. Trình Thông Lạnh tất lại còn có hai đứa con trai đây. Hắn không hy vọng Trình gia bởi vì Trình Diệc Giao mà diệt tuyệt, cho nên dưới cái nhìn của hắn hy sinh Trình Diệc Giao là chuyện đương nhiên một chuyện. Trình Diệc Giao khi nghe đến cha mình Trình Thông Lạnh lời nói sau, người trong nháy mắt như bị sét đánh, trong đầu là vang lên ong ong, đôi mắt đẹp đờ đẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ. Bình thường phụ thân của nàng đối với nàng là yêu thương rất nhiều, trong lòng nàng cũng không muốn liên lụy Trình gia, người cũng đã làm tốt hy sinh chính mình chuẩn bị. Mà khi người nghe được từng cái thân nhân lãnh ngôn sau đó người vẫn có một loại tuyệt vọng thương tâm. Đặc biệt là nghe được cha nàng như thế lạnh lẽo, như thế chuyện đương nhiên lời nói. Trình Viễn Mộc trong con người vẻ mặt trở nên càng sắc bén hơn mấy phần, hắn không nghĩ tới Trình Thông Lạnh cũng sẽ lựa chọn hy sinh Trình Diệc Giao. Hắn lửa giận trong lòng thiêu đốt càng ngày càng thịnh vượng, tại Trình trong nhà Trình Diệc Giao là tối cho hắn yêu thích vãn bối. Hơn nữa Trình Diệc Giao tâm tính cùng hắn so với so sánh tiếp cận, hắn dù như thế nào cũng không thể hy sinh Trình Diệc Giao. Nếu như ở đây những này không phải người Trình ra lời nói, như vậy e sợ lấy Trình Viễn Mộc lửa giận, hắn đã sớm là động thủ giết người rồi, Trình ra những người còn lại thái độ cũng đầy đủ để hắn trái tim băng giá. Một tên thiên thần cảnh hậu kỳ tầng 7 lão giả, hắn cũng từ trong đám người bước ra hai bước, hắn là Trình Diệc Giao gia gia Trình Nam Giang, hắn nhìn xem Trình Viễn Mộc, cung kính nói, lão tổ, không phải chúng ta yếu hy sinh Diệc Giao, mà là tình thế bây giờ như thế, không thể vì Diệc Giao một người, phá hủy toàn bộ Trình gia tiền đồ chứ. Trình Nam Giang lại thanh ánh mắt nhìn về phía Trình Diệc Giao, ngươi là một cái đứa bé hiểu chuyện, ta tin tưởng ngươi biết lựa chọn như thế nào. Ngươi không nên hại chúng ta toàn bộ Trình gia a hát. Không nhúc nhích Trình Diệc Giao, ra ra nàng mấy câu nói truyền vào trong tai, thân thể của nàng hơi hơi bắt đầu run rẩy, người cảm giác mình được tất cả mọi người cho từ bỏ, người có một loại yếu khóc kích động.
Nhưng nàng tại cố nén không cho nước mắt, từ trong hốc mắt chảy xuôi mà ra. Trình Viễn Mộc lại là cũng không thể nhịn được nữa, có ta Trình Viễn Mộc tại, không có người nào có thể hy sinh Diệp Giao. Luôn miệng nói các ngươi cũng không muốn hy sinh Diệp Giao, vì Trình gia chúng ta tương lai, nhưng bây giờ còn chưa có đến Trình gia chúng ta sống còn bước ngoặt, các ngươi liền muốn hy sinh Diệp Giao. Các ngươi kiên trì qua, vì Diệp Giao nỗ lực quá rồi sao? Ta sẽ dẫn Diệp Giao đi tham gia Chu gia yến hội, Chu gia tiểu tử kia muốn để Diệp Giao bỏ đi tôn nghiêm, trước mặt mọi người hướng về hắn tỏ tình. Đây tuyệt đối là không thể nào, lẽ nào cảm tình vẫn có thể ép mua buộc bán sao? Lẽ nào Chu gia sẽ không có hiểu đạo lý, phân biệt thị phi người? Trong các ngươi đến lúc đó ai nguyện ý cùng chúng ta cùng đi tham gia yến hội? Trình Viễn Mộc biết hắn hiện tại muốn mang theo Trình Diệp Giao rời đi Linh Phong Thành là không thể nào, tại bọn hắn bước vào Linh Phong Thành thời điểm, hẳn là liền có người của Chu gia chú ý tới bọn họ, cho nên hiện tại hắn chỉ có thể cùng ở Trình Diệp Giao bên cạnh vượt khó tiến lên rồi. Trình Nam Giang cái thứ nhất mở miệng nói, lão tổ, chớ trách chúng ta quá tuyệt tình, người đây là tại xử trí theo cảm tính, ta Trình Nam Giang từ giờ trở đi lui ra Trình gia. Về sau chuyện của Trình gia tình cùng ta không có bất kỳ một tia quan hệ. Ta Trình Sáng Trưng cũng lui ra Trình gia. Ta Trình Sáng Dực cũng lui ra Trình gia. Ta Trình Thông Lệnh cũng lui ra Trình gia. Theo Trình Diệp Giao ra ra Trình Nam Giang mở miệng, Trình Diệp Giao đại bá, nhị bá cùng phụ thân đám người, toàn bộ dồn dập mở miệng, bọn hắn đều không ngoại lệ đều phải lui ra Trình gia. Trình Viễn Mộc tức giận ngực kịch liệt phập phồng, sắc mặt đỏ lên một mảnh. Ngược lại, hắn lại thở dài một hơi, phảng phất là lập tức già nua hơn rất nhiều, hắn tự nói, xử trí theo cảm tính. Không có cảm tình cái kia vẫn tính là người sao. Hắn phất phất tay, nói, đi thôi, các ngươi đều đi thôi, Trình gia chuyện sau này cùng các ngươi lại không có nửa điểm quan hệ. Lão tổ, ta nguyện ý cùng các ngươi đồng thời, lão quản gia kiên quyết không rời đứng ở Trình Viễn Mộc bên cạnh. Trình Viễn Mộc biết lão quản gia kiên định. Hắn vui mừng gật gật đầu. Một mực tại một bên nhìn xem Trình gia lãnh huyết Diệp Thần Phong, tiếng nói của hắn cũng vang lên, ta cũng nguyện ý, tính ta một người đi. Ta cái này từ đó châu người tới, nhưng vẫn chưa từng gặp qua viễn cổ giới tiệc rượu, chính dễ dàng mở mang tầm mắt, đi thưởng thức một cái viễn cổ giới mỹ vị. Trình gia Trình Nam Giang đám người, bọn hắn nghe được Diệp Thần Phong lời nói sau, bọn hắn cũng cảm giác một phen Diệp Thần Phong. Phát hiện Diệp Thần Phong là một cái hoàn toàn không có linh khí người, bọn hắn sẽ không coi Diệp Thần Phong là về sự tình, hiện tại lại nghe được Diệp Thần Phong là từ Trung Châu tới, bọn hắn càng là cảm thấy buồn cười vô cùng. Trình Nam Giang bọn người ở tại Trình gia chỉnh lý lại một chút đồ vật, bọn hắn từng cái toàn bộ không chút do dự rời khỏi Trình gia. Cuối cùng tại toàn bộ Trình gia bên trong, chỉ có Trình Viễn Mộc, Trình Diệp Giao, Diệp Thần Phong cùng lão quản gia rồi. Liền ngay cả trước đó cùng bọn họ đồng thời trở về thiên thần cảnh đàn ông trung niên, hắn cũng đi theo còn lại người Trình gia cùng rời đi rồi, dù sao ai cũng không muốn chết, mà Trình Viễn Mộc lựa chọn, ở những người khác xem ra chính là tự tìm đường chết. Chương 2352, có lẽ sẽ có kỳ tích đây. Trình gia phủ đệ rất nhanh trở nên vắng lạnh xuống. Trình Diệp Giao thất hồn lạc phách đứng đấy, người chậm chạp chưa hoàn hồn lại, thẳng đến tốt sau một hồi lâu. Người trong con ngươi mới có một ít vẻ mặt, nàng nhìn bên cạnh Trình Viễn Mộc, nói, lão tổ, ta là không nên liên lụy Trình gia, hay là bọn hắn không có làm sai, sự tình là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta muốn vì chuyện của mình tình phụ trách. Trình Viễn Mộc vỗ vỗ Trình Diệp Giao vai, an ủi, Diệp Giao, đừng nói những thứ vô dụng này rồi, ngươi là ta nhìn xem lớn lên, Trình gia những lãnh huyết đó đổ vật, bọn hắn ngược lại là một điểm đều không có di truyền tính tình của ta. Chỉ có ngươi và tính tình của ta tối như, cho nên ta từ nhỏ cũng thương yêu nhất ngươi. Lần này dù như thế nào, lão tổ ta đều sẽ ở bên người ngươi, Chu gia thì lại làm sao? Chẳng qua chúng ta làm tốt vừa chết chuẩn bị, Chu gia tiệc rượu có rất nhiều người đều sẽ đi tham gia, lẽ nào Chu gia còn thật sự nguyện ý không để ý mặt mũi, tại trên yến hội liền đối với chúng ta ra tay đánh nhau sao? Trình Diệp Giao nghe chính mình lão tổ an ủi. Người tại hốc mắt trong đảo quanh nước mắt, rốt cục không nhìn được từ trong hốc mắt chảy xuôi mà ra rồi, người có phần nghẹn ngào nói, lão tổ, ta không phải là không nguyện ý vì Trình gia hy sinh, ta cũng không muốn liên lụy Trình gia,
nhưng phụ thân bọn hắn vì sao phải tuyệt tình như vậy? Ta đều không có nói ta không muốn, bọn hắn cứ như vậy lãnh ngôn đối mặt. Trình Viễn Mộc nhìn xem không khô nước mắt Trình Diệc Giao, hắn cũng là đối người Trình ra trái tim băng giá vô cùng, hắn nói ra, Diệc Giao, bọn hắn đều bỏ xuống ngươi, nhưng lão tổ ta sẽ không. Trình Viễn Mộc lại đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong, âm thanh hiền hòa nói ra, tiểu huynh đệ, ngươi thật nguyện ý cùng chúng ta đồng thời sao? Ngươi nếu như bây giờ rời đi vẫn tới kịp. Tại Diệp Thần Phong nói nguyện ý lưu lại một khắc đó, Trình Viễn Mộc đối Diệp Thần Phong là càng thêm có hảo cảm rồi, hắn nhận thức vì người trẻ tuổi này tốt lắm lắm. Nước mắt mông lung Trình Diệc Giao, người cũng nhìn xem Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong tùy ý gật đầu nói, ta thật sự nguyện ý, trước đó các người nguyện ý thu nhận giúp đỡ ta đường về ra, phần ân tình này ta khắc trong tâm khảm. Diệp Thần Phong muốn đi Chu gia, thứ nhất là bởi vì Trình Viễn Mộc cùng Trình Diệc Giao nguyên nhân, thứ hai là hắn nhớ kỹ Chu gia bách tâm cỏ đây. Hắn nhất định phải mau sớm trừ đi trong cơ thể nồng nặc tử khí cùng khí tức sát phạt, tuy nói dựa vào nồng nặc tử khí cùng khí tức sát phạt tiến vào ma hóa trạng thái, chiến lực của hắn phải nhận được to lớn tăng lên, nhưng ma hóa trạng thái sẽ để cho hắn lạc lối. Thậm chí đến cuối cùng vĩnh viễn cũng không cách nào bước vào vĩnh sinh cảnh. Bất quá, lần này bồi tiếp Trình Diệc Giao đi hướng Chu gia, trong lòng của hắn làm khá hơn một chút ma hóa chuẩn bị, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn lần nữa tiến vào ma hóa, dù sao lần này ma hóa sau đó ai biết hội xảy ra chuyện gì. Tuy nói Diệp Thần Phong cũng có thể mang theo Trình Viễn Mộc cùng Trình Diệc Giao trốn vào hỗn độn trong chiếc nhẫn, nhưng nên đối mặt sự tình trước sau yếu đối mặt, hắn muốn thu được Chu gia bách tâm thảo. Một ngày nào đó sẽ cùng Chu gia tiếp xúc. Nghe được Diệp Thần Phong lần nữa khẳng định trả lời, Trình Viễn Mộc cười nói, tiểu huynh đệ, ngươi nếu như không chê. Về sau chúng ta chính là người một nhà, người muốn so với ta những kia bất tài tử tôn cường hơn trăm lần nghìn lần a hát. Trình Diệc Giao trong lòng cũng ấm áp, người lau khô từ trong hốc mắt chảy ra nước mắt, nàng nói, Thần Phong, cảm ơn ngươi, ngươi là người thứ nhất nguyện ý cùng ta chết nam nhân, nếu như chúng ta có thể tránh được tai nạn này. Hoặc là nếu có đời sau, ta nguyện ý làm vợ của ngươi, mặc kệ thực lực của ngươi làm sao. Tự coi như ngươi không có một tia linh khí. Ta cũng như thường nguyện ý. Theo Trình Diệc Giao Diệp Thần Phong có thể lưu lại, không thể nghi ngờ giống như là cùng nàng cùng chết rồi, tại người tuyệt vọng nhất thời điểm, có thể có một cái nam nhân trẻ tuổi, nguyện ý cùng nàng cùng chết, này phảng phất là làm cho nàng bầu trời xám xịt xuất hiện một vệt ánh mặt trời, người một cách tự nhiên sẽ đối với Diệp Thần Phong sản sinh một ít đặc thù tình cảm rồi. Trình Diệc Giao từ trước đến giờ là một cái có chuyện nói thẳng nhưng thích nữ nhân. Tại bây giờ dưới tình huống này người tự nhiên là thật tình biểu lộ, đây coi như là đối Diệp Thần Phong một loại tỏ tình đi. Nhưng loại này tỏ tình là người tâm cam tình nguyện, là người phát ra từ nội tâm. Diệp Thần Phong đối với Trình Diệc Giao lời nói, hắn chỉ có thể ở trong lòng cười khổ một tiếng. Chu gia tiệc rượu tại sau 5 ngày liền muốn chính thức cử hành. Thời gian vội vã, 3 ngày trôi qua. Khoảng cách Chu gia tiệc rượu chỉ còn dư lại 2 ngày rồi. Trong 3 ngày qua, Trình phủ cửa lớn trước sau đóng chặt lại, Diệp Thần Phong cùng Trình Diệc Giao đám người không có bước ra Trình phủ một bước. Nhưng lão quản gia thỉnh thoảng sẽ lén lút xuất đi tìm hiểu một cái tin tức, có người nói rời đi Trình gia Trình Nam Giang đám người, chính bọn hắn cũng gây dựng một cái Trình gia, bọn hắn đồng thời tuyên bố cùng Trình Viễn Mộc Trình gia cũng không còn chút nào quan hệ. Không chỉ có như thế. Trình Nam Giang bọn hắn thành lập Trình gia chủ động đi lấy lòng Chu Hồng Cảnh, căn cứ lão quản gia tìm hiểu trở về tin tức. Bây giờ Trình Nam Giang bọn hắn thành lập Trình gia, hoàn toàn đã trở thành Chu Hồng Cảnh trước mặt chó sủ rồi, này làm cho biết được tin tức Trình Viễn Mộc là càng thêm nổi trận lôi đình. Lại qua 2 ngày, hôm nay là Chu gia tiệc rượu chính thức cử hành tháng ngày. Toàn bộ linh trong phong thành là cực kỳ náo nhiệt, trên đường phố lui tới người tu luyện. Bọn hắn toàn bộ đang thảo luận lần này Chu gia tiệc rượu, đương nhiên là có những người này cũng đang thảo luận chuyện của Trình gia tình, có thể nói Linh Phong Thành là phi thường náo nhiệt. Mà lúc này Trình gia bên trong tòa phủ đệ, Diệp Thần Phong, Trình Viễn Mộc, Trình Diệc Giao cùng lão quản gia 4 người bọn họ toàn bộ đều tại Trình gia trong đại sảnh. Chu gia tiệc rượu là vào lúc giữa trưa cử hành. Sáng sớm hôm nay liền có Chu gia thiên thần cảnh cường giả đến đây Trình gia chờ. Hẳn là Chu Hồng Cảnh đặc ý an bài, hắn
hắn sợ Trình Viễn Mộc bọn hắn cuối cùng không dám đi trên yến hội. Đương nhiên hắn cũng không sợ Trình Viễn Mộc dám đối với phái khác tới thiên thần cảnh cường giả động thủ, một khi Trình Viễn Mộc động thủ, chuyện đó nhưng thì càng thêm không đơn giản, đến lúc đó toàn bộ Chu gia đều sẽ xuất động đem Trình Viễn Mộc cho đánh chết. Chu gia hai tên thiên thần cảnh cường giả đã tại Trình gia ngoài cửa chờ rồi. Trình Viễn Mộc hít một hơi thật sâu sau đó hắn nói ra, chúng ta cũng là thời điểm đi rồi, nên đến trước sau sẽ đến. Trình Viễn Mộc trước tiên hướng về đại sảnh đi ra ngoài rồi, lão quản gia là kiên quyết không rời đi theo Trình Viễn Mộc bên cạnh. Tại Diệp Thần Phong cùng Trình Diệc Giao trong mắt, Trình Viễn Mộc cùng lão quản gia bóng lưng có như vậy mấy phần hiu quạnh. Trình Diệc Giao thấp giọng với Diệp Thần Phong, nói ra, Thần Phong, là ta hại lão tổ cùng quản gia, ta cũng hại ngươi, ngươi nói chúng ta chả có thể sống từ Chu gia rời đi sao. Diệp Thần Phong cười nói, có lẽ sẽ có kỳ tích đây. Hay là đến cuối cùng chúng ta không những nhưng dùng an toàn rời đi Chu gia, hơn nữa Chu gia người còn có thể toàn bộ xin lỗi ngươi, không nên suy nghĩ nhiều, chúng ta cũng đi thôi. Trình Diệc Giao chưa hề đem Diệp Thần Phong lời nói có thật không, tại người cho rằng đây chỉ là Diệp Thần Phong đang an ủi người, sự tình đều phát triển đến trình độ này, lại làm sao có khả năng phát sinh kỳ tích đâu này. Càng đừng nói Chu gia hội hướng về người nói xin lỗi, này thì càng thêm là lời nói vô căn cứ rồi. Nhưng nghe đến Diệp Thần Phong an ủi sau, người nguyên bản hoảng loạn trong lòng dĩ nhiên bình tĩnh mấy phần. Chương 2353, các ngươi sẽ hối hận. Đến đây giám thị Trình Viễn Mộc đám người hai vị Chu gia thiên thần cảnh cường giả, bọn hắn cũng không có cho Trình Viễn Mộc đám người cái gì tốt sắc mặt xem, dọc theo đường đi toàn bộ là băng gương mặt lạnh lùng. Trình Viễn Mộc, Trình Diệc Giao cùng lão quản gia trong lòng đã làm xong dự tính xấu nhất. Ba người bọn họ lông mày trước sau vi vi nhíu chặt. Chỉ có Diệp Thần Phong gương mặt tùy ý, hắn đã làm xong binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn chuẩn bị. Chu gia tại Linh Trong Phong thành thuộc về đứng đầu nhất đại gia tộc. Hắn phủ đệ đương nhiên là cực kỳ khí thế mà lại hùng vĩ, toàn bộ Chu gia chiếm diện tích cực kỳ quảng, tại Chu gia phủ đệ bên trong đứng lặng từng tòa cung điện cùng biệt viện. Lần này tiệc rượu liền ở Chu gia bên trong tòa phủ đệ Chân Long Điện cử hành. Dĩ vãng mỗi lần có cỡ lớn tiệc rượu, Chu gia đều sẽ an bài tại Chân Long Điện, chỉ vì Chân Long Điện đầy đủ lớn, có thể chứa đựng nhiều vô cùng người. Trình Viễn Mộc, Diệp Thần Phong, Trình Diệc Giao cùng lão quản gia đi tới Chu gia sau, bọn hắn được cái kia hai tên thiên thần cảnh Chu gia cường giả dẫn tới Chân Long Điện trước, bọn hắn liền chính mình rời khỏi. Lại đi tiến Chu gia sau đó trước tới tham gia yến hội rất nhiều người. Toàn bộ dùng ánh mắt quái dị nhìn chăm chú vào Trình Viễn Mộc cùng Diệp Thần Phong đám người, Trình gia phân liệt sự tình bây giờ tại Linh Phong thành mọi người đều biết rồi, đồng dạng Chu Hồng Cảnh hòa Trình Diệc Giao sự tình, cũng hầu như tất cả mọi người biết được, bây giờ Chu Hồng Cảnh dòng chính lão tổ bước vào nửa bước thần tôn, Chu Hồng Cảnh không tìm về lúc trước ném mặt mũi mới là lạ chứ. Tại Trình Viễn Mộc cùng Diệp Thần Phong đám người yếu bước vào Chân Long Điện thời điểm. Trình Nam Giang, Trình Sáng Trưng, Trình Sáng Dực cùng Trình Thông Lạnh cũng vừa hay đi tới Chân Long Điện bên ngoài, bây giờ bọn hắn xem như là triệt để thoát ly Trình Viễn Mộc Trình gia, bọn hắn đối với cái này lựa chọn không có chút nào hối hận, bọn hắn cũng không muốn bồi tiếp đồng thời chịu chết. Trình Nam Giang đám người đối mặt Trình Viễn Mộc, trên mặt bọn họ đã không còn đã từng kính sợ, bọn hắn hiện tại triệt để quăng đến Chu Hồng Cảnh dưới tay, bọn hắn có thể không tin tưởng Trình Viễn Mộc dám ở chỗ này đối với bọn họ động thủ. Trình Diệc Giao ra ra Trình Nam Giang, hắn bình tĩnh nhìn Trình Viễn Mộc, nói Chu Thiếu là một cái khoan hồng độ lượng người, hắn đã cho các ngươi cơ hội. Tại sao các ngươi chính là không muốn quý trọng đâu này? Chúng ta lui ra Trình gia, hoàn toàn là vì Trình gia được, như vậy tối thiểu Trình gia còn có thể bảo vệ một đoạn hương hỏa. Thấy Trình Nam Giang xưng hô Chu Hồng Cảnh vì Chu Thiếu, Trình Viễn Mộc trong con ngươi lạnh lùng rõ ràng mấy phần, hảo một câu Chu Thiếu a hát. Không nên tìm những này đường hoàng lý do, nếu như thuần túy là lui ra Trình gia, như vậy này chả chỉ có thể nói rõ các ngươi lãnh huyết cùng rất sợ chết, bây giờ các ngươi lại còn làm Chu Hồng Cảnh trước mặt chó sù, Trình gia chúng ta là phụ thuộc vào Chu gia, nhưng làm người hẳn là phải có tôn nghiêm cùng cốt khí không thể thiếu. Ta là may mắn các ngươi thối lui ra khỏi Trình gia, bởi vì các ngươi không xứng làm Trình gia người. Đối với Trình Viễn Mộc lạnh lùng, Trình Nam Giang đám người chút nào không cho là đúng, trong đó phụ thân của Trình Diệc Giao Trình Thông Lạnh, hắn nhìn xem Trình Diệc Giao, nói,
Diệp Giao, Chu Thiếu chả thì nguyện ý cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi nắm lấy cho thật chắc, Chu Thiếu có thể nạp ngươi làm thiếp, chỉ cần ngươi sau đó trước mặt mọi người hướng về Chu Thiếu tỏ tình. Lúc trước sự tình Chu Thiếu cũng sẽ không truy cứu, còn ngươi nữa nhưng vẫn là con gái của ta, đây đối với mọi người tới nói đều là một chuyện tốt, Chu Thiếu có điểm nào không xứng với ngươi. Trình Diệp Giao trong miệng cắn chặt hàm răng, đây chính là gia gia của nàng cùng phụ thân A Hát, lúc trước người tại sao không có phát hiện bọn hắn sẽ là máu lạnh như vậy kẻ vô tình đâu này. Lão quản gia trong lòng cũng phi thường xem thường Trình Nam Giang đám người, hắn mở miệng nói các ngươi liền lão đầu tử ta cũng không bằng A Hát. Chúng ta hội bồi tiếp Diệp Giao tiểu thư, chẳng qua là vừa chết, chúng ta đi tới nơi này thì sẽ không sợ chết. Thấy lão quản gia mở miệng, Trình Nam Giang đám người cũng cau mày lên đầu. Trình Diệp Giao đại bá Trình Sáng Trưng quát lên, lão già, nơi này có lời của ngươi nói phần sao? Ngươi lúc trước chỉ là chúng ta Trình ra một cái chó giữ cửa, làm sao? Hiện tại cho là mình ghê gớm, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biến thành một con chó chết rồi. Trình Sáng Trưng lại đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong, đáng giá không? Quay đầu lại chỉ có một cái lão cẩu cùng một tên rác rưởi bồi các ngươi cùng chết, làm Chu Thiếu nữ nhân có những gì không tốt. Trình Viễn Mộc trên mặt tràn ngập lên sát khí. Những này Trình ra người hoàn toàn là không có thuốc nào cứu được, cho rằng lão phu ta ở nơi này liền không dám động thủ. Lập tức cút cho ta, bằng không chẳng qua trước khi chết, kéo mấy người các ngươi làm chịu tội thay. Cảm nhận được Trình Viễn Mộc sát khí trên người, Trình Nam Giang các loại người biết Trình Viễn Mộc tính cách. Bọn hắn lập tức vội vã khóa nhập chân long điện, tại bước vào chân long điện trước đó. Trình Nam Giang trả lưu một câu lời nói, các ngươi sẽ hối hận. Tại Trình Nam Giang đám người sau khi rời đi, Trình Viễn Mộc vỗ vỗ Trình Diệp Giao vai, nói, Diệp Giao, đi thôi. Bất kể như thế nào, còn có chúng ta mấy cái bồi tiếp ngươi đâu. Chân long điện cực kỳ rộng rãi. Lại đi tiến chân long điện sau đó Trình Viễn Mộc cùng Diệp Thần Phong bọn hắn tìm vị trí ngồi xuống. Nguyên bản tại bọn hắn bốn phía tân khách lập tức cách xa, bọn hắn tại đây chân long điện bên trong thật giống được cô lập lên. Theo tân khách càng ngày càng nhiều. Tại người gần như đến đông đủ sau. Hai tên lão giả đi vào chân long điện bên trong, bọn hắn chậm rãi bước đi tới chân long điện chính giữa phía trước nhất hai tấm kim bích huy hoàng trên ghế ngồi xuống. Hai người bọn họ chính là Chu gia bây giờ hai tên nửa bước thần tôn rồi. Trong đó bên trái một vị nửa bước thần tôn tên là Chu Vĩnh Vọng, hắn chính là Chu Hồng Cảnh đâu dòng chính lão tổ rồi. Đứng ở Chu Vĩnh Vọng bên cạnh một tên thanh niên chính là Chu Hồng Cảnh rồi, tuần này Hồng Cảnh thực lực trên đất thần cảnh 7 tầng trung kỳ, ánh mắt của hắn ở trong đại điện quét mắt một vòng mấy lúc sau, rất nhanh sẽ như ngừng lại Trình Viễn Mộc cùng Diệp Thần Phong đám người bên này. Hắn đã vừa mới thu được Trình Nam Giang tin tức của bọn họ. Hắn biết Trình Diệp Giao vẫn là không muốn nghe lời từ hắn, vậy thì không trách hắn, khóe miệng hắn hiện lên một vệt lạnh lẽo nụ cười. Bên phải một người khác nửa bước thần tôn tên là Chu Triển Khai Đức, đứng ở Chu Triển Khai Đức bên cạnh thanh niên chính là của hắn dòng chính hậu bối Chu Thiên Đường. Cái này Chu Thiên Đường chính là Chu gia đệ nhất thiên tài, thực lực tại thiên thần cảnh một tầng trung kỳ. Trận này tiệc rượu là chúc mừng Chu Vĩnh Vọng bước vào nửa bước thần tôn. Bây giờ nhân vật chính đều đã đến, yến sẽ tự nhiên là bắt đầu. Tiệc rượu vừa bắt đầu. Trước tới tham gia yến hội tất cả thế lực lớn, bọn hắn lần lượt cho Chu Vĩnh Vọng đưa lên quà tặng. Rất nhanh trước tới tham gia yến hội người, bọn hắn toàn bộ đưa lên quà tặng, chỉ có Trình Viễn Mộc bọn hắn bên này không có đưa lên quà tặng. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung đến Trình Viễn Mộc bên này. Trình Viễn Mộc cũng chuẩn bị một phần quà tặng. Càng là loại nguy cơ này thời khắc, hắn lại càng không thể rối loạn tấm lòng, hắn nhất định muốn thanh nên có lễ nghi toàn bộ rồi, làm cho đối phương tìm không ra làm khó dễ mượn cớ. Trình Viễn Mộc chỉnh lý lại một chút tâm tình, hắn từ chỗ ngồi đứng lên, hướng về chân long điện phía trước Chu Vĩnh Vọng đi đến, đồng thời ở trong tay của hắn xuất hiện một cái tinh xảo hình chữ nhật hộp gỗ, bên trong lần này hắn chuẩn bị quà tặng. Tuy nói quà tặng không có quý giá đến có thể để nửa bước thần tôn thỏa mãn, nhưng đây là hắn có thể chuẩn bị đến chân quý nhất quà tặng. Chương 2354, các ngươi còn muốn mặt sao? Tại Trình Viễn Mộc từng bước đi hướng Chu Vĩnh Vọng thời điểm. Chu Vĩnh Vọng ánh mắt cũng như ngừng lại Trình Viễn Mộc trên người, còn không có đợi Trình Viễn Mộc tới gần,
Thanh âm hắn âm trầm hỏi, ngươi chính là Trình gia Trình Viễn Mộc. Căn bản không có các loại Trình Viễn Mộc trả lời, Chu Vĩnh Vọng nửa bước thần tôn thật khí thế, từ trong cơ thể bạo hướng mà ra. Dùng một loại cực kỳ nhanh tốc độ áp bức hướng về phía Trình Viễn Mộc. Trình Viễn Mộc chỉ có thần vương cảnh sơ kỳ thực lực, mặt đối nửa bước thần tôn đối tượng khí thế, hắn làm sao có thể chống cự. Tại khí thế bạo hướng ở trên người hắn thời điểm, hắn chỉ cảm thấy ngực khó chịu, dưới chân bước chân lui về phía sau ba bước. Ít hầu khẩu ngọt ngọt, ấm áp máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra tung tóe. Khóe miệng dính đầy tiên huyết Trình Viễn Mộc, hắn không nghĩ tới Chu Vĩnh Vọng hội không để ý mặt mũi, tại trước mặt mọi người trực tiếp động thủ. Nhưng lời kế tiếp để Trình Viễn Mộc biết đối phương cũng là đã sớm chuẩn bị rồi. Chỉ thấy Chu Vĩnh Vọng hừ lạnh một tiếng, ta nghe nói các ngươi Trình gia có cái gọi Trình Diệc Giao nữ nhân, một mực dây dưa hồng cảnh. Đặc biệt là khi biết lão phu ta bước vào nửa bước thần tôn sau đó người phụ nữ kia thì càng thêm làm trầm trọng thêm rồi, để hồng cảnh là buồn phiền không ngớt, các ngươi Trình gia chính là như vậy quản giáo vãn bối. Chu Vĩnh Vọng đột phá đến nửa bước thần tôn, từ trong lúc bế quan sau khi đi ra, hắn liền nghe nói chính mình dòng chính vãn bối Chu Hồng Cảnh, nhìn chúng Trình gia Trình Diệc Giao, cuối cùng lại vẫn bị Trình gia từ chối, đặc biệt là Trình Viễn Mộc nâng đỡ Trình Diệc Giao, này làm cho Chu Vĩnh Vọng cũng cảm thấy trên mặt tối tăm, khẩu khí này hắn đương nhiên muốn vì Chu Hồng Cảnh đòi lại rồi. Trình Viễn Mộc không nghĩ tới Chu Vĩnh Vọng dĩ nhiên hội điên đảo thị phi, cách đó không xa tỉnh hồn lại Trình Diệc Giao. Diệp Thần Phong cùng lão quản gia, bọn hắn cũng đều là hơi sững sờ, trong đó Trình Diệc Giao người thứ nhất xông tới Trình Viễn Mộc bên cạnh, một mặt lo lắng hỏi, lão tổ, ngài không có sao chứ? Trình Viễn Mộc khoát tay áo một cái, hắn không cam lòng quát lên, lẽ nào các ngươi Chu gia Linh Mẫn Phong thành đệ nhất đại gia tộc, các ngươi là có thể như thế nói xấu Trình gia chúng ta sao? Chu Vĩnh Vọng lạnh như băng nói, bản tôn yêu cầu vu tội các ngươi một cái nho nhỏ Trình gia. Chung quanh tân khách bên trong, Trình gia Trình Nam Giang, Trình Sáng Trưng, Trình Sáng Dực cùng Trình Thông Lạnh lần thứ hai đi ra, bây giờ có hai tên Chu gia nửa bước thần tôn ở đây, cho dù Trình Viễn Mộc muốn đối với bọn họ động thủ cũng không có cơ hội. Trình Nam Giang nghĩa tránh ngôn từ quát lên, Trình Viễn Mộc. Nguyên bản ngươi là ta Trình gia lão tổ, ta không nên phạm thượng, nhưng bây giờ chúng ta đã toàn bộ lui ra ngươi Trình gia, chúng ta thực sự nhìn không được. Trình Diệc Giao trước đó một mực khổ sở dây dưa Chu Thiếu, nhưng Chu Thiếu khoan hồng độ lượng lại đổi lấy Trình Diệc Giao làm trầm trọng thêm, mà ngươi cũng lần nữa dung túng Trình Diệc Giao, Chu Thiếu căn bản không yêu thích Trình Diệc Giao, như vậy dây dưa có ý tứ sao? Chúng ta cũng lần nữa khuyên qua Trình Diệc Giao không nên dây dưa Chu Thiếu. Nhưng cái này của ngươi cái làm lão tổ lại lần nữa thiên vị Trình Diệc Giao, thậm chí yếu đối với chúng ta động thủ. Trình Diệc Giao không phải là nhìn chúng Chu Thiếu lão tổ bước vào nửa bước thần tôn, muốn phải không ngừng tiếp cận Chu Thiếu, loại này thế lực nữ nhân căn bản không xứng làm Trình gia chúng ta người. Người cái này làm lão tổ, chỉ sợ cũng là cùng cái thế lực này nữ nhân vậy ý nghĩ, chúng ta cuối cùng mới bị bất đắc dĩ lui ra Trình gia, như vậy Trình gia không phải chúng ta mong muốn. Trình Nam Giang này phen lời nói chính là đại nghĩa lăng nhiên, hắn thân là Trình Diệc Giao gia gia. Hắn có thể đủ như thế nói xấu tôn nữ của mình. Hắn cũng là đủ tâm địa sắt đá được rồi. Đứng ở Trình Nam Giang bên cạnh Trình Sáng Trưng, Trình Sáng Dực cùng Trình Thông Lạnh, bọn hắn cũng băng mặt lạnh mặt không hề cảm xúc. Trình Diệc Giao thân thể run không ngừng, đến từ chính thân nhân lần này nói xấu, quả thực là trong nháy mắt đem nàng đánh tới trong địa ngục. Khóe miệng nhiễm vết máu Trình Viễn Mộc, hắn tự giễu lên tiếng bắt đầu cười lớn, được lắm cục, tốt một phen nói xấu. Lẽ nào các ngươi lấy vì người khác đều là người mù sao? Lão phu ta làm việc từ trước đến giờ không thẹn với lương tâm, Trình gia chúng ta làm sao sẽ xuất hiện các ngươi loài chó này đồ vật? Chu Vĩnh Vọng đạm mạc nói, ở đây các vị đến cho lão phu ta chúc mừng, mọi người hẳn là đều biết chỉnh kiện đầu đuôi sự tình rồi, Hồng Cảnh vẫn là ta coi trọng nhất vãn bối. Những ngày gần đây hắn đều được Trình Diệc Giao dây dưa không có thời gian tu luyện. Này toàn bộ là Trình gia lão tổ Trình Viễn Mộc phóng túng, chuyện này Trình gia những người còn lại đều là biết rõ. Ở đây tân khách bọn hắn tuy nói rõ trắng Chu Vĩnh Vọng bọn họ là tại nói mò, nhưng bọn họ toàn bộ lựa chọn đón ý nói hùa. Liền ngay cả Trình gia người nhà đều đứng ở Chu gia bên kia đi rồi, bọn hắn những người ngoài cuộc này chả xem náo nhiệt gì.
Ngồi ở một bên một người khác nửa bước thần tôn Chu Triển Khai Đức, hắn chỉ là bình tĩnh nhìn tình thế phát triển, Trình Gia dưới cái nhìn của hắn không quá quan trọng, cái này mặt mũi hắn vẫn là phải cho Chu Vĩnh Vọng. Chu Hồng Cảnh đứng ra đối với Chu Vĩnh Vọng, nói, lão tổ, ta xem chuyện này coi như xong đi, bên cạnh ta vừa vặn thiếu hụt một cái tỷ nữ, liền để Trình Diệc giao đến làm của ta tỷ nữ đi. Như vậy cũng tiết kiệm người trở lại dây dưa ta. Chu thiếu quả nhiên là khoan hồng độ lượng a hát, phụ thân của Trình Diệc giao Trình Thông Lạnh nói ra. Chu Vĩnh Vọng gật đầu nói, ngươi chính là mềm lòng, được rồi, liền để này không có liêm sỉ nữ nhân làm ngươi tỷ nữ đi. Bất quá, Trình Viễn Mộc thân là Trình gia lão tổ, hắn quản giáo vô phương, tính mạng của hắn có thể lưu lại, nhưng hắn một cái thân thực lực nhất định muốn phế bỏ, đây là của ta lằn danh, Hồng Cảnh ngươi liền không cần vì bọn hắn cầu xin tha thứ. Chu Hồng Cảnh một mặt bất đắc dĩ thở dài, biểu lộ ngược lại là chân thực cực kỳ. Này một sướng một họa thật giống nói thật là có như vậy một hồi sự tình, hoàn toàn là đổi trắng thay đen. Chu Hồng Cảnh đem ánh mắt nhìn về phía Trình Diệc Giao. Trình Diệc Giao tại cảm nhận được Chu Hồng Cảnh ánh mắt sau, người từ Chu Hồng Cảnh trong ánh mắt nhìn thấy một loại tự kiêu cùng một loại khát vọng. Trình Diệc Giao trong đầu một mảnh trống không, người bật thốt lên, Chu Hồng Cảnh, ta nguyện ý làm nữ nhân ngươi, người buông tha của ta lão tổ. Chu Vĩnh Vọng quát lạnh, nói năng bậy bạ, ta xem ngươi nhà đầu này là bị hóa điên chứ. Còn muốn làm Hồng Cảnh nữ nhân, thanh nhà đầu này dẫn đi. Trình Diệc Giao chăm chú đứng ở Trình Viễn Mộc bên cạnh, người ánh mắt tuyệt vọng nhìn xem Trình Nam Giang đám người, nhưng gia gia của nàng, đại bá, nhị bá cùng phụ thân, trên mặt không có một tia thống khổ và vẻ xấu hổ, trái lại khóe miệng chả như có như không hiện lên cười gằn. Trình Viễn Mộc mang trên mặt bi thảm sau đó hắn biết hết thảy đều yếu kết thúc, phế bỏ thực lực của hắn, chẳng khác gì là giết hắn. Lão quản gia thân ảnh cũng một khắc không rời đứng ở Trình Viễn Mộc bên cạnh. Trình Diệc Giao thấy Chu Hồng Cảnh không muốn buông tha của mình lão tổ, người biết bọn hắn toàn bộ không thể rời bỏ Chu ra rồi, cùng hắn sau được Chu Hồng Cảnh nhục nhã, chẳng bằng thoải mái tử vong đây. Trong lòng nàng đã làm tốt tự sát chuẩn bị, ánh mắt của nàng theo bản năng liếc mắt nhìn Diệp Thần Phong. Chỉ thấy bưng chén rượu Diệp Thần Phong, hắn vừa vặn đi tới Trình Diệc Giao bên cạnh, con mắt của hắn hơi nheo lại, tùy ý uống một hớp rượu, nói, không có mùi vị gì cả. Viễn cổ giới linh tử cũng chỉ đến như thế. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng Chu Vĩnh Vọng đám người, các ngươi những người này còn muốn mặt sao? Chương 2355, lấy thế đẻ người. Diệp Thần Phong đung đưa chén rượu trong tay. Một mặt thư giãn thích ý, phảng phất ở trong nhà mình đi dạo. Nguyên bản muốn động thủ phế bỏ Trình Viễn Mộc Chu Vĩnh Vọng, nguyên vốn chuẩn bị phải đem Trình Diệc Giao mạnh mẽ dẫn đi Chu gia cường giả. Tại Diệp Thần Phong tràn ngập giễu cợt âm thanh âm vang lên sau đó động tác của bọn họ toàn bộ ngừng lại, tất cả ánh mắt trong khoảnh khắc tập trung đến Diệp Thần Phong trên người. Người ở chỗ này đều chú ý tới Diệp Thần Phong là cùng Trình Viễn Mộc bọn hắn cùng đi, dám ở vào thời điểm này, bình tĩnh như vậy trào phúng, này Diệp Thần Phong rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ là một cái nào đó thế lực lớn hoặc là trong đại gia tộc thiên tài? Là Trình Viễn Mộc tìm đến chỗ dựa? Trong lòng mọi người là suy đoán xôn xao. Bọn hắn không khỏi cảm ứng lên Diệp Thần Phong khí tức trên người, khi bọn họ không cảm giác được Diệp Thần Phong trong cơ thể có một tia linh khí lúc, hình dạng của bọn hắn trở nên cổ quái. Chính lúc này, Trình Nam Giang mở miệng tiểu tử này chỉ là từ đó châu tới mà thôi, mọi người xem cũng không nên được tiểu tử này lừa gạt rồi. Trước đó, Trình Nam Giang đám người thoát ly Trình ra thời điểm. Bọn hắn lúc đó đã được biết đến Diệp Thần Phong là tới từ ở Trung Châu, bây giờ nhìn thấy một cái Trung Châu tiểu tử tại Chu gia nói ẩu nói tả, quả thực là buồn cười tới cực điểm. Nghe được Trình Nam Giang lời nói sau, ở đây những người còn lại trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Đến từ chính Trung Châu, hơn nữa Diệp Thần Phong nhìn qua trẻ tuổi như vậy, thực lực của hắn hội mạnh mẽ đi nơi nào. Ở đây có không ít thiên thần cảnh cùng thần vương cảnh cường giả. Dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong cái này Trung Châu tiểu tử, không thể đem linh khí và khí thế ẩn núp tốt như vậy, liền ngay cả bọn hắn bực này thực lực người cũng chút nào cảm giác không ra, trừ phi Diệp Thần Phong bên trong thân thể đúng là liền một tơ linh khí cũng không có. Phải biết Lão Bạch cùng Lão Hắc truyền thụ cho Diệp Thần Phong, loại kia phong ấn gân mạch phương pháp, truyền thừa cùng viễn cổ thời đại, lợi dụng loại phương pháp kia phong ấn gân mạch,
trừ phi là chân chính bước vào thần tôn cảnh cường giả, mới có thể cảm giác được Diệp Thần Phong bên trong thân thể cổ quái, mà ở chàng thực lực trước nhất cũng chỉ là bán thần tôn mà thôi, cũng chính là nửa bước thần tôn. Nửa bước thần tôn cũng không làm được xưng là chân chính thần tôn cảnh. Cảnh giới này chỉ có thể nói là, thần vương cảnh đỉnh phong đến thần tôn cảnh sơ kỳ ở giữa một cái quá độ. Nửa bước thần tôn thực lực xa cao hơn nhiều thần vương cảnh đỉnh phong, rồi lại xa thấp hơn nhiều thần tôn cảnh sơ kỳ. Một cái đến từ chính Trung Châu tiểu tử đứng ra làm rối, này tại Chu gia trong mắt quả thực là tại coi rẻ bọn hắn. Ngồi ở chân long điện trên thủ vị Chu Vĩnh Vọng cùng Chu Triển Khai Đức. Bọn hắn khí thế trên người cuồn cuộn nổi lên, hôm nay là Chu Vĩnh Vọng bước vào nửa bước thần tôn chúc mừng tiệc rượu, bọn hắn thật cũng không nghĩ tại chân long điện thấy máu. Đứng ở Chu Triển Khai Đức bên cạnh Chu gia đệ nhất thiên tài Chu Thiên Đường, hắn mở miệng nói, lão tổ, một cái chỉ là Trung Châu tới tiểu tử mà thôi. Như nào đây có thể làm phiền các ngươi động thủ, để hắn chết tại chân long điện, hắn căn bản không xứng, liền để cho ta tới đưa hắn mang đi ra ngoài giải quyết đi. Chu Hồng Cảnh cũng nói, không nghĩ tới ta đối Trình gia như thế khoan dung, Trình gia lại một lần ngang ngược không biết lý lẽ, hôm nay là ta lão tổ chúc mừng tiệc rượu, không cho phép bất luận người nào phá hoại. Chu Thiên Đường cùng Chu Hồng Cảnh đồng thời hướng về Diệp Thần Phong đi tới, Chu Triển Khai Đức cùng Chu Vĩnh Vọng đều không có ngăn trở, bọn hắn khi biết Diệp Thần Phong chỉ là từ đó châu tới, trong lòng bọn họ còn có cái gì không yên lòng. Huống hồ bọn hắn từ trên người Diệp Thần Phong không cảm giác được bất kỳ một tia linh khí. Trình Viễn Mộc, Trình Diệp Giao cùng lão quản gia cũng không nghĩ đến Diệp Thần Phong lại đột nhiên nói ra lời nói này. Nhưng bọn họ dù sao cũng không thể rời bỏ Chu gia rồi. Tất cả cũng không sao cả, Trình Viễn Mộc liếc mắt nhìn Diệp Thần Phong, nói tiểu huynh đệ, trên đường hoàng tuyển chúng ta đồng thời làm cái bạn, người đối với Trình gia phần tình nghĩa này, lão phu khắc trong tâm khảm. Trình Diệp Giao xem trong tay cầm chén rượu, nhưng vẫn là mặt không đổi sắc Diệp Thần Phong, người cắn môi một cái, đôi mắt đẹp nhìn xem đi tới Chu Hồng Cảnh. Nói, người không buông tha chúng ta không sao cả, nhưng hắn chỉ là từ đó châu tới. Chỉ là ta cùng lão tổ trong lúc vô tình gặp phải một người, hắn cả người liền một tơ linh khí cũng không có. Ngươi thả hắn rời đi đi, chỉ cần ngươi thả hắn rời đi, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Nghe được Trình Diệp Giao vì Diệp Thần Phong cầu xin tha thứ, Chu Hồng Cảnh trong con ngươi lạnh lẽo nồng nặc lên, Chu gia ngoại trừ có hai tên nửa bước thần tôn lão tổ, còn có ba tên thần vương cảnh sơ kỳ cường giả. Này ba tên thần vương cảnh sơ kỳ cường giả, ngăn ở Trình Viễn Mộc. Lão quản gia cùng Trình Diệp Giao trước mặt. Nếu Chu Thiên Đường cùng Chu Hồng Cảnh phải giải quyết Diệp Thần Phong, bọn hắn cũng không tốt động thủ rồi. Chu Hồng Cảnh căn bản không có để ý tới Trình Diệp Giao lời nói, hắn vẫn chưa đi gần Diệp Thần Phong, hắn bên trong thân thể địa thần cảnh 7 tầng trung kỳ thật khí thế, như hồng thủy bình thường hướng về Diệp Thần Phong đánh tới rồi. Chu Thiên Đường thân là Chu gia đệ nhất thiên tài, hắn là không cho phép có bất luận kẻ nào coi rẻ Chu gia. Huống hồ vẫn là một cái Trung Châu tiểu tử, trong cơ thể hắn thiên thần cảnh một tầng trung kỳ thật khí thế, đồng dạng là va chạm hướng về phía Diệp Thần Phong. Oanh, oanh, hai luồng khí thế áp bức tại Diệp Thần Phong trên người. Bây giờ Diệp Thần Phong phong ấn ngân mạch, bên trong thân thể không có khí thế cùng một tơ linh khí, chỉ có nhục thân cường độ mà thôi. Nhưng Chu Thiên Đường cùng Chu Hồng Cảnh chỉ là khí thế áp bức, cũng không phải thật sự là công kích. Đối với nắm giữ thần tôn cảnh trung kỳ nhục thân Diệp Thần Phong, hắn vẫn có thể đỡ được, nhưng hắn nắm chén rượu thủ trưởng lại nắm chặt rồi. Hắn quát lên, xem ra này Linh Phong Thành không có một cái nguyện ý nói thật người. Rõ ràng là các ngươi Chu gia hùng hổ dọa người, quay đầu lại còn muốn bị cắn ngược lại một cái. Tại sao các ngươi chính là không muốn giảng đạo lý đâu này? Tại sao các ngươi chính là muốn buộc ta đâu này? Cho là có nửa bước thần tôn. Các ngươi Chu gia là có thể muốn làm gì thì làm. Các ngươi đã không muốn giảng đạo lý, như vậy ta chỉ có thể dùng được một loại phương thức khác để cho các ngươi rõ ràng cái gì gọi là đạo lý. Diệp Thần Phong thanh âm tại chân long điện bên trong vang vọng ra. Chu Thiên Đường cùng Chu Hồng Cảnh nguyên bản cho là mình thật khí thế áp bức, chỉ ít có thể để cho Diệp Thần Phong trực tiếp thổ huyết bị thương, thậm chí là trực tiếp tử vong, dù sao Diệp Thần Phong là một cái liền một tơ linh khí cũng không có người. Nhưng hôm nay Diệp Thần Phong lại đem khí thế của bọn họ đỡ xuống, hơn nữa còn thả ra lời nói này, để hai người bọn họ chân mày cau lại.
Tuy rằng Diệp Thần Phong trên người có quái lạ, nhưng Diệp Thần Phong bằng chừng ấy tuổi, cho dù hắn giấu giếm thực lực, hắn lại sẽ cường đi nơi nào. Hai người bọn họ chỉ là dưới chân bước chân vi vi dừng lại. Trong gân mạch phong ấn là Diệp Thần Phong chính mình bày, hắn đương nhiên có thể nhẹ nhõm mở ra, xem đến cuối cùng hay là muốn tiến vào ma hóa trạng thái AH. Diệp Thần Phong trực tiếp mở ra trong gân mạch phong ấn. Linh khí dòng sông lần thứ hai chậm rãi khi hắn trong gân mạch bắt đầu chảy xuôi. Ngồi ở chủ vị Chu Vĩnh Vọng cùng Chu Triển Khai Đức cảm giác đầu tiên đã đến Diệp Thần Phong biến hóa trong cơ thể, hai người bọn họ biến sắc mặt, nhất thời từ trên thủ vị hướng về Diệp Thần Phong lướt tới, đồng thời hai người bọn họ trong miệng cũng dồn dập quát âm. Hồng Cảnh, trở về. Thiên Lộ, trở về. Chương 2356, một phát không thể thu thập ma hóa. Mặt đối với mình lão tổ quát âm. Chu Hồng Cảnh hòa Chu Thiên Đường có phần không biết nguyên do, bọn hắn nhưng cảm giác không ra Diệp Thần Phong trong gân mạch biến hóa, đợi đến bọn hắn muốn nghe theo chính mình lão tổ lời nói, hướng phía sau chợt lui thời điểm, hết thảy đều đã chậm. Phong ấn gân mạch được cởi ra Diệp Thần Phong, hắn trong nháy mắt thôi thúc lên linh khí dòng sông. Oanh, một tiếng. Nhất cổ thần vương cảnh sơ kỳ thật khí thế, từ Diệp Thần Phong bên trong thân thể bộc phát ra. Trước hắn đem nồng nặc tử khí cùng khí tức sát phạt tụ tập đến bên trong đan điền, lợi dùng thần niệm tạm thời phong vững chắc lên. Dùng thần niệm phong vững chắc nồng nặc tử khí cùng khí tức sát phạt, nhiều lắm là không cho tử khí cùng khí tức sát phạt, tại Diệp Thần Phong trong cơ thể mọc rễ, tạm thời không cho tử khí cùng khí tức sát phạt ảnh hưởng đến hắn. Nhưng nếu như Diệp Thần Phong một lần nữa vận chuyển linh khí, thần niệm phong vững chắc e sợ không tốn thời gian dài hội tán loạn. Nồng nặc tử khí cùng khí tức sát phạt hội lần thứ hai nổ tung, đem hắn đưa vào ma hóa trong trạng thái. Giờ khắc này, Diệp Thần Phong đan điền thần niệm phong vững chắc trở nên lảo đảo lên, nồng nặc tử khí cùng khí tức sát phạt tại phong vững chắc bên trong vô hạn bành trướng. Nếu lựa chọn mở ra gân mạch phong ấn, như vậy Diệp Thần Phong liền không lo được nhiều như vậy. Bên trong thân thể có thể một lần nữa thôi thúc linh khí, sau đó Diệp Thần Phong thân ảnh trong nháy mắt áp sát Chu Hồng Cảnh hòa Chu Thiên Đường. Hai người bọn họ chỉ là địa thần cảnh cùng thiên thần cảnh mà thôi, đối mặt Diệp Thần Phong tốc độ, bọn hắn không có bất kỳ cơ hội phản ứng. Bọn hắn chỉ cảm thấy trên cổ đau xót, Diệp Thần Phong tay trái giữ ở Chu Hồng Cảnh cổ, tay phải giữ ở Chu Thiên Đường cổ, đem hai người kia trực tiếp nâng lên. Thần vương cảnh sơ kỳ thật khí thế áp bức tại Chu Thiên Đường cùng Chu Hồng Cảnh trên người, hai người bọn họ chỉ cảm thấy thân thể không cách nào nhúc nhích, sắc mặt là càng ngày càng đỏ lên, trên mặt bọn họ cười gần đã sớm hóa thành sợ hãi, cặp mắt không dám tin tưởng nhìn trước mắt Diệp Thần Phong, cái này nhìn như trẻ tuổi như vậy ra hỏa, làm sao có khả năng đã là thần vương cảnh sơ kỳ cường giả. Ở trong mắt bọn họ Diệp Thần Phong nhiều lắm cũng chỉ có mấy trăm tuổi mà thôi. Chuyện này quả thật là để cho bọn họ chố mắt ngoác mồm. Đồng dạng trợn mắt hốc mồm còn có Trình Viễn Mộc, Trình Diệc Giao cùng lão quản gia, trong đó Trình Viễn Mộc cùng Trình Diệc Giao là biết Diệp Thần Phong số tuổi thật sự, lúc trước Chu Chí Trạch nhưng là tra xét qua Diệp Thần Phong cốt linh. Cho nên, Trình Viễn Mộc cùng Trình Diệc Giao tại cảm giác được Diệp Thần Phong là thần vương cảnh sơ kỳ cường giả, sau đó hai người bọn họ trong lòng là phiên giang đảo hải, một cái 30 tuổi thần vương cảnh sơ kỳ cường giả. Tại hai người bọn họ trong mắt thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Trình Viễn Mộc cùng Trình Diệc Giao con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong. Lúc trước Diệp Thần Phong trực tiếp từ bầu trời bên trong rơi xuống bọn hắn linh trên thuyền, bọn hắn có thể kết luận Diệp Thần Phong phải là đến từ chính Trung Châu, lúc nào Trung Châu dĩ nhiên sinh ra yêu nghiệt như thế cấp bậc thiên tài. 30 tuổi, thần vương cảnh sơ kỳ. Cho dù tại toàn bộ viễn cổ giới, lại có cái nào thiên tài trẻ tuổi có thể cùng Diệp Thần Phong tương để tịnh luận. Ở đây còn lại tân khách cũng trong nháy mắt trợn to hai mắt, bọn hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong dĩ nhiên là thần vương cảnh sơ kỳ cường giả. Hơn nữa vừa vặn bọn hắn lại một điểm đều không có phát giác ra, nhân vật bực này hội là tới từ ở Trung Châu đấy sao? Quả thực là lời nói vô căn cứ AH, Trung Châu làm sao có khả năng sinh ra yêu nghiệt như thế đến khiến người ta không lời nào để nói thiên tài. Dương Dương đắc ý Trình Nam Giang cùng Trình Sáng Trưng mấy người cũng toàn bộ sững sờ rồi, Chu Vĩnh Vọng cùng Chu Triển Khai Đức vẫn là đã chậm một bước, hai người bọn họ đứng ở khoảng cách Diệp Thần Phong 2 mét địa phương xa,
nhìn xem chính mình dòng chính hậu bối được Diệp Thần Phong trói lại yết hầu, nâng lên, hai người bọn họ sắc mặt tự nhiên là sẽ không đẹp đẽ đi nơi nào. Chu Thiên Đường chính là Chu gia đệ nhất thiên tài, lấy tư cách Chu triển khai đức thương yêu nhất một cái vãn bối. Nguyên bản chuyện của Trình gia tình cùng Chu triển khai đức không có một chút nào quan hệ, bây giờ sự tình lại một cách không ngờ phát sinh đến trình độ này, hắn lạnh lùng nói tiểu hữu. Có chuyện có thể hảo hảo nói, ta khuyên ngươi vẫn là bình tĩnh một chút cho thỏa đáng, tuy nói ngươi có thần vương cảnh sơ kỳ thực lực, nhưng Chu gia chả không phải là không thể đủ ngang ngược địa phương. Chỉ cần ngươi buông ta xuống Chu gia hai cái vãn bối, ngươi có thể bất cứ lúc nào rời đi, Trình gia là chúng ta Chu gia phụ thuộc gia tộc, đây là chúng ta Chu gia chuyện của chính mình, tiểu hữu ngươi nhúng tay vào e sợ không ổn đâu. Khi biết Diệp Thần Phong chính là thần vương cảnh sơ kỳ thực lực sau, Chu triển khai đức giọng dịu trở nên hiền lành không ít, hắn hiện tại cũng không tin Diệp Thần Phong là Trung Châu tới rồi. Hôm nay Chu gia xem như là mặt mũi ném đi được rồi, nếu như không thể xử trí Trình Viễn Mộc, như vậy bọn hắn Chu gia ngày mai lập tức sẽ trở thành toàn bộ Linh Phong thành trò cười. Đây là Chu triển khai đức duy nhất có thể lui bước được rồi, để Diệp Thần Phong an toàn rời đi. Nhưng Trình Viễn Mộc cùng Trình Diệp Giao bọn hắn nhất định muốn lưu lại. Chu Vĩnh Vọng cả khuôn mặt kéo rất dài, hôm nay vốn là hắn hài lòng tháng ngày, dưới cái nhìn của hắn xử lý Trình Viễn Mộc mấy người cũng là việc rất nhỏ, ai biết lại đột nhiên bốc lên Diệp Thần Phong biến số này, bây giờ Chu Thiên Đường cùng Chu Hồng Cảnh toàn bộ chớ bị Diệp Thần Phong trói lại cái cổ, hắn cũng chỉ có thể đủ nói ra, tiểu hữu. Lẽ nào ngươi muốn lưỡng bại câu thương sao? Cùng Trình Viễn Mộc bọn hắn chết, này đáng giá không, ngươi có thể có tốt đẹp tiền đồ. Trình Viễn Mộc, Trình Diệp Giao cùng lão quản gia nghe được Chu triển khai đức cùng Chu Vĩnh Vọng lời nói sau, trong lòng bọn họ cũng suy nghĩ ngàn vạn, tuy nói Diệp Thần Phong là thần vương cảnh sơ kỳ thực lực, thế nhưng Chu gia có 3 tên thần vương cảnh sơ kỳ cùng 2 tên nửa bước thần tôn, bọn hắn lần này thật sự không thể tiếp tục liên lụy Diệp Thần Phong rồi. Trình Viễn Mộc nói, tiểu huynh đệ, ngươi làm đủ hơn nhiều, chính ngươi rời đi đi. Ta Trình Viễn Mộc sẽ nhớ kỹ phần ân tình này. Trình Diệp Giao cũng nói, Thần Phong, ngươi đi nhanh đi. Lấy thiên phú của ngươi, tương lai ngươi tại trên con đường tu luyện đường còn rất xa. Tại Trình Viễn Mộc cùng Trình Diệp Giao cũng mở miệng khuyên bảo sau. Chu triển khai đức cùng Chu Vĩnh Vọng cho rằng Diệp Thần Phong hẳn là muốn nghe từ ý kiến của bọn họ rồi. Dù sao một cái thần vương cảnh sơ kỳ, nếu như cùng bọn họ liều lời nói, cuối cùng cũng chỉ có là chết ở chỗ này, bọn hắn không tin Diệp Thần Phong hội không có chút nào quan tâm tính mạng của mình. Nhưng mà, theo linh khí vận chuyển, bên trong đan điền vô hạn bành trướng nồng nặc tử khí cùng sát lục khí chết, rốt cục lần thứ hai nổ tung, phong vững chắc thần niệm cũng trong nháy mắt tán loạn. Nồng nặc tử khí cùng khí tức sát phạt nhất thời hướng về Diệp Thần Phong toàn thân tràn ngập mà đi. Bởi vì bị phong vững chắc một quãng thời gian, nồng nặc tử khí cùng khí tức sát phạt trở nên càng thêm mãnh liệt rồi. Diệp Thần Phong con ngươi trong nháy mắt nhiễm lên một tầng yêu dị huyết hồng sắc. Căn bản không có bất kỳ bước đệm, lúc này Diệp Thần Phong ý thức lập tức bị thôn phệ, hắn trực tiếp tiến vào ma hóa trạng thái. Có thể nói lần này ma hóa so với lần trước càng thêm mãnh liệt, có thể nói là vừa ra là không thể ngăn cản rồi. Khi tiến vào ma hóa sau, trong lòng duy có một cái giết chữ. Tại Chu Thiên Đường cùng Chu Hồng Cảnh ánh mắt hoảng sợ dưới, Diệp Thần Phong trói lại hai người bọn họ thủ trưởng dùng sức sờ một cái. Tiên huyết bắn mạnh, hai người bọn họ cổ trực tiếp được vê thành một vũng máu sương mù, hai người bọn họ đầu lăn đã rơi vào trên mặt đất. Chương 2357, tiên khí thiên tỏa không gian. Chân Long Điện bên trong. Không khí phảng phất dừng lại. Thời gian phảng phất định dạng hoàn chỉnh. Chẳng ai nghĩ tới Diệp Thần Phong hội không chút do dự giết Chu Thiên Đường cùng Chu Hồng Cảnh. Tại còn lại người xem ra, Diệp Thần Phong chọn rời đi, đây mới là chính xác nhất, hắn chỉ là thần vương cảnh sơ kỳ mà thôi. Chu gia chống chân thần vương cảnh sơ kỳ cường giả liền có 3 người. Vừa vặn còn tại khuyên Diệp Thần Phong rời đi Trình Viễn Mộc cùng Trình Diệp Giao, bọn hắn nhìn trên mặt đất Chu Thiên Đường cùng Chu Hồng Cảnh đầu lâu, bọn hắn ánh mắt vi vi nhất định, không dám tin vẻ mặt bò đầy khuôn mặt của bọn họ. Diệp Thần Phong thanh Chu Thiên Đường cùng Chu Hồng Cảnh giết quá thẳng thắn dứt khoát đi nha. Chu triển khai đức cùng Chu Vĩnh Vọng nhìn thấy của mình dòng chính hậu bối cứ thế mà chết đi,
Bọn hắn tại Vivi sửng sốt một chút, sau đó trong con ngươi nhất thời giấy lên vô tận lửa giận, nửa bước thần tôn thật khí thế đột nhiên bạo phát, bọn hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong dĩ nhiên thật sự dám giết Chu Thiên Đường cùng Chu Hồng Cảnh. Con ngươi hoàn toàn biến thành màu máu đỏ Diệp Thần Phong, trong đầu hắn ý thức cơ hồ bị cắn nuốt, bên trong thân thể mãnh liệt tử khí cùng khí tức sát phạt, cuồn cuộn không đoạn tràn ngập toàn thân hắn. Nguyên bản ngăn cản Trình Viễn Mộc cùng Trình Diệt Giao bọn hắn ba vị Chu gia thần vương cảnh sơ kỳ cường giả, bọn hắn lúc này cũng không lo được Trình Viễn Mộc đám người, Chu Thiên Đường cùng Chu Hồng Cảnh bị giết, bọn hắn có thể tưởng tượng đến lúc này Chu Triển Khai Đức cùng Chu Vĩnh Vọng có cỡ nào phẫn nộ rồi, ba người bọn họ bên trong thân thể thật khí thế cũng nhanh chóng tăng lên. Diệp Thần Phong yêu dị huyết hồng sắc con ngươi, nhìn hướng Chu Triển Khai Đức cùng Chu Vĩnh Vọng, cái kia ba tên thần vương cảnh sơ kỳ Chu gia cường giả. Bọn hắn bóng người trước tiên hướng về Diệp Thần Phong lướt tới, Diệp Thần Phong thực lực cũng chỉ là thần vương cảnh sơ kỳ mà thôi, lẽ nào ba người bọn hắn chả không bắt được một cái thần vương cảnh sơ kỳ Diệp Thần Phong sao? Chu Triển Khai Đức cùng Chu Vĩnh Vọng tốt xấu cũng là nửa bước thần tôn cường giả, nguyên bản hôm nay Chu gia việc vui biến thành tang sự. Nhìn thấy ba tên thần vương cảnh sơ kỳ Chu gia cường giả động thủ, Chu Triển Khai Đức phẫn nộ quát, lưu hắn lại một cái mạng. Không thể để hắn chết thống khoái như vậy. Cái kia ba tên nhằm phía Diệp Thần Phong thần vương cảnh sơ kỳ cường giả, bọn hắn tự nhiên là biết được điểm này. Người chưa tới, khí thế của bọn họ đã hướng về Diệp Thần Phong ép tới rồi. Lúc này Diệp Thần Phong nhìn qua tuy rằng làm quỷ dị. Nhưng hắn dù sao chỉ là thần vương cảnh sơ kỳ thực lực mà thôi, tại còn lại người xem ra, đối mặt ba vị Chu gia thần vương cảnh sơ kỳ cường giả vây công. Diệp Thần Phong nhất định là yếu được bắt lại rồi. Trình Viễn Mộc, Trình Diệt Giao cùng lão quản gia ba người này, bọn hắn bây giờ là không giúp được gì. Trình Viễn Mộc tuy nói cũng có thần vương cảnh sơ kỳ thực lực, nhưng trước hắn được Chu Vĩnh Vọng thật khí thế cho chấn thương rồi. Mắt thấy ba vị Chu gia thần vương cảnh sơ kỳ cường giả khoảng cách Diệp Thần Phong càng ngày càng gần, Trình Viễn Mộc thấp giọng nói, không nghĩ tới Diệp tiểu huynh đệ là thần vương cảnh sơ kỳ cường giả. Lấy hắn bực này tuổi, hắn đem đến hay là trèo lên đỉnh viễn cổ giới cũng không nhất định, là chúng ta hại hắn a hát. Trình Diệt Giao trong con ngươi mang theo một loại nào đó ôn nhu, người kiên định nói ra, lão tổ, chỉ là thần phong vừa chết. Ta cũng lập tức tự mình kết thúc. Tại Trình Diệt Giao tiếng nói hạ xuống xong. Chu gia ba tên thần vương cảnh sơ kỳ cường giả hoàn toàn dựa vào gần Diệp Thần Phong rồi. Mà ý thức đã bị thôn phệ Diệp Thần Phong. Hắn trong gân mạch linh khí dòng sông điên cuồng thúc chuyển động. Màu đen tử khí cùng khí tức sát phạt, từ trong thân thể hắn tràn ngập ra. Trên người vòng quanh nồng nặc hắc sắc tử khí Diệp Thần Phong, tại tử khí từ bên trong thân thể của hắn phun. Phát ra trong nháy mắt, thân ảnh của hắn lập tức biến mất ở ba tên Chu gia thần vương cảnh sơ kỳ cường giả trong tầm mắt. Một giây sau, Diệp Thần Phong thân ảnh đã xuất hiện tại Chu gia ba tên thần vương cảnh sơ kỳ cường giả sau lưng. Đọc truyện với. Đối mặt Diệp Thần Phong tốc độ, cái kia ba tên Chu gia thần vương cảnh sơ kỳ cường giả, căn bản liền một tia phản ứng cũng không làm được. Chỉ thấy này ba tên Chu gia thần vương cảnh sơ kỳ cường giả, trên cổ của bọn họ toàn bộ xuất hiện một cái cỡ ngón tay lỗ máu. Bọn hắn mắt mở thật to, ấm áp máu tươi từ lỗ máu bên trong liên tục chảy ra đến. Thân thể đã cứng ngắc lại. Bên trong thân thể sinh cơ cũng không còn sót lại chút gì rồi. Chỉ là trong nháy mắt, ba tên thần vương cảnh sơ kỳ cường giả trực tiếp được Diệp Thần Phong cho miểu sát. Tình cảnh này lần nữa lật đổ tất cả mọi người nhận thức, sức chiến đấu cỡ này không khỏi cũng quá mức gia súc đi nha. Trình Viễn Mộc, Trình Diệt Giao cùng lão quản gia bọn hắn nín thở, bọn hắn vốn là chuẩn bị yếu tự mình kết thúc. Chu Triển Khai Đức cùng Chu Vĩnh Vọng sắc mặt khó xem tới cực điểm, dưới cái nhìn của hắn ba tên thần vương cảnh sơ kỳ, muốn bắt được Diệp Thần Phong một người, đây tuyệt đối là không có vấn đề, nhưng quay đầu lại bọn hắn Chu ra ba tên thần vương cảnh sơ kỳ được trong nháy mắt miểu sát. Này Diệp Thần Phong rốt cuộc là ai? Chu ra Chu Thiên Đường cùng Chu Hồng Cảnh đã bị chết, bây giờ Chu ra ba tên thần vương cảnh sơ kỳ cường giả cũng toàn bộ chết rồi, tại Chu ra thần vương cảnh cường giả chỉ có ba người. Chuyện này đối với Chu gia tới nói không thể nghi ngờ là một cái đả kích. Chu Triển Khai Đức cùng Chu Vĩnh Vọng trong lòng kinh ngạc Diệp Thần Phong sức chiến đấu đồng thời. Hai người bọn họ thân ảnh hoàn toàn áp sát Diệp Thần Phong, lửa giận trong lòng thiêu đốt đã đến cực hạn.
bởi tại chân long điện bên trong. Ở đây lại giống như này nhiều tân khách ở đây, Chu Triển Khai Đức cùng Chu Vĩnh Vọng cũng không cách nào thi triển mạnh mẽ bí pháp cùng chiến kỹ, bằng không hội lan đến gần những người còn lại. Bọn hắn chỉ là đồng thời hướng về Diệp Thần Phong vỗ ra một trường. Nhưng nửa bước thần tôn toàn lực một trường cũng tuyệt đối là không thể khinh thường. Không khí chung quanh lập tức bị chấn động mở ra, không gian không ngừng bắt đầu vặn vẹo. Con người nhiễm lên yêu dị màu máu đỏ Diệp Thần Phong, hắn giờ khắc này trong đầu duy có một cái giết chữ, hắn không chút do dự đón nhận Chu Triển Khai Đức cùng Chu Vĩnh Vọng thủ trưởng, hắn đồng dạng là tướng khí thế tiêu thăng đến cao nhất, bên trong thân thể tử khí cũng nhanh chóng khuếch tán mà ra, thậm chí ngâm vào Chu Vĩnh Vọng cùng Chu Triển Khai Đức trong cơ thể. Bởi vì bị tử khí đột nhiên xuyên vào, Chu Triển Khai Đức cùng Chu Vĩnh Vọng linh khí dừng lại. Bọn hắn một trưởng này lực công kích trong nháy mắt giảm xuống một ít. Hai tiếng. Diệp Thần Phong lui về phía sau hai bước. Chu Triển Khai Đức cùng Chu Vĩnh Vọng cũng lui về phía sau hai bước. Tại tử khí trợ giúp xuống, ma hóa Diệp Thần Phong cùng Chu Triển Khai Đức, Chu Vĩnh Vọng không phân cao thấp. Lui về phía sau hai bước Chu Triển Khai Đức cùng Chu Vĩnh Vọng, bọn hắn lông mày chăm chú nhíu lại, bọn hắn khiếp sợ trong lòng vô hạn mở rộng. Diệp Thần Phong trên người tử khí thật là quỷ dị. Nếu như liền ở chân long điện chiến đấu tiếp, e sợ cuối cùng toàn bộ chân long điện đều phải phá hủy. Chu Triển Khai Đức cùng Chu Vĩnh Vọng liếc nhau một cái, sau đó chỉ thấy Chu Triển Khai Đức lấy ra một bàn tay lớn nhỏ vòng tròn, hắn đem vòng tròn cho ném về giữa không trung, đồng thời, hắn và Chu Vĩnh Vọng đồng thời đem linh khí truyền vào vòng tròn bên trong, toàn bộ vòng tròn tại giữa không trung nhanh chóng mở rộng. Từ mở rộng vòng tròn bên trong tỏa ra một loại kỳ lạ sóng năng lượng. Ở đây có thức hàng tân khách lập tức nói ra, Chu gia tiên khí thiên tỏa không gian. Một cái thần vương cảnh sơ kỳ người, để Chu gia hai tên nửa bước thần tôn liền tiên khí cũng lấy ra. Bất quá, thiên tỏa không gian vừa ra, này thần vương cảnh sơ kỳ tiểu tử, hắn tuyệt đối không có sống sót khả năng rời đi nơi này rồi. Chương 2358, tử khí mọc rễ. Giữa không trung, không ngừng mở rộng vòng tròn bên trên, tản ra bảy màu hào quang lóa mắt. Toàn bộ vòng tròn tại giữa không trung xoay tròn. Từ vòng tròn bên trong bạo phát ra nhất cổ nhằm vào Diệp Thần Phong cực hạn sức hút. Tiến vào ma hóa trạng thái Diệp Thần Phong, hắn đồng dạng là không cách nào chống cự cỗ lực hút này, cả người hắn trong nháy mắt được hấp. Vào vòng tròn bên trong, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Tại Diệp Thần Phong được hấp. Vào thiên tỏa không gian sau đó Chu Triển Khai Đức cùng Chu Vĩnh Vọng thân thể nhảy một cái, hai người bọn họ cũng lập tức tiến vào thiên tỏa bên trong không gian. Từ vòng tròn bên trong bạo phát ra nhất cổ cực hạn chấn áp lực, này cổ áp lực này tràn ngập ở chân long điện mỗi một tấc không gian. Thân ở chân long điện người, bọn hắn tại chịu đựng đến này cổ chấn áp sau đó thân thể của bọn họ lập tức không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể không nhúc nhích đứng tại chỗ. Đây là thiên tỏa không gian tầng thứ nhất khóa, khóa lại không gian bên ngoài tất cả mọi người năng lực hoạt động. Chân long điện bên trong chỗ không có cách nào nhúc nhích người, có rất nhiều đều chả chưa có lấy lại tinh thần đến, thật sự là vừa vặn tất cả phát sinh quá đột nhiên, Diệp Thần Phong có thể trong nháy mắt miểu sát ba tên thần vương cảnh sơ kỳ cường giả. Đây đã là đầy đủ bất khả tư nghị rồi, không nghĩ tới hắn đối mặt hai tên nửa bước thần tôn, cuối cùng lại vẫn có thể duy trì không rơi xuống hạ phong. Trình Nam Giang, Trình Sáng Trưng, Trình Sáng Dực cùng Trình Thông Lạnh bọn hắn âm thầm nuốt nước miếng, trong mắt bọn họ một cái rác rưởi tiểu tử, thậm chí có như thế lực chiến đấu mạnh mẽ. Hồi tưởng lại vừa nãy Diệp Thần Phong thẳng thắn dứt khoát giết người, mấy người bọn hắn hiện tại vẫn là một trận hoảng sợ, nhưng bọn họ vẫn là không hối hận lui ra Trình ra. Thiên tỏa không gian uy danh bọn họ là nghe nói qua, bây giờ Chu Triển Khai Đức cùng Chu Vĩnh Vọng hai tên nửa bước thần tôn. Đồng thời mở ra tiên khí thiên tỏa không gian, chẳng lẽ còn không cách nào hạn chế một cái thần vương cảnh sơ kỳ người sao? Trình Nam Giang nhìn xem Trình Viễn Mộc, hắn nói, nguyên bản các ngươi hay là còn có thể sống một mạng, hiện tại toàn bộ được tiểu tử kia làm hỏng rồi, các ngươi nên sẽ không cho là tiểu tử kia còn có thể chiến thắng hai vị mở ra tiên khí nửa bước thần tôn chứ? Các ngươi bớt ở chỗ này làm mộng ban ngày rồi, thắng bại chẳng mấy chốc sẽ thấy rõ ràng. Trình Viễn Mộc cùng Trình Diệc Giao bọn hắn đối Trình Nam Giang đám người hoàn toàn là tuyệt vọng, bọn hắn đã không để ý Trình Nam Giang đám người, càng thêm sẽ không để ý đối phương nói rồi.
Ánh mắt của bọn họ không nháy một cái nhìn chằm chằm giữa không trung vòng tròn, trong lòng bọn họ lo lắng chỉ có Diệp Thần Phong. Tuy rằng bọn hắn cũng không cho là Diệp Thần Phong có thể chiến thắng hai tên nửa bước thần tôn, nhưng trước đó Diệp Thần Phong liên tục nằm ngoài dự tính của bọn họ, kế tiếp đến cùng còn có thể hay không lần nữa để cho bọn họ trố mắt ngoác mồm. Trình Diệc Giao đột nhiên nhớ tới đến Chu gia trước đó. Diệp Thần Phong chỗ nói với nàng qua một câu nói. Có lẽ sẽ có kỳ tích đây. Hiện tại Trình Diệc Giao cuối cùng đã rõ ràng câu nói kia ý tứ rồi, cái kia cũng không phải Diệp Thần Phong đang an ủi người, mà là Diệp Thần Phong muốn dùng thực lực của mình sáng tạo ra một cái kỳ tích, nhưng Diệp Thần Phong thật sự có thể sáng tạo ra một cái kỳ tích tới sao? Một mảnh mờ mịt không gian bên trong. Nơi này chính là vòng tròn bên trong hình thành thiên tỏa không gian, đây là một mảnh độc lập tồn tại không gian. Được hấp vào nơi này Diệp Thần Phong, hắn con người như trước huyết hồng, hắn chung quanh đang tìm kiếm yếu mục tiêu công kích. Chu Triển Khai Đức cùng Chu Vĩnh Vọng đột nhiên xuất hiện tại khoảng cách Diệp Thần Phong chừng 20 thước địa phương xa. Diệp Thần Phong đang nhìn đến này thân ảnh của hai người sau, bên trong thân thể của hắn lập tức dâng lên vô cùng vô tận sát khí, khi hắn muốn hướng về Chu Triển Khai Đức cùng Chu Vĩnh Vọng xông tới thời điểm. Chu Triển Khai Đức cùng Chu Vĩnh Vọng một mặt cười gằn dáng dấp. Trong đó Chu Triển Khai Đức cánh tay vung lên, nói, đi tới thiên tỏa không gian, người vẫn có thể lật lên cái gì bọt nước đến. Vượt á, vượt á, vượt á, xiềng xích tiếng ma sát, đột nhiên vang vọng ở toàn bộ mờ mịt không gian bên trong. Chỉ thấy từ mờ mịt không gian bốn phương tám hướng, lao ra khỏi từng cây cực thô màu đen xiềng xích, những này xiềng xích toàn bộ hướng về Diệp Thần Phong quấn tránh đi. Hai cái xiềng xích lượn quanh ở cánh tay của hắn, hai cái xiềng xích lượn quanh ở hai chân của hắn, còn có một cái xiềng xích lượn quanh ở hông của hắn, cả người hắn trong nháy mắt được này nhô ra màu đen xiềng xích cho hạn chế trụ rồi. Nằm ở ma hóa bên trong Diệp Thần Phong, hắn liều mạng khởi động trong gân mạch linh khí dòng sông, nồng nặc tử khí lượn lờ ở trên người hắn. Nhưng hắn kích phát đi ra linh khí, toàn bộ bị trói chặt hắn màu đen xiềng xích cho hấp thu. Hắn căn bản không dùng dư thừa linh khí dùng để tránh thoát trói chặt của mình màu đen xiềng xích. Không có ý thức, chỉ có sát niệm Diệp Thần Phong, hắn chỉ biết dùng man lực đi kiếm thoát, cũng mặc kệ hắn tăng lên khởi nhiều ít linh khí, cuối cùng toàn bộ sẽ bị màu đen xiềng xích hấp thu. Thật giống một cục đá đầu nhập vào trong biển rộng, căn bản là nhấc không lên bất kỳ gợn sóng. Chu Triển Khai Đức cùng Chu Vĩnh Vọng nhìn thấy Diệp Thần Phong liên tục giãy giụa dáng dấp. Hai người bọn họ khóe miệng cười gần là càng thêm thịnh vượng, trong đó Chu Vĩnh Vọng nói tiểu tử này tuyệt có đúng hay không sức lực. Hắn hiện tại thật giống căn bản không có ý thức, hơn nữa từ trong cơ thể hắn làm sao sẽ bốc lên loại kia cổ quái tử khí. Liền ngay cả chúng ta vừa vặn cũng thiếu chút nữa gặp nói. Chu Triển Khai Đức vẻ mặt có chút dữ tợn, mặc kệ hắn có gì đó cổ quái, tại chúng ta mở ra thiên tỏa bên trong không gian, hắn chỉ có được chúng ta chậm rãi dằn vặt đến chết phần rồi. Chúng ta tuyệt đối không thể để hắn chết quá ung dung rồi. Trong khi nói chuyện, Chu Triển Khai Đức trên người nửa bước thần tôn thật khí thế hiện lên, thân ảnh của hắn xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước mặt. Bàn tay của hắn trực tiếp đánh vào Diệp Thần Phong bả vai trái cốt thượng. Răng rác, răng rác, răng rác. Được màu đen xiềng xích lượn quanh ở Diệp Thần Phong, hắn bây giờ căn bản không có phản kháng chỗ trống, vai trái của hắn bàng cốt được Chu Triển Khai Đức cho trực tiếp vỡ vụn. Màu đen xiềng xích là không thể đủ hấp thu chết tức giận, khẽ dựa gần Diệp Thần Phong Chu Triển Khai Đức cũng cảm giác được tức giận chết xâm nhập hắn bên trong thân thể, hắn vội vàng lui ra một ít. Mà tiến vào ma hóa trạng thái Diệp Thần Phong, hắn chỉ là ý thức bị thôn phệ rồi, hắn cảm giác đau vẫn là tồn tại, trên mặt hắn tránh qua một vệt vẻ thống khổ, hai con tròng mắt màu đỏ ngòm có vẻ càng thêm yêu dị rồi. Diệp Thần Phong nhanh cắn chặt hàm răng. Hắn liều mạng không ngừng khởi động trong gân mạch linh khí dòng sông, tuy nói linh khí không ngừng được màu đen xiềng xích hấp thu, nhưng trong cơ thể hắn tử khí cùng khí tức sát phạt càng phát dâng trào lên. Thậm chí nồng nặc tử khí tại Diệp Thần Phong bên phải ngực bên trong vị trí, đang chậm rãi mọc rễ rồi. Tử khí mọc rễ, này đối với hắn mà nói tuyệt đối không là một chuyện tốt, một khi tử khí ở trong cơ thể hắn mọc rễ. Như vậy mọc rễ tử khí bên trong liền có cuồn cuộn không đoạn tử khí bổ sung đi vào. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cùng lão Hắc Giang Vận Thiên bọn hắn cũng phát hiện điểm này, trong đó lão Bạch nói, xem ra tình huống không ổn a hát.
Tử khí mọc rễ đối tên tiểu tử này tới nói có chút phiền phức rồi, hắn bây giờ trạng thái như thế này, hơn nữa còn đối mặt hai tên nửa bước thần tôn, nếu như đưa hắn tỉnh lại, khiến hắn chấm dứt vận chuyển linh khí, hắn vẫn là sẽ chết tại đây hai cái nửa bước thần tôn trong tay. Lão Hắc Giang Vận Thiên nói, tử khí đã tại mọc rễ rồi, xuất hiện đang ngăn trở cũng không kịp rồi, vẫn để cho tiểu tử này trước tiên giải quyết phiền toái trước mắt đi. Tử khí mọc rễ tuy nói không là một chuyện tốt, nhưng ít ra tiểu tử này hay là có thể thoát khỏi trước mắt cảnh khốn khó. Chương 2359, cực hạn ma hóa. Bởi vì Diệp Thần Phong trên người lượn quanh tử khí tại càng ngày càng nhiều. Chu Triển Khai Đức cùng Chu Vĩnh Vọng đồng dạng không dám dựa vào Diệp Thần Phong quá gần, hai người bọn họ chỉ có thể tiến hành khoảng cách xa công kích. Dù sao Diệp Thần Phong được thiên tỏa bên trong không gian màu đen xiềng xích hạn chế trụ hành động, căn bản vô pháp né tránh bọn hắn bất kỳ lần nào công kích. Chu Triển Khai Đức cùng Chu Vĩnh Vọng đối Diệp Thần Phong hận thấu xương, trải qua vừa vặn như vậy một trộn lẫn, Chu gia tổn thất ba tên thần vương cảnh sơ kỳ cường giả, trẻ tuổi bên trong thiên tài Chu Thiên Đường cùng Chu Hồng Cảnh cũng đã chết, đây đối với Chu gia tới nói, tuyệt đối là thương gân đau nhức cốt được rồi. Chu Triển Khai Đức cùng Chu Vĩnh Vọng cũng sẽ không để Diệp Thần Phong chết quá sảng khoái, bằng không trong lòng bọn họ phẫn nộ hướng về nơi nào phóng thích. Bên trong thân thể nửa bước thần tôn linh khí dường như sôi trào nước sôi, sắc mặt của bọn họ dữ tợn cực kỳ, ở trong mắt bọn họ bây giờ Diệp Thần Phong chỉ có thể tùy ý bọn hắn làm thịt. Cách xa Diệp Thần Phong một khoảng cách, Chu Vĩnh Vọng vai run lên, cánh tay phải hướng về Diệp Thần Phong bổ tới, linh khí tại chung quanh hắn khuếch tán ra, trong không khí nổi lên từng tầng chấn động, dường như mặt hồ sóng gợn bình thường. Một đạo linh khí hình thành lưỡi dao sắc, hướng về Diệp Thần Phong thân thể bao phủ. Một tiếng, đạo này do linh khí hình thành lưỡi dao sắc, bổ vào Diệp Thần Phong trên lồng ngực, hắn quần áo trên người trong nháy mắt vỡ tan. Trên lồng ngực của hắn cũng xuất hiện một đạo vết thương sâu tới xương, ấm áp máu tươi từ vết thương bên trong chảy xuôi mà ra. Chu Vĩnh Vọng hoàn toàn đem nắm được rồi công kích cường độ, cái kia linh khí hình thành lưỡi dao sắc chỉ có thể làm cho Diệp Thần Phong bị thương, vẫn là không cách nào đem Diệp Thần Phong cho giết chết. Nhìn thấy Diệp Thần Phong vết thương trên người bên trong không khô chảy ra huyết dịch, Chu Vĩnh Vọng khóe miệng lộ ra hài lòng lạnh lẽo nụ cười. Tại Chu Vĩnh Vọng vừa vặn công kích xong, Chu Triển Khai Đức bàn tay phải nắm thành quyền đầu, nắm đấm phải của hắn cách không hướng về Diệp Thần Phong oanh ra. Linh khí từ quả đấm của hắn bên trong phun mỏng mà ra. Một con do linh khí hình thành to lớn quyền ảnh, hướng về Diệp Thần Phong đập tới. Chu Vĩnh Vọng cùng Chu Triển Khai Đức nhưng vẫn là không có thi triển mạnh mẽ bí pháp, nếu như trực tiếp thi triển bí pháp cùng chiến kỹ. Như vậy bọn hắn sợ Diệp Thần Phong sẽ trong nháy mắt mất mạng. Đến lúc đó chẳng phải là lợi cho hắn quá rồi. To lớn quyền ảnh đánh vào Diệp Thần Phong trên người. Răng rác, răng rác, răng rác. Dày đặc tiếng xương vỡ vụn vang lên, Diệp Thần Phong trên người xuất hiện từng đạo vết thương. Cả người xương cốt cũng nứt gãy rất nhiều. Chu Vĩnh Vọng nói, Triển Khai Đức, không nên dùng lực quá mức rồi. Bằng không tiểu tử này không chịu nổi hành hạ chúng ta mấy lần. Chu Triển Khai Đức gật đầu nói, yên tâm đi. Ta sẽ nắm chắc đúng mực, chống trơn là như thế này công kích tiểu tử này, này còn xa xa chưa đủ, hiện tại ta liền khiến hắn nếm thử chúng ta Chu gia cắn gân phệ cốt trưởng. Cắn gân phệ cốt trưởng chính là Chu gia một loại độc môn bí pháp. Loại bí pháp này power giết không được người, chuyên môn là dùng để nghiêm hình bức cung cùng dằn vặt người. Phàm là chúng rồi cắn gân phệ cốt trưởng người. Toàn thân gân mạch cùng xương sẽ như cùng được trùng cắn bình thường hơn nữa cái cảm giác này hội càng ngày càng kịch liệt. Đến cuối cùng không cách nào nhịn được, bên trong lòng bàn tay rất có thể sẽ tự mình kết thúc, đã từng trúng rồi cắn gân vệ cốt trưởng người, cơ hồ là 100% hội tự sát. Chu Triển Khai Đức dứt tiếng sau. Bàn tay của hắn ở trong không khí cổ quái trở mình vọt lên, kèm theo bàn tay hắn bốc lên, ở trước mặt hắn trong không khí tạo thành một bức kỳ quái đồ án. Từ bên trong thân thể của hắn lao ra khỏi nhất cổ màu đen linh khí, hắn toàn bộ bốc lên thủ trưởng cũng bị nhiễm lên một tầng màu đen. Bàn tay của hắn đột nhiên hướng về Diệp Thần Phong đánh ra. Cắn gần phệ cốt trưởng. Oanh! Một tiếng. Chu Triển Khai Đức trước mặt quái lạ đồ án bạo liệt ra, từng cái lít nha lít nhít dường như côn trùng y hệt điểm đen, điên cuồng hướng về Diệp Thần Phong thôn phệ mà đi.
Những này rậm rạp chằng chịt điểm đen toàn bộ hướng đánh vào Diệp Thần Phong trên người, cuối cùng toàn bộ chui vào bên trong thân thể của hắn. Một trường này ở bề ngoài không có đối với hắn tạo thành bất kỳ thương thế. Được màu đen xiềng xích hoàn toàn hạn chế trụ Diệp Thần Phong. Hắn hoàn toàn không có ý thức của mình rồi, tử khí khi hắn bên phải ngực bên trong đang nhanh chóng mọc rễ. Bị vô số lít nha lít nhít điểm đen không vào thân thể bên trong Diệp Thần Phong, hắn lạnh lẽo khát máu trên mặt đột nhiên xuất hiện vẻ thống khổ. Hắn huyết trong mắt màu đỏ bên trong ánh sáng liên tục lập lòe. Gân mạch cùng xương được gặm cắn cảm giác đau, bao phủ hắn mỗi một tế bào. Được hắc sắc tử khí lượn lờ Diệp Thần Phong, không có chính mình ý thức Diệp Thần Phong, hắn chỉ biết là liều mạng thôi thúc trong gân mạch linh khí dòng sông, càng là liều mạng thôi thúc linh khí dòng sông, tử khí khi hắn bên phải ngực nội sinh căn thì càng là nhanh chóng. Nhưng tăng lên linh khí, cuối cùng vẫn là toàn bộ bị trói chặt hắn màu đen xiềng xích cho hấp thu. Ma hóa trạng thái Diệp Thần Phong, trên mặt hắn che kín vẻ dữ tợn. Chu Triển Khai Đức cùng Chu Vĩnh Vọng cảm giác Diệp Thần Phong liều mạng thôi thúc linh khí dòng sông, nhìn thấy Diệp Thần Phong cực kỳ thống khổ dáng dấp. Bọn hắn khóe miệng cười gần đương nhiên là càng ngày càng thịnh vượng. Dần dần, dần dần. Nồng nặc tử khí tại Diệp Thần Phong bên phải ngực hoàn toàn mọc rễ rồi. Tại tử khí triệt để mọc rễ sau. Mọc rễ tử khí có thể tự chủ hình thành cuồn cuộn không đoạn hoàn toàn mới tử khí rồi. Từ mọc rễ tử khí bên trong nhanh chóng đã tuôn ra hoàn toàn mới tử khí. Diệp Thần Phong bên trong thân thể tử khí là càng ngày càng nhiều, đang nhanh chóng tăng vọt. Theo tử khí tăng vọt, nồng nặc khí tức sát phạt cũng ở trong cơ thể hắn nhanh chóng bay lên. Cuồn cuộn hắc sắc tử khí, từ Diệp Thần Phong bên trong thân thể lan tràn ra. Rất nhanh, Diệp Thần Phong cả người bị bao phủ ở tử khí bên trong. Chu Triển Khai Đức cùng Chu Vĩnh Vọng căn bản không nhìn thấy Diệp Thần Phong thân ảnh rồi. Thấy cảnh này Chu Triển Khai Đức cùng Chu Vĩnh Vọng, lông mày của bọn họ lập tức nhíu lại, đột nhiên bị cuồn cuộn không đoạn nồng nặc tử khí bao vây lấy Diệp Thần Phong, tại hai người bọn họ xem ra cực kỳ quỷ dị, thậm chí bọn hắn có một loại phi thường dự cảm không tốt. Tử khí mãnh liệt tại Diệp Thần Phong trên người lăn lộn. Tại cuồn cuộn không đoạn tử khí bao phủ dưới, cái kia trói lại Diệp Thần Phong màu đen xiềng xích, dĩ nhiên cũng đang dùng một loại mắt thường tốc độ rõ rệt lão hóa. Két nhảy, két nhảy, két nhảy. Thanh âm không ngừng vang lên. Chỉ thấy trói chặt Diệp Thần Phong từng cái màu đen xiềng xích, tại cuồn cuộn không đoạn tử khí bao phủ xuống, cuối cùng dồn dập đoạn nứt ra. Bao phủ tại hóa không ra hắc sắc tử khí bên trong Diệp Thần Phong, hắn cơ thể hơi uốn lượn, hai cánh tay tự nhiên rủ xuống. Trong miệng thở gấp dồn dập khí tức. Màu máu đỏ yêu dị con ngươi, dường như hung thú giống như. Từ bên trong thân thể của hắn tràn ra tới linh khí, cũng toàn bộ biến thành màu đen, thậm chí hắn linh khí bên trong cũng xen lẫn tử khí. Từng cử động của hắn, mỗi một cái hô hấp, toàn bộ tràn ngập tử khí, hắn phảng phất là tới từ ở địa ngục tử thần. Chu Triển Khai Đức cùng Chu Vĩnh Vọng đang nhìn đến thiên tỏa bên trong không gian màu đen xiềng xích. Dĩ nhiên toàn bộ đứt gãy, bọn hắn trong con ngươi vẻ mặt hơi dừng lại một chút, khóe miệng càng ngày càng rồi rào lạnh lẽo nụ cười cũng cứng ngắc ở. Màu đen kia xiềng xích nhưng là thiên tỏa bên trong không gian trọng yếu nhất, nếu như hai người bọn họ được thiên tỏa bên trong không gian màu đen xiềng xích nhốt lại, bọn hắn muốn đem màu đen xiềng xích làm đứt, đây cơ hồ cũng là không thể nào. Chương 2360, ba loại năng lực. Trên trời khóa bên trong không gian màu đen xiềng xích toàn bộ gãy vỡ thời điểm. Chân long điện bên trong, chỉ thấy nguyên bản trôi nổi ở giữa không trung vòng tròn, đột nhiên kịch liệt sáng ngời chuyển động. Ở đây được vòng tròn thiên tỏa không gian chấn áp lực lượng, ép không cách nào hành động Trình Viễn Mộc cùng Trình Diệc Giao các loại tất cả mọi người. Tại vòng tròn sáng ngời động lúc thức dậy, bọn hắn lập tức cảm giác được bên trong thân thể một trận huyết khí dâng lên, có một loại yếu miệng phun tiên huyết cảm giác. Tất cả mọi người sắc mặt khó coi nhìn xem giữa không trung vòng tròn. Thiên tỏa không gian bên trong, được vô cùng vô tận nồng nặc hắc sắc tử khí bao vây lấy Diệp Thần Phong. Chỉ thấy tử khí đang từ từ thu nạp rồi, cuối cùng nồng nặc hắc sắc tử khí, ở trên người hắn tạo thành một cái hắc sắc tử khí trường bào. Trên người mặc do tử khí ngưng tụ trường bào màu đen, Diệp Thần Phong tóc cũng biến thành càng thêm đen nhánh rồi, hắn 10 ngón móng tay cũng toàn bộ biến thành màu đen. Ở trong tay hắn xuất hiện một cái trường kiếm màu đen,
cái này trường kiếm màu đen cũng là do tử khí ngưng tụ mà thành. Này một dãy chuyện hoàn toàn là tại Diệp Thần Phong vô ý thức trạng thái hình thành. Con người màu máu đỏ Diệp Thần Phong, từ trong cơ thể hắn chả đang không ngừng bốc lên tử khí, phần lớn tử khí toàn bộ rót vào đã đến, trên người hắn cái này tử khí hình thành trường bào màu đen bên trong, còn có một phần nhỏ tử khí, nhưng là như có như không lượn lờ tại quanh thân hắn. Chu Triển Khai Đức cùng Chu Vĩnh Vọng con người ngưng lại, bọn hắn không tự chủ được nuốt một cái nước miếng, cảm nhận được Diệp Thần Phong trên người khiến người ta run sợ quỷ dị tử khí, bọn hắn hiện tại có phần hối hận, trước đó không có lập tức đem Diệp Thần Phong giết đi. Hoàn toàn không có ý thức Diệp Thần Phong, hắn trong mắt màu đỏ ngòm nhìn chăm chú vào Chu Triển Khai Đức cùng Chu Vĩnh Vọng, trên người hắn linh khí cùng tử khí bạo phát, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Chu Triển Khai Đức cùng Chu Vĩnh Vọng thấy Diệp Thần Phong đột nhiên biến mất, bọn hắn kinh ngạc Diệp Thần Phong bây giờ tốc độ, liền ngay cả bọn hắn cũng phải có chút theo không kịp, bất quá. Bọn hắn tốt xấu cũng là nửa bước thần tôn, hai người bọn họ trong tay vụt xuất hiện một cái trường kiếm màu xanh cùng một cái trường kiếm màu xanh lam. Bọn hắn bản năng phản ứng vẫn là rất mạnh, đem linh khí truyền vào bên trong trường kiếm sau. Hai thanh trường kiếm bữa nay lúc ánh kiếm bạo phát. Trường kiếm màu xanh cùng trường kiếm màu xanh lam hướng về xuất hiện tại bọn hắn bên phải Diệp Thần Phong vạch tới. Ở trong không khí ném ra một đạo thanh sắc kiếm ngân cùng một đạo lam sắc kiếm ngân, bởi Diệp Thần Phong áp sát tốc độ quá nhanh. Thế cho nên bọn hắn hai cái căn bản không kịp thi triển bất kỳ chiến kỹ cùng bí pháp rồi. Nhưng chiêu kiếm này, Chu Triển Khai Đức cùng Chu Vĩnh Vọng toàn lực đem linh khí rót vào đến trong đó, thêm vào hai người bọn họ trong tay hai cái kiếm đều là nửa bước tiên khí. Còn có thể tăng cường không tầm thường power. Trường kiếm chưa đến, hai đạo kiếm khí bén nhọn trước tiên tiếp cận Diệp Thần Phong. Chu Triển Khai Đức trường kiếm màu xanh là hướng về Diệp Thần Phong vai phải vạch tới, Chu Vĩnh Vọng trường kiếm màu xanh lam là hướng về Diệp Thần Phong bả vai trái vạch tới. Hai đạo kiếm khí phân biệt công đánh vào Diệp Thần Phong vai phải cùng trái trên bờ vai. Nhưng kết quả, liền ngay cả hắc sắc tử khí hình thành trường bào đều không có phá tan. Tại vừa vặn tử khí điên cuồng tại Diệp Thần Phong trong cơ thể bốc lên thời điểm, bên trong thân thể của hắn vỡ vụn xương tự chủ khép lại. Tại kiếm khí biến mất sau, Chu Triển Khai Đức cùng Chu Vĩnh Vọng trong tay trường kiếm màu xanh cùng trường kiếm màu xanh lam, cũng sát theo đó chặt bỏ Diệp Thần Phong hai cái trên bờ vai. Nằm ở ma hóa trạng thái Diệp Thần Phong, hắn hoàn toàn không có yếu tránh né ý tứ. Hai tiếng. Hai thanh trường kiếm chém vào Diệp Thần Phong trên bờ vai. Căn bản cũng không phá ra được trên người hắn do tử khí hình thành trường bào màu đen. Chu Triển Khai Đức cùng Chu Vĩnh Vọng thấy cảnh này sau, hai người bọn họ trong nháy mắt hãi hùng khiếp vía, thân ảnh của bọn họ cực tốc chợt lui. Diệp Thần Phong thân ảnh tự nhiên là theo sát phía sau. Chu Triển Khai Đức cùng Chu Vĩnh Vọng liếc nhau một cái, bọn hắn trong con ngươi tràn đầy sợ hãi, đối mặt Diệp Thần Phong ép sát. Hai người bọn họ căn bản không có thời gian thi triển mạnh mẽ chiêu thức. Chu Triển Khai Đức nói, tiểu tử này bây giờ trạng thái quá không thể tưởng tượng nổi, yếu là chúng ta không thể mau chóng giải quyết hắn, sợ là chúng ta hai cái thật sự yếu nguy hiểm. Chu Vĩnh Vọng cũng nói, đúng vậy, hắn vừa vặn được thiên tỏa không gian màu đen xiềng xích trói chặt thời điểm, trong cơ thể hắn linh khí đã tiêu hao hơn nửa. Chỉ cần chúng ta có thể dây dưa đến chết hắn là được rồi. Trong khi nói chuyện, Chu Vĩnh Vọng mi tâm đột nhiên lóe lên ánh sáng, từ hắn trong mi tâm không ngừng có thần niệm lực lượng khuếch tán mà ra. Oanh! Một tiếng, Chu Vĩnh Vọng thi triển thần vực, một cái màu đỏ thức hải từ hắn trong mi tâm vọt ra. Một bên Chu Triển Khai Đức cũng sát theo đó thi triển thần vực, một cái màu xanh thức hải từ mi tâm của hắn bên trong cũng lao ra khỏi. Màu đỏ thức hải cùng màu xanh thức hải trong nháy mắt đem Diệp Thần Phong che trùm lên trong đó. Tại bước vào thần vương cảnh sau là có thể phóng thích thần vực rồi. Nhưng coi như là thần vương cảnh cường giả, tại phóng thích một lần thần vực sau, tối thiểu yếu sau một tháng, mới có thể phóng thích lần thứ hai thần vực. Hơn nữa mỗi một cái người tu luyện thần vực đều cũng có một ít năng lực. Trong tình huống bình thường, phần lớn người tu luyện thần vực năng lực đều là yếu bớt tốc độ của đối thủ cùng sức mạnh, chỉ có một số ít người tu luyện thần vực mới có thể mở ra năng lực đặc biệt. Chu Triển Khai Đức cùng Chu Vĩnh Vọng thần vực đều thuộc về phổ thông, thần của bọn hắn vực chỉ có thể yếu bớt tốc độ của đối thủ cùng sức mạnh. Thân ở Chu Triển Khai Đức cùng Chu Vĩnh Vọng trong thần vực Diệp Thần Phong, hắn đến gần mau chóng quả nhiên là chậm lại,
này làm cho Chu Triển Khai Đức cùng Chu Vĩnh Vọng rốt cục có thở dốc cơ hội. Tuy nói Diệp Thần Phong tiến vào ma hóa, hắn không có ý thức của mình rồi. Nhưng hắn mi tâm cũng bản năng lóe lên ánh sáng. Trước đó tại uống máu tộc tổ địa lúc, Diệp Thần Phong vẫn không có bước vào thần vương cảnh, hắn thần vực được Không Minh Nhị Lão mạnh mẽ dẫn ra một lần. Khi đó Diệp Thần Phong tuy rằng cũng coi như là thả ra thần vực, nhưng dù sao không có bước vào thần vương cảnh. Hắn ba cái thần vực năng lực không có triệt để hiện ra. Diệp Thần Phong mi tâm không ngừng lập lòe màu vàng, màu trắng cùng màu đen này ba loại bất đồng ánh sáng, hơn nữa luân phiên lóe lên tốc độ tại càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng đều phải thấy không rõ lắm rồi. Từ bên trong thân thể của hắn truyền ra sôi trào thần niệm lực lượng, này làm cho Chu Triển Khai Đức cùng Chu Vĩnh Vọng lần thứ hai cảm thấy không tốt lắm. Chỉ nghe oanh, 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 ba tiếng, màu vàng, màu trắng cùng màu đen ba cái thức hải từ Diệp Thần Phong trong mi tâm mãnh liệt lao ra. Bước vào thần vương cảnh thả ra tính là chân chính hoàn chỉnh thần vực rồi, Diệp Thần Phong ba cái thần vực năng lực cũng trong nháy mắt hiển lộ ra. Màu trắng thần vực yếu bất tốc độ của đối thủ cùng sức mạnh, màu đen thần vực có thể trung hòa đối thủ bất kỳ chiêu thức một nửa lực công kích, màu vàng thần vực có thể vì Diệp Thần Phong cuồn cuộn không đoạn bổ sung linh khí. Chu Triển Khai Đức cùng Chu Vĩnh Vọng dù sao cũng là nửa bước thần tôn, Diệp Thần Phong phóng thích ra ba cái thần vực, không có đem thần của bọn hắn vực đụng kích hủy. Chỉ bất quá, Chu Triển Khai Đức cùng Chu Vĩnh Vọng đang nhìn đến Diệp Thần Phong phóng thích ra ba cái thần vực, cùng với cảm giác được Diệp Thần Phong ba cái thần vực từng người bất đồng năng lực sau đó hai người bọn họ là trong nháy mắt trợn mắt hốc mồm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 118.